Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 171. Chương 3113, có phải người này bị điên không? Hai người nhẹ nhàng đi qua, phát hiện cam trên đỉnh núi xếp thành một vòng tròn, ở giữa có ngôi nhà bằng trúc. Kết cấu hai tầng, hình như là kết cấu từ những cây trúc tinh khiết, khiến cho người ta thấy rất ta nhã, nhưng lại không thiếu đi vẻ mạnh mẽ. Một người phụ nữ mặc toàn đồ trắng ngồi đánh đàn trên hành lang bằng trúc, giai điệu tuyệt hay. Không ngờ có giai điệu hay như thế, người phụ nữ này giống như Nguyệt Cung tiên tử xuống trần vậy, ánh mắt khá giống với con người. Hơn nữa, vừa nhìn thấy cô ấy, Duẫn Thiên Thạc giống như là bị khống chế tình cảm của chính anh ta vậy, miệng chỉ nói một câu. Thanh Trần. Người phụ nữ này chính là người chó Ngưu Bá bị Diệp Phàm trị cho một phen thất kinh hồn phách, cũng giống như bà của Duẫn Thiên Thạc. Phụt. Đúng lúc này, dường như tiếng đàn bị thu lại, nhưng Diệp Phàm cảm giác giống như có một dàn âm thanh phát ra. Lập tức lóe lên, nhưng Duẫn Thiên Thạc sớm đã nhảy sang một bên. Đoán chừng là cô gái này sớm đã có chuẩn bị như thế rồi, âm thanh kia thoảng qua hai người có hai tiếng tự nhiên bổ đứt quả cam thành mấy phần rơi xuống đất. Cô đây tiếp đãi khách như thế này sao? Diệp Phàm cười nói. Anh còn không quỳ xuống. Duẫn Thiên Thạc trừng mắt nhìn Diệp Phàm, xoay người nói. Khinh Trần, tôi đã đưa người lần trước làm nhục bà này. Hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi bà. Tôi chờ anh. Lạc Khinh Hát Trần nhìn Diệp Phàm rồi lại khoanh chân ngồi xếp bằng gối. Ha ha ha. Diệp Phàm cười một trận điên cuồng. Anh còn cười, không muốn lấy tài liệu này hay sao? Duẫn Thiên Thạc tức giận thiếu chút nữa cắn môi. Đương nhiên cần tài liệu rồi, hơn nữa, anh phải ngoan ngoãn đưa cho tôi. Về phần quỳ xuống nhận lỗi với bà lão này, việc này chỉ có thể là nguyện vọng tốt đẹp của tôi. Thật xin lỗi người anh em, NSG này, ha ha. Diệp Phàm lạnh nhạt cười nói. Họ Diệp kia, nói mà không giữ lời cuối cùng anh sẽ bị đả kích rất nghiêm trọng đấy. Duẫn Thiên Thạc vô cùng tức giận, chỉ tay vào Diệp Phàm. Tôi nói gì mà không giữ lời? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Không phải anh vừa mới nói sao? Duẫn Thiên Thạc hỏi. Đúng vậy, tôi đã nói rồi. Nhưng tôi nói là nhận lỗi sao? Còn quỳ ba lạy, anh mơ à? Duẫn Thiên Thạc, ở một vài phương diện, Diệp Phàm tôi không thể không phục suy nghĩ của anh, thủ đoạn rất cao minh. Ví dụ như, vụ án Tiền Thành Quý, lúc mà mấy chục cảnh sát chúng tôi đều bó tay không nghĩ ra cách gì thì anh sớm đã quyết định đại cục rồi. Nhưng, ở một vài mặt, phải chú ý đến lời nói, cũng không phải chỉ cần dùng cách đùa giỡn là có thể thành công được. Diệp Phàm hừ nói. Rõ ràng là anh vừa nhìn thấy Khinh Trần như vậy rồi. Họ Diệp kia, tôi còn tưởng rằng anh thực sự là quân tử, về cơ bản là còn xấu xa hơn cả bọn cường đạo. Duẫn Thiên Thạc tức giận. Bà thì cũng là bà, Khinh Trần à, Khinh Trần, khách khí. Diệp Phàm chọc nói. Họ Diệp, anh đừng có mà nói bậy. Tai Duẫn Thiên Thạc đột nhiên đỏ lên, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Tôi nói sai cái gì? Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, Lạc Khinh Trần lạnh lùng hỏi. Duẫn Thiên Thạc, cái gì mà bà lão vậy? Ngươi giải thích rõ cho ta xem nào, ai là bà của ngươi? Không phải anh sao, vừa rồi bà ấy nói muốn anh nói rõ chuyện này với bà ấy kìa. Diệp Phàm cười nói, việc này cũng có một chút manh mối. Cảm thấy hai người này có vẻ không giống như vợ chồng. Đương nhiên cũng không thể ngoại trừ hai người này giận dỗi muốn làm lành. Duẫn Thiên Thạc, anh nói rõ cho tôi, có phải anh nói không? Vẻ mặt Lạc Khinh Trần lạnh như có tuyết rơi. Việc này, Khinh Trần, việc này. Duẫn Thiên Thạc không nói ra lời. Nam tử Hán đại trượng phu, nói là nói, sao nào, không dám thừa nhận sao? Hai người các ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì? Việc này, không hiểu rõ thật sự cũng không hay lắm. Mối quan hệ nam nữ. Đừng có làm loạn đấy, như vậy sẽ bị người ta khinh đấy. Diệp Phàm châm chọc nói. Duẫn Thiên Thạc, anh nói linh tinh cái gì, có phải anh ở sau lưng nói tôi như vậy không? Lông mày Lạc Khinh Trần dựng thẳng lên, giống như bọ dạng muốn ăn thịt người vậy. Hai, Khinh Trần, tôi có nói. Tôi nằm mơ cũng muốn nói như vậy, em không chấp nhận cũng được, chẳng lẽ chúng ta đến với nhau là phạm pháp sao? Duẫn Thiên Thạc thở dài. Đúng lúc này. Sắc mặt Lạc Khinh Trần đột nhiên tức giận. Khinh Trần đừng tức giận, tôi sai rồi được chưa? Duẫn Thiên Thạc giờ phút này thật đáng thương. Nàng đừng tức giận, là chúng ta giao dịch thành công rồi. Duẫn Thiên Thạc, nhưng mà tôi đã hạ xuân độc thành công rồi, hãy nhìn anh ta kìa.
Diệp Phàm liếc nhìn Duẫn Thiên Thạc một cái, suy nghĩ một lúc cười. Họ Diệp kia, anh làm cái quái gì? Lại còn Xuân Độc, rốt cuộc anh đã làm cái gì? Duẫn Thiên Thạc tức giận đến nỗi môi run rẩy lên. Giả bộ, Duẫn Thiên Thạc, anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Không thể tin được Lạc Khinh Trần tôi lại đi nhìn nhầm người, sai quá nhiều. Tất nhiên, anh cũng chỉ giống một tên hạ lưu manh vô liêm sỉ đê tiện thôi. Lạc Khinh Trần ôm ngực, nước mắt chảy ra. Tên tiểu nhân họ Diệp kia, tôi với anh đánh nhau. Duẫn Thiên Thạc giơ tay đấm Diệp Phàm, một phút đồng hồ, hai người đánh qua lại với nhau mấy hiệp, có thể thấy quyền cước rất nhanh. Tâm trạng của người này như người điên, căn bản là không quan tâm đến bản thân, tất cả là dùng phương pháp điên cuồng. Dưới đất, ngay sau đó cây cỏ bay lung tung. Ai ya, tiểu tử nhà anh có phải là điên rồi hay không? Vừa rồi còn nói hay lắm cơ mà, tôi vừa mới kê đơn, sao anh lại không đi làm, còn muốn đáp ứng yêu cầu của tôi trả triệu nhất thác triệu có phải không? Thuốc này điều chế không tốt, không màu không mùi, một khi đã trúng độc xuân, tác dụng chậm nhưng vô cùng lợi hại. Tiểu tử nhà anh, làm người cũng không thể không nói chữ tín, nếu như anh thật sự không muốn nói, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Vẻ mặt Diệp Phàm khinh khỉnh, ngược lại điên cuồng đánh Duẫn Thiên Thạc. Ào ào, hai người đánh nhau hỗn loạn, đều lăn. Lạc Khinh Trần cắn răng nói. Duẫn Thiên Thạc, triệu nhất thác triệu anh có trả hay không? Nếu không tôi sẽ tăng giá lên đấy. Diệp Phàm hừ, vừa đánh vừa cố ý lại gần Lạc Khinh Trần. Khinh Trần, nàng đi mau, đi mau. Duẫn Thiên Thạc kêu to, không muốn sống đích thân anh ta ra ngăn cản trước mặt Diệp Phàm. Họ Duẫn kia, việc này không liên quan gì với anh cả. Mặc dù âm mưu của anh thực hiện tốt, tốt lắm. Đừng ở đây giả mù nữa, khiến cho chỗ chăn nuôi của ta bẩn hết rồi. Lạc Khinh Trần nhìn khinh bỉ. Chăn nuôi của họ Diệp, tôi đánh nhau với anh. Duẫn Thiên Thạc đột nhiên nói to với Diệp Phàm, khói bốc ở trong tay. Diệp Phàm vừa nhìn, mắt mở to ra, tay giơ lên, một tiếng bang vang lên khói ở trong tay của người này bay ra khoảng mấy chục mét. Sau đó, ầm một tiếng thật lớn. Còn có, chúng ta cùng đi chết đi. Bên hông Duẫn Thiên Thạc vẫn còn hơi nước, Diệp Phàm chạy nhanh vượt qua người này hơn cả trăm mét, nhưng lựu đạn sớm đã bị ném bên cạnh Diệp Phàm rồi. Âm thanh vang lên long trời, Diệp Phàm thuần thục nằm xuống, phát hiện ra lựu đạn này không có nguy hiểm gì mới đứng dậy đi vòng quanh xem. Đi cách xa mới dừng lại, sau đó một chưởng chụp được Duẫn Thiên Thạc. Anh muốn hại tôi, sao lại cứu tôi? Khiến cho tôi sợ chết đi được. Lúc này Duẫn Thiên Thạc giống như một người khác vậy, vẻ mặt vô cùng ngốc ngồi xuống. Người anh em à, tôi đang giúp anh, thật sự không nhìn thấy ý tốt sao? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Giúp tôi, anh hại chết tôi thì có ý. Đúng rồi, không tốt, xuân độc của anh không thể giải trừ được, Thanh Trần. Duẫn Thiên Thạc kêu to quay lại đuổi theo. Như vậy chẳng phải là rất tốt, anh quay lại vừa may. Tôi chính là giúp anh thành công cũng không lợi dụng lúc anh gặp nguy hiểm. Quân tử giống như Diệp Phàm tôi trên thế gian này ít lắm. Diệp Phàm cười nham hiểm nói. Tôi không cần như thế, sau khi tôi quay trở về có chết trước mặt Khinh Trần cũng không để cho anh thực hiện được quỷ kế đâu. Nhưng, Diệp Phàm anh cũng không có kết quả tốt đâu. Duẫn Thiên Thạc đột nhiên tỉnh lại, đứng lên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ôi, người anh em cũng khá kiên cường đấy. Diệp Phàm có chút bội phục người này si tình. Anh mang thuốc giải độc xuân tình cho cô ấy, tôi sẽ đưa cho anh chứng cứ. Duẫn Thiên Thạc hừ nói. Tôi sợ anh sẽ hối hận thì sao? Diệp Phàm nói. Tôi là Duẫn Thiên Thạc chứ không phải anh, tiểu nhân. Duẫn Thiên Thạc hừ nói, lấy chiếc điện thoại nhỏ từ trong tay ra, nói. Tất cả ở bên trong, đằng sau chính là thuốc độc. Hai, thật sự là tôi muốn giúp anh. Diệp Phàm thở dài nhận di động nhìn nhìn, cảm thấy người này không giống như là gạt người, liền nhận điện thoại. Tôi nói rồi, tôi muốn quang minh chính đại đi nhận tội với Lạc Khinh Trần, mà không dùng thủ đoạn đê tiện. Duẫn Thiên Thạc hừ nói. Đầu óc tiểu tử nhà anh còn chưa được khai hóa, màn vừa thể hiện vừa rồi không phải là một thủ đoạn sao. Vì Lạc Khinh Trần, anh liều mình bảo vệ nàng ta. Tin tưởng sau này nàng ta sẽ đối tốt với anh hơn. Nhưng... anh nói những lời nói này mà đi gặp nàng ta thì sẽ có một kết quả rất thảm đấy. Không phải anh bị lựu đạn nổ sao? Đúng, muốn làm như vậy. Diệp Phàm cười nói. Anh đưa trước thuốc giải độc gì rồi hãy nói, tôi không muốn Khinh Trần hận tôi. Duẫn Thiên Thạc nói. Ha ha,
nhưng tôi không có nói với anh về cách giải độc. Đó chỉ là chiến thuật trong lòng thôi. Không tin thì anh quay về mà xem. Thực ra anh cho rằng Diệp Phàm tôi đê tiện như thế có phải không? Thật hèn hạ, Lạc Khinh Trần đã trở thành nữ nhân của Diệp Phàm rồi. Người anh em, tạm biệt, nếu có rảnh thì đến tập đoàn Hoành Không chơi, không chắc là chúng ta có trở thành anh em tốt hay không. Chúc anh may mắn, nhớ kỹ, chỉnh lại bản thân một chút. Diệp Phàm nở nụ cười, xoay người đi. Hai, không thể tin được Duẫn Thiên Thạc cả đời thông minh, không ngờ cuối cùng lại xao xuyến một người con gái. Trên đời này, xem ra, người thông minh không phải là tôi. Người này, thật là đáng thương, nhìn qua rất đáng khinh, sao một người giỏi như thế, sao tôi lại thảm như thế. Duẫn Thiên Thạc ngồi phịch lên tảng đá to ngẫm nghĩ. Sau đó, tên này chỉnh lại quần áo, bắt đầu kêu lên. Ôi, thảm quá, chỉnh lại một chút. Vừa về tới nhà khách địa ủy Giang Hoa, Diệp Phàm lập tức gọi Bao Nghị lại. Sau khi Bao Nghị nhận di động liền kiểm tra. Nhìn suốt mười mấy lần, thở dài. Thật không thể ngờ, người đứng đằng sau hạ độc chính là Triệu Nhất Thác. Tôi thật sự không hiểu rõ, Triệu Nhất Thác và Chu Gia Sinh có mối quan hệ như thế mà còn đi hại anh ta. Nếu như nói một hòn đá ném trúng hai con chim cũng đúng. Anh và Chu Gia Sinh đều bị hạ, cũng không đến lượt Triệu Nhất Thác đồng chí phó chuyên viên kiêm bí thư ủy ban chính trị pháp luật có phải không? Phía trước còn có Tôn Lệ Phương. Cũng không nhất thiết, nếu tôi và Chu Gia Sinh đều bị hạ. Người đứng sau Triệu Nhất Thác trên tỉnh chắc chắn rất to, bắt một chuyên viên hành chính của cơ quan địa ủy là không thành vấn đề. Chương 3114, đều là do đàn bà gây ra. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ còn có một khả năng. Triệu Nhất Thác có mục đích khác. Ừ, ví dụ như Triệu Nhất Thác mới là người thân tín của trưởng Ban Bạch. Y làm như vậy, hai đầu sỏ đều bị kéo vào sự kiện Tiền Thành Quý, sao có thể tập trung vào việc di rời thủ phủ. Nhưng, trả giá cũng quá lớn. Trưởng Ban Bạch không thể nghĩ đến muốn giết người. Cho nên, không giống như là bút tích của trưởng Ban Bạch. Bao Nghị nói, chuyện gì trước khi biết rõ ràng cũng có thể hết. Trưởng Ban Bạch vì ngăn cản việc di rời trung tâm, hoàn thành nguyện vọng của cha mà liều lĩnh cũng có thể. Bởi vì, anh ta phát hiện, Chu Gia Sinh đã không ngăn cản được Diệp Phàm tôi. Mà trưởng Ban Bạch ở tỉnh cũng không thể trực tiếp ra tay. Dù sao, đây là quyết định lớn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Còn chưa đến lần anh ta vung tay múa chân. Cho nên, đến mức cực đoan đã lựa chọn con đường chết này. Diệp Phàm nói, ừ, cũng không loại trừ khả năng này. Ăn Diệp tôi đi làm việc, phải nhanh chóng đem toàn bộ những người liên quan bắt lại. Vụ án này, rất nhanh có thể có kết quả. Nhưng, Duẫn Thiên thật đúng là thiên tài, không ngờ có thể điều tra rõ vụ án bằng năng lực cá nhân. Hơn nữa, chứng cứ đầy đủ hết, là một nhân vật lợi hại. May mắn anh Diệp có thể hạ anh ta, nếu không, nếu là đối thủ của chúng ta, thật đúng làm cho người ta đau đầu. Bao Nghị kích động cầm di động đi. Tên kia, thật ra là người rất tốt, hơn nữa là một người si tình. Diệp Phàm cười nói. Người si tình. Bao Nghị ngạc nhiên, hai người cười vang. Buổi sáng ngày thứ ba, Triệu Nhất Thác đang tổ chức họp bàn giao nhiệm vụ, Phó Giám đốc Sở Công an Chu Ngọc Hà đã đưa mấy đồng chí đến. Sau đó không lâu, tin tức truyền khắp địa khu Giang Hoa. Ủy viên địa khu, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật địa khu Giang Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa khu Giang Hoa Triệu Nhất Thác bị bắt. Không thể tưởng tượng được, không ngờ lại là y. Chu Gia Sinh vỗ bàn đến mức chén trà bay đến một góc, sau đó vẻ mặt rất phức tạp. Anh ta đốt một điếu thuốc, im lặng, vẻ mặt Chu Gia Sinh trở nên mông lung trong sương khói. Thật lâu sau, Chu Gia Sinh mới nói một câu. Vì cái gì? Điều tra rõ chưa? Triệu Nhất Thác vì cái gì phải làm chuyện này? Diệp Phàm hỏi. Ban đầu y kiên quyết không chịu nói, chỉ nói mình không tỉnh táo mới làm như vậy. Sau đó, Sa Thiên đi vào, trừng trị một phen, người này thành thật khai ra, ôi, gặp họa vì một người phụ nữ. Bao Nghị thở dài. Một người phụ nữ nào? Diệp Phàm suy nghĩ rồi hỏi. Nói rất dài dòng, Triệu Nhất Thác cùng Chu Gia Sinh quan hệ rất tốt. Nếu nói về mối quan hệ này còn phải ngược về mười mấy năm trước. Khi đó hai người còn trẻ tuổi, Chu Gia Sinh mới vừa 30 tuổi, còn Triệu Nhất Thác 25-26 tuổi. Chu Gia Sinh là chủ tịch thành phố An Tân, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mà Triệu Nhất Thác là phó cục trưởng cục công an thành phố phụ trách trinh sát hình sự. Cũng là một người trẻ tuổi đầy triển vọng. Triệu Nhất Thác lúc ấy có một người bạn gái là Trương Mai Anh.
Người con gái này làm việc ở đài truyền hình, khá xinh đẹp. Hai người cũng thân nhau, nhưng trong một lần uống rượu say mầm mống tai họa đã đến. Lúc ấy Triệu Nhất Thác có việc không đi, Trương Mai Anh cùng Chu Gia Sinh cùng ra ngoài, lúc này vấn đề xảy ra. Rượu say sau đó loạn tính, mà mời khách lúc đó là một người tên Ngô Thăng muốn nịnh bợ Chu Gia Sinh. Thấy Chu Gia Sinh nhiệt tình với Trương Mai Anh, liền tiếp nhận suy nghĩ của lãnh đạo, mời Trương Mai Anh mấy chén. Kết quả có thể nghĩ ra, Chu Gia Sinh cũng uống say, vốn vẫn có chút ý thức, nhưng cả người Trương Mai Anh bốc lửa trước mặt, Chu Gia Sinh cuối cùng không thể ngừng được chiếm hữu cô. Vừa lên đường đã ra trái cây, Chu Gia Sinh đã có vợ, hơn nữa, trong nhà vợ có thế lực rất lớn. Chu Gia Sinh còn sống nhờ quan hệ của bà ấy. Cho nên, không thể cưới Trương Mai Anh, hai người cuối cùng coi như chưa có gì xảy ra. Trương Mai Anh dục Triệu Nhất Thác kết hôn. Hơn 10 ngày sau hai người làm tiệc rượu vào động phòng. Đêm hôm đó Trương Mai Anh dùng chút phương pháp, mà Triệu Nhất Thác lại rất say, kết quả tất nhiên không có biết Trương Mai Anh đã được phá qua. Từ đó về sau Chu Gia Sinh luôn có chút áy náy với Triệu Nhất Thác. Do đó càng thêm quan tâm đến Triệu Nhất Thác. Chu Gia Sinh làm bí thư thành ủy An Tân lập tức đề bạt Triệu Nhất Thác làm cục trưởng cục công an, không lâu liền kiêm chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Cứ như vậy, Chu Gia Sinh lên một bậc, Triệu Nhất Thác cũng lên một bậc. Triệu Nhất Thác còn tưởng rằng gặp một người lãnh đạo tốt. Từ đó về sau luôn mang ơn, đi theo Chu Gia Sinh. Nhưng có một số việc nếu làm thì một ngày nào đó cũng sẽ bị lộ. Dù là che giấu thành công cũng vô dụng. Mấy năm trước, Triệu Nhất Thác trong một cơ hội vô tình đưa đứa con đi ra ngoài xã giao. Mà mọi người gặp còn tưởng rằng Triệu Nhất Thác đưa đứa con của Chu Gia Sinh đi cùng. Cho nên vẫn coi là thái tử đảng. Mà khi Triệu Nhất Thác đi vệ sinh người kia hỏi sao ba của cháu không đi. Mà Triệu Nhất Thác trong phòng vệ sinh nghe thấy được, vì cửa buồng vệ sinh không khóa. Mà Triệu Tiền nói, chú nhận sai rồi, ba cháu là Triệu Nhất Thác. Lúc ấy Triệu Nhất Thác vừa nghe lòng liền run rẩy nghĩ lại một số việc, cũng cảm thấy được. Tuy nói vợ mình là Trương Mai Anh ít khi cùng Chu Gia Sinh gặp mặt nhưng khi gặp hình như ánh mắt có chút lạ. Trước kia không nghĩ tới đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Hiện giờ nghĩ đến đây liền nghi ngờ, cũng trộm lấy máu đi xét nghiệm. Kết quả tất nhiên làm cho Triệu Nhất Thác thiếu chút nữa rút dao giết Chu Gia Sinh. Nhưng Triệu Nhất Thác tỉnh táo lại bắt đầu hành động của y. Ước chừng đợi 5 năm mới tìm được cơ hội hôm nay. Không thể tưởng tượng được ngàn tính vạn kế cuối cùng không ngờ vị Duẫn Thiên phát hiện hết. Có lẽ là ngày đó anh trừng phạt khinh trần sau đó Duẫn Thiên muốn tìm cơ hội trả thù. Cho nên, anh ta luôn bí mật theo dõi anh. Không thể tưởng tượng được anh ta không có cách bắt anh, không ngờ trong lúc vội ý đã bắt được con cá lớn Triệu Nhất Thác. Tất cả đều là ý trời. Bao Nghị thở dài lấy tài liệu hỏi cung Triệu Nhất Thác ra. Việc này nên xử lý thế nào? Cục trưởng Vương cho rằng việc này tuy nói không thể đem Chu Gia Sinh vào cục cảnh sát, nhưng hoàn toàn có thể khiến cho Chu Gia Sinh thân bại danh liệt, cuối cùng anh ta nhất định không thể ở lại khu giang hoa này nữa. Được rồi, lúc trẻ phạm một chút sai lầm cũng không sao. Việc này chỉ có thể nói là rượu say loạn tính. Diệp Phàm khoát tay áo, sau đó hỏi. Việc này Chu Ngọc Hà có biết không? Lúc ấy Sa Thiên muốn trừng trị y nên chúng tôi bảo Chu Ngọc Hà ra ngoài. Mà Chu Ngọc Hà có lẽ cũng không muốn nhúng tay nhiều quá vào chuyện này, cho nên, mặc kệ mọi việc. Việc này cuối cùng chỉ có tôi và một người phụ trách mà Cục trưởng Vương cử đến biết. Đương nhiên, chúng tôi cũng làm ghi chép đúng quy định. Muốn làm thế nào do anh quyết định. Bao Nghị nói. Tài liệu này cứ để ở chỗ tôi, bảo họ giữ bí mật. Diệp Phàm nói. Tôi đã nói rồi, họ cũng biết việc này. Bao Nghị nói. Bao Nghị, cậu thấy chuyện này thế nào? Diệp Phàm hỏi. Phải là cho thối anh ta, để anh ta cút đi, bỏ chướng ngại vật của chúng ta đi. Hơn nữa, Chu Gia Sinh mới vừa đi, tỉnh ủy cũng không thể lập tức bổ nhiệm chủ tịch mới, có lẽ phải một thời gian ngắn quá độ. Đến lúc đó anh vừa là bí thư vừa là chủ tịch không phải muốn làm thế nào thì làm sao? Bao Nghị nói. Vương Triều cũng cho rằng như vậy. Diệp Phàm cười nói. Ừ, như vậy thuận lợi cho việc di rời. Còn có thể hung hăng đánh vào mặt trưởng ban Bạch. Người ông ta đề cử không ngờ lại là người như thế, liên quan đến danh dự của ông ta cũng bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, ông ta còn có thể ngăn trở việc di rời không? Bao Nghị nói. Ha ha, thật ra. Chúng ta cũng không có ân oán gì với trưởng ban Bạch, có chính là bất đồng quan điểm thôi. Theo quan điểm của trưởng ban Bạch, ông ấy muốn hoàn thành nguyện vọng của cha mình,
hơn nữa muốn tìm một nơi bí mật để cãi lại tỉnh ủy. Thật ra, ông ấy cũng là một người lãnh đạo đáng tôn trọng. Hơn nữa, nguyện vọng của cha ông ấy là muốn cho người Giang Hoa được sống tốt, thành phố Giang Hoa đẹp hơn, cũng không sai. Chỉ là lập trường bất đồng, ý tưởng bất đồng thôi, đều không sai. Có một số việc, chúng ta cũng không cần phải đem gậy gộc đánh đến chết. Cán bộ như trưởng Ban Bạch và Chu Gia Sinh vẫn là cán bộ đủ tư cách. Bọn họ cũng làm rất nhiều việc. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, cậu nghĩ em, nếu để Chu Gia Sinh xem những thứ này, còn hiệu quả tốt hơn bắt anh ta. Nếu bí thư và chủ tịch đều do tôi phụ trách, tôi không có đủ thời gian. Giao cho những người khác tôi lại lo lắng, điệu ủy Giang Hoa không có mấy người tôi có thể tin tưởng. Chỉ bằng để cho Chu Gia Sinh làm việc cho tôi, có cái này tin rằng Chu Gia Sinh sẽ biết điều. Diệp Phàm, tôi muốn thuận lợi di rời thủ phủ địa khu. Kéo kinh tế địa khu phát triển theo. Tôi muốn không phải là đấu tranh nội bộ, cũng không muốn làm thối ai. Hơn nữa, cậu nghĩ em, địa khu Giang Hoa này tôi có thể ở bao lâu, 1 năm hoặc là 2 năm. Ha ha, ở đây tôi chỉ là khách qua đường thôi. Bán mạng cho tôi so với làm việc cho mình càng tốt hơn. Cao Minh, tôi sao không nghĩ đến việc này? Đến lúc đó trên thực tế, địa khu Giang Hoa là của anh. Chu Gia Sinh chỉ là binh sĩ trong tay anh. Chỉ cần anh ta muốn bảo vệ vị trí, anh có thể tùy tiện đùa nghịch anh ta. Hơn nữa, sẽ càng ra sức trong việc di rời. Dù là trưởng Ban Bạch cũng không có cách ngăn cản việc này. Vấn đề chức vụ, trưởng Ban Bạch cũng không có cách nào làm khó Chu Gia Sinh. Bao Nghị cười nói. Ôi, Bao Nghị, cậu nói xe, tôi làm như vậy có phải có chút đê tiện không? Diệp Phàm có chút buồn bực. Tại sao có thể nói là đê tiện, suy nghĩ của anh là tốt. Anh vì nhân dân địa khu Giang Hoa. Di rời thủ phủ địa khu là một bước để phát triển kinh tế. Đây là cơ hội của địa khu Giang Hoa, bọn họ tạm thời không nhìn thấy hết. Mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam là thấy được thế phát triển rất lớn của tập đoàn Hoành Không. Tin rằng mấy năm sau người dân Giang Hoa sẽ hiểu việc làm của anh. Hơn nữa, làm việc theo quy định, báo cáo lên cấp trên thì Chu Gia Sinh xong rồi. Anh ta phải cảm ơn anh Diệp mới đúng. Bao Nghị nói. Chương 3115, cưỡng chế. Ha ha, hình như cũng có lý. Diệp Phàm cười nói. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Chu Gia Sinh vào văn phòng Diệp Phàm. Trợ lý Diệp, công việc khảo sát huyện Lăng Hà đã chấm dứt, bước tiếp theo là bước vào giai đoạn quy hoạch trung tâm mới. Đối với vấn đề quy hoạch, trợ lý Diệp có dặn dò gì không? Thái độ của Chu Gia Sinh hình như thay đổi tích cực. Việc xây dựng thành phố chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Vấn đề xây dựng thành phố đã được trợ lý Diệp quyết định trong hội nghị thường vụ. Vấn đề quan trọng chính là điều động ai tham gia. Mà trong đó liên quan đến rất nhiều ngành, ví dụ như công an, xây dựng, đất đai, di rời tái định cư. Liên quan đến rất nhiều ngành, trước mắt tôi lo lắng mấy vấn đề này. Có lẽ một thời gian ngắn nữa mới xây dựng xong. Việc này vội không được, hơn nữa một khi quy hoạch xong lại liên quan đến các ủy viên. Khi quy hoạch lo lắng vấn đề này, ví dụ như sắp xếp các anh, chắc chắn có người chịu thiệt. Chịu chút mệt mỏi thì không sao, chỉ sợ các đồng chí trong lòng có cố ý, làm giảm hiệu quả công việc. Cho nên, việc này nhất định phải cân bằng. Chu Gia Sinh lại đưa ra lý do muốn kéo dài thời gian di rời. Bố trí ban ngành quy hoạch thành phố, không cần lo lắng các vị ủy viên. Nếu vị ủy viên nào vì vấn đề phân công công tác làm cho ngành họ sắp xếp ở khu vực nào đó, phá hủy để di rời trung tâm mới. Quy hoạch là khu vực phục vụ vẫn phải quy hoạch là khu vực phục vụ. Anh phải phân rõ, nếu cứ lo lắng như vậy, chúng ta còn muốn làm việc không? Còn trong lòng các ủy viên có bất bình, việc này, cho dù anh cố gắng cũng không thể làm công bằng hoàn toàn. Đối mặt với tình huống này tạm thời không cần lo lắng. Các ủy viên cũng là vì phục vụ xây dựng trung tâm mới. Tin rằng, mặc dù là một vị đồng chí được phân công đến khu vực phức tạp một chút, nhưng có thể hiểu được đại cục. Tôi tin tưởng tố chất của các ủy viên. Diệp Phàm nói. Việc này, quy hoạch trung tâm mới là việc lớn, qua loa không được. Tôi không dám cam đoan sử dụng thời gian dài để hoàn thành việc này. Chỉ sợ quính lên lại xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, trách nhiệm này tôi cũng không dậy nổi. Hơn nữa, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ra một quyết định lớn như vậy, chúng ta cũng phải thận trọng hoàn thành. Nếu vì thế mà làm nhiễu loạn, đó là không có trách nhiệm đối với quyết định của tỉnh ủy.
Chu Gia Sinh thầm phản bác lại Diệp Phàm muốn làm nhanh. Hôm nay tôi cũng không rông dài với anh nhiều lắm, đồng chí Chu Gia Sinh, tiến độ phải đẩy nhanh hơn, hơn nữa, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo chất lượng. Nếu như nói gì rời một trung tâm cần 5 năm mới có thể hoàn thành thì chúng ta thật đúng là không có trách nhiệm đối với quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Việc này, trợ lý Diệp, có phải là quá mức nóng nảy đi? Tôi thật sự không dám đồng ý với quan điểm của anh. Chu Gia Sinh cũng mạnh mẽ lên. Công việc cụ thể tất nhiên là ủy ban nhân dân địa khu đang làm, có một số việc, nói thì dễ nhưng làm rất khó. Ví dụ như, phối hợp các ngành là một việc khó. Còn có các ngành sắp xếp ở đâu cũng cần trưng cầu ý kiến bọn họ. Nếu đều là ủy ban nhân dân cứng rắn quy định, trong lòng các đồng chí nhất định không thoải mái. Vừa làm việc vừa có thể quan tâm đến người khác, tại sao chúng ta không làm? Nếu mọi chuyện đều lấy nhiệm vụ và mệnh lệnh sắp xếp xuống, tôi sợ cuối cùng kết quả sẽ ngược lại. Chỉ sợ các đồng chí giáp mặt khó nói, sau lưng lại khác. Chu Gia Sinh nói. Đồng chí Chu Gia Sinh, lý do của anh thật đúng là không ít. Bàn nhiều như vậy chính là vì làm cho chuyện di rời không thể tăng tốc có phải không? Tôi không hiểu trong lòng anh nghĩ như thế nào, anh căn bản là đi ngược lại quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Diệp Phàm hừ nói. Tôi đây muốn bảo đảm chất lượng, lại tôn trọng quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Chu Gia Sinh cứng rắn lên. Tốt lắm, không cần nói nhiều. Lần di rời này tôi nói, phải tăng tốc và đảm bảo chất lượng. Anh là người làm việc thực tế, ủy ban nhân dân phải nghe theo sự sắp xếp của địa ủy. Anh phải phân rõ việc này. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc khoát tay áo. Việc này tôi biết, nhưng cũng không thể yêu cầu chúng tôi nhất định phải làm việc không thể làm, đây là ép buộc. Trợ lý Diệp, nhất định phải yêu cầu ủy ban nhân dân tăng tốc, Chu Gia Sinh tôi đành phải báo cáo với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh tình hình. Chu Gia Sinh bất cứ giá nào cứng rắn đến cùng. Dầm một tiếng, bàn bị Diệp Phàm vỗ một chút hừ nói. Thái độ của anh là thái độ gì? Nhưng, nói đến đây Diệp Phàm cố tình ngừng một chút, nhìn Chu Gia Sinh nói. Nói đến báo cáo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tôi đang nghĩ đến một việc, cũng đang lo lắng không biết có nên báo cáo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân không. Có nên báo cáo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không, đây là chuyện của trợ lý Diệp Anh, không cần hỏi Chu Gia Sinh tôi. Nhưng cái bàn nước này là tài sản, không chịu nổi sức ép. Chu Gia Sinh hừ nói. Anh xem cái này, có nên báo cáo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không, anh quyết định đi. Quyền chủ động tôi giao cho anh. Nếu anh còn kiên trì cách nói vừa rồi, tôi sẽ tự quyết định. Diệp Phàm lấy tài liệu trong ngăn kéo đẩy ra. Chu Gia Sinh sửng sốt, có chút hồ nghĩ, nhưng vẫn cầm tài liệu lên xem, lúc mới bắt đầu xem anh ta còn bình tĩnh. Nhưng không lâu tay của Chu Gia Sinh bắt đầu run lên. Cuối cùng tay run mạnh mẽ. Đây là vô tội, là Triệu Nhất Thác loạn cắn người, làm sao có việc như vậy? Người như thế, chính mình phạm tội không ngờ sau lại muốn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Muốn chút lên đầu tôi. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Dầm một cái, bàn bị Chu Gia Sinh vỗ một cái, mặt sầm lại đứng lên nói. Có phải sự thật hay không có thể xem xét có phải không? Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, không cần nhiều thời gian là có thể biết. Đồng chí Chu Gia Sinh, cứ như vậy để làm gì? Vừa lúc chuyên gia của Bộ Công an còn chưa đi, thử máu là có thể chứng minh sự trong sạch của anh. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Chu Gia Sinh. Giám định thân thích, dựa vào cái gì, tôi phản đối. Chu Gia Sinh hừ nói, nhưng rõ ràng khí thế yêu đi không ít. Ha ha, còn có một nhân vật quan trọng thôi, chính là vợ của đồng chí Triệu Nhất Thác Trương Mai Anh có phải không? Hơn nữa, muốn điều tra nguyên nhân Triệu Nhất Thác làm như thế, phải ngược dòng thời gian. Nói về trình tự phá án, nếu Triệu Nhất Thác và Trương Mai Anh đều nói ra, anh cũng phải có nghĩa vụ cung cấp mẫu máu. Đến lúc đó... Không phải vấn đề anh muốn xét nghiệm hay không? Không xét nghiệm làm sao biết được ai nói dối có phải không? Đương nhiên, chuyện này nói với anh cũng không có gì là việc lớn, chỉ có thể nói là tuổi trẻ, say rượu phóng đãng thôi. Trách nhiệm của anh không lớn, mặc dù là báo cáo lên trên thì vấn đề cũng không lớn. Anh suy nghĩ một chút, có báo cáo lên trên không? Diệp Phàm cười nhạt nói. Mặt Chu Gia Sinh càng đen, đứng trước mặt Diệp Phàm sừng sờ một lúc. Cứ từ từ. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy hộp thuốc lá qua, nhìn Chu Gia Sinh, mở hộp thuốc lá. Vài phút ngắn ngủi, gạt tàn trước mặt Chu Gia Sinh đã đầy,
bởi vì, tất cả đều chỉ hút một hơi dài, khói thuốc dày đặc. Tôi về làm việc. Chu Gia Sinh đột nhiên nói, nhưng khi xoay người bước chân có chút không xong, bắp đùi như nhũn ra. Ừ, trở về làm việc đi, làm cho tốt. Diệp Phàm khích lệ. Khi Chu Gia Sinh đi đến cửa, Diệp Phàm lại nói một câu. Sau khi di rời trung tâm xong, tài liệu này tôi tặng cho anh. Hơn nữa, đến giờ, tài liệu này vẫn được giữ bí mật, chỉ có một đồng chí của Bộ Công an và Bao Nghị biết. Cảm ơn. Chu Gia Sinh nói hai chữ thận trọng gật đầu, sau đó mở cửa đi. Chu Gia Sinh biểu hiện tích cực, sáng sớm hôm sau đã thấy họp hội nghị ủy ban nhân dân. Hơn nữa, các ngành liên quan đều đến tham gia. Buổi chiều hôm đó, địa ủy Giang Hoa Thành lập tổ, chuyên trách việc xây dựng di rời trung tâm. Mà tổ trưởng chính là Diệp Phàm, phó thường trực là Chu Gia Sinh, các ủy viên đều là phó tổ trưởng. Việc này xong Chu Gia Sinh mang tài liệu đến văn phòng Diệp Phàm báo cáo một việc. Sau đó nói, trợ lý Diệp, hiện giờ ủy viên địa ủy chống hai ghế, hiện còn lại 9 ủy viên, nếu không bao gồm hai chúng ta còn lại 7 đồng chí. Việc xây dựng khu trung tâm mới Lăng Hà có phải là phân chia thành 7 khu để phụ trách? Phân chia thành 7 thì trọng trách của các ủy viên quá nặng, từ thực tế mà nói, bọn họ thật sự không gánh vác nổi trách nhiệm này. Tôi thấy như thế này, cứ phân ra 9 khu vực, rồi sau đó tiến hành đánh giá, khu vực cần nhìn kinh phí thì hai chúng ta giúp đỡ họ thì thế nào? Cứ như vậy các đồng chí sẽ thấy cân bằng một ít. Diệp Phàm nói, nhưng hai ghế chống tỉnh vẫn tạm thời chưa phân công. Vấn đề này rất lớn. Cũng không thể không có chỉ huy, như vậy không có lợi cho việc tăng tốc. Chỉ sợ ảnh hưởng đến xây dựng trung tâm mới. Hơn nữa, tất cả đều liên quan, một khi hai khu rối loạn, liền ảnh hưởng đến những khu khác. Dù sao, chúng vẫn liên quan đến nhau mà không phải độc lập hoàn toàn. Toàn bộ là một chỉnh thế, không thể phân chia một cách rõ ràng. Chu Gia Sinh nói, tạm thời hai chúng ta phụ trách một chút. Mà chuyện cụ thể thì phân công phó đến phụ trách. Đương nhiên, một khi có người được sắp xếp xuống thì giao quyền cho họ. Hơn nữa, tôi cũng sẽ báo cáo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu nhanh chóng sắp xếp hai đồng chí xuống nhận công tác. Nếu không, người quá ít cũng không thỏa đáng. Diệp Phàm nói. Vậy được, quyết định như vậy đi. Chu Gia Sinh gật đầu nói, trong giọng hơi có vẻ cung kính. Ha ha, anh Diệp, Chu Gia Sinh bị anh hàng phục. Khu Giang Hoa trên cơ bản đại cục đã định. Anh có thể an tâm quay về tập đoàn Hoành không? Bao Nghị cười nói. Còn phải quan sát một chút, chỉ sợ có người vẻ ngoài như thế. Trên thực tế đang nghĩ làm thế nào để trở mình. Có lẽ Chu Gia Sinh đang hoạt động để tìm cách giải quyết chuyện Triệu Nhất Thác ít ảnh hưởng đến anh ta nhất. Nếu trưởng ban Bạch chắc chắn giúp anh ta, việc này hoạt động đến mức người ta chỉ là xử phạt nhỏ, có lẽ hài lòng của người ta lại nổi lên. Nhưng tôi nghĩ tạm thời cứ bình tĩnh. Diệp Phàm nói. Chương 3116, cái Thiệu Trung quật khởi. Chu Gia Sinh muốn trở mình, chúng ta cũng không phải uống cháo lớn lên. Chứng cứ trong tay, sợ gì anh ta. Đến lúc đó, nếu anh ta thật không phục, chúng ta cũng không cần nương tay, cho anh ta cút đi hoàn toàn là được. Bao Nghị nói. Ha ha, Bao Nghị đừng cực đoan như vậy. Tôi và anh đều trưởng thành rồi, tin rằng Chu Gia Sinh càng không ngu dốt. Diệp Phàm cười nói, quan sát hai ngày, biểu hiện của Chu Gia Sinh thật sự tích cực, cũng không giống như là giả vờ. Vì thế Diệp Phàm dẫn theo Đỗ Vệ Quốc về tập đoàn Hoành Không. Ông chủ, anh xem, thay đổi rất nhanh. Đỗ Vệ Quốc chỉ vào thị trấn Hoành Không cười nói. Cứ với tốc độ như vậy, có lẽ không cần 2 năm, thị trấn Hoành Không hoàn toàn thay đổi. Tất cả những thứ này, đều là kế hoạch của ông chủ. Anh là tổ sư gia tương lai của Hoành Không. Ha ha. Vệ Quốc, những việc này cũng có một phần của cậu có phải không? Diệp Phàm cười nói. Tôi chỉ là người chạy việc của anh, sao có thể là một phần được? Đỗ Vệ Quốc khiêm tốn cười nói. Vệ Quốc, không thể nói như vậy, công việc không phân biệt là thế nào, chỉ cần cố gắng, đều cảm thấy tự hào. Diệp Phàm cười nói. Sau khi trở lại tổng bộ Diệp Phàm nghe phụ trách các bộ phận báo cáo sau đó lại đi kiểm tra. Phát hiện Dương Chấn Đông và Trần Viên Kiều đều đang ở công ty chế tạo máy móc. Bí thư Diệp, doanh thu của nhà máy chúng ta đang tăng. Dương Chấn Đông cùng Trần Viên Kiều thấy Diệp Phàm tiến lên chào. Có hai người ở đây phối hợp, không tăng làm sao được. Diệp Phàm cười đùa. Đối với việc này tôi không hiểu gì nhưng đồng chí Viên Kiều thật đúng là để tâm. Chạy đến bộ lấy chỉ tiêu, chạy đến viện khoa học để lấy kỹ thuật.
chạy đi nước ngoài khảo sát, hoạt động này hiệu quả rõ ràng. Tôi đang muốn báo cáo với anh, giáo sư Dương Chấn Đông ở Viện Khoa học Máy móc hai hôm nữa xuống đây. Đồng thời ông ấy cũng mang theo mô hình máy ép sức nước họ nghiên cứu 2 năm mới hình thành đến. Đồng chí Viên Kiều đã so sánh, cùng một sản phẩm như vậy của nước ngoài, thiết bị do giáo sư Dương nghiên cứu ra tính ổn định cao và hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, độ nặng của thiết bị được giảm bớt, làm giảm chi phí không nói, chất lượng còn được nâng cao. Dương Chấn Đông cười nói. Đúng vậy, Bí thư Diệp, giáo sư Dương đã đồng ý hợp tác với chúng ta trong dự án này. Kỹ thuật của bọn họ, chúng ta có người bỏ vốn, lấy hình thức đầu tư cổ phần để đầu tư vào nhà máy chế tạo máy móc chúng ta. Một khi hợp tác thành công, sản phẩm mà giáo sư Dương nghiên cứu thành công thành sản phẩm trong tay công ty máy móc Hoành Không chúng ta. Bí thư Diệp, anh nghĩ lại xem, chất lượng cao hơn so với sản phẩm cùng loại, chi phí của chúng ta lại giảm 70% so với các sản phẩm cùng loại. Mặc dù là chúng ta để lợi nhuận vừa phải thì chúng ta còn có 2 phần lợi nhuận trong đó. Trong khoảng thời gian này tôi chạy lên chạy xuống, so sánh sản phẩm mà giáo sư nghiên cứu với các sản phẩm khác. Tuyệt đối ưu thế hơn các sản phẩm khác. Trần Viên Kiều cười nói. Bí thư Diệp, anh còn không biết, vì có thể mời được giáo sư Dương, đồng chí Viên Kiều đã mất rất nhiều công sức. Sản phẩm giáo sư Dương nghiên cứu ra đã thử nghiệm rồi, công ty muốn hợp tác với ông ta rất nhiều. Tập đoàn Hoành Không chúng ta lần này có thể thắng được, coi như là may mắn. Đương nhiên, đồng chí Viên Kiều làm việc cũng có hiệu quả. Dương Chấn Đông cười nói. Đồng chí Viên Kiều, cần tổng bộ làm gì, trực tiếp nói là được. Tôi tin tưởng ánh mắt của anh, nhất định phải làm cho giáo sư Dương đến đây mới được. Tổng bộ chúng ta mấy công ty chỉ có công ty máy móc chế tạo là chưa đứng lên. Cho nên, nhiệm vụ trọng đại này liền giao cho anh. Cần tiền, cần người, chỉ cần anh nói là được. Diệp Phàm lên tiếng. Ha ha, Bí thư Diệp, anh vừa đến đây, thật đúng là cần một ít kinh phí, hôm trước đồng chí Viên Kiều đã bàn với tôi. Dương Chấn Đông cười nói. Muốn nhiều hay ít? Diệp Phàm hỏi. 20 triệu, tôi biết, tuy nói gần đây tổng bộ cũng ký vài hợp đồng lớn, có được mấy chục triệu đầu tư. Nhưng số tiền này cũng có chỗ rồi. Hơn nữa, di rời hai thành phố lớn, tổng bộ đều phải chịu chi phí nhất định, tổng bộ cũng không dư giả. Cho nên, nhất thời không được thì ít đi một chút. Trần Viên Kiều nói. Những thứ đồ đã mang đến chưa? Diệp Phàm cười nói. Ngay trong túi của tôi. Trần Viên Kiều cười lấy trong túi ra tài liệu, Diệp Phàm nhìn qua, lấy bút ra ký rồi đưa lại. Trần Viên Kiều vừa thấy, nhất thời nheo mày, bởi vì Diệp Phàm ký không ký 10 triệu, 20 triệu mà là 30 triệu. Chỉ cần có thể phát triển công ty chế tạo máy móc, kinh phí tổng bộ có eo hẹp cũng phải đầu tư. Chúng ta cần chính là phát triển lớn mạnh, mà không phải là được chăng hay chớ, muốn cho các công ty con của đều phát triển, đều có sản phẩm trong tay của mình. Công ty không phát triển được, nên đổi nghề thì đổi nghe, nên dọn dẹp thì dọn dẹp. Lần này tôi trở về cũng muốn thực thi kế hoạch này. Công ty cấp dưới chúng ta to nhỏ không ít, có công ty tồn tại căn bản là lãng phí. Chẳng những không thể mang đến lợi nhuận cho công ty, hơn nữa, hàng năm còn phải chùi đít cho bọn họ. Tổng bộ không thể cứ làm như vậy, sau này phải dần dần đánh giá lợi nhuận của các công ty con. Nếu công ty con không thể nào tạo ra lợi nhuận, nên thế nào thì làm như thế. Tổng bộ chúng ta không thể là nhà cứu tế, cũng không phải là nhà trẻ. Đồng chí Chấn Đông, lần này trở về, tôi muốn có động tác lớn. Hy vọng hai anh có thể hiểu được, nếu không hạ quyết tâm là không được. Diệp Phàm nói, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Bí thư Diệp. Tập đoàn Hoành Không hiện giờ tuy nói đã phát triển dần. Nhưng trong đó hệ lụy để lại của bao năm qua không ít. Cải cách cần đau bụng. Hoành Không cải cách cũng không tránh khỏi cửa này. Đau bụng thì đau bụng sinh xong thì mới có thể có khí thế mới. Tập đoàn Hoành Không phải mượn cơ hội này để làm cuộc cách mạng hoàn toàn mới được. Nếu không, vẫn làm như cũ, muốn thay đổi hoàn toàn hiện trạng là không thể. Tôi dứt khoát ủng hộ. Trần Viên Kiều rất có khí phái. Tôi cũng đồng ý, cũng cảm thấy mình rất mất mặt. Trước kia tôi sợ hổ sợ lang, làm mỗi việc đều lo trước lo sau. Đều phải lo lắng làm như vậy có đắc tội với ai không, có thể ảnh hưởng gì đến mình không. Hiện giờ tôi cũng quyết định, đi theo Bí thư Diệp làm một trận, muốn làm thì phải làm tốt một phen đi. Dương Chấn Đông lần này trở về thái độ thật sự là đại biến, hình như thành một người khác vậy.
Kỳ thật, Diệp Phàm cũng có thể nghĩ ra một ít nguyên nhân anh ta thay đổi. Bởi vì, hiện giờ Diệp Phàm là bí thư. Hiện tượng này không thể liên tục đi xuống, có lẽ chừng nửa năm Diệp Phàm sẽ gỡ chức này xuống. Dương Chấn Đông lần này cũng bất cứ giá nào, lời vừa nói vừa rồi giống như thiên lôi, Diệp Phàm sai đâu đánh đó, có chú ý vị. Hơn nữa, thật ra thể hiện đứng xếp hàng. Bởi vì, Dương Chấn Đông biết, cơ hội khó có được. Muốn ngồi trên vị trí lãnh đạo của tập đoàn Hoành Không, không có Diệp Phàm gật đầu căn bản không được. Giờ đây Diệp Phàm ở Thiên Vân giống như mặt trời ban trưa. Lãnh đạo tỉnh Thiên Vân thực ra rất ủng hộ Diệp Phàm. Mà nhân vật số 1 số 2 của tỉnh Thiên Vân đối với Diệp Phàm cũng rất tốt. Hai vị đầu sỏ đều đem hy vọng về tập đoàn Hoành Không trên người Diệp Phàm cho nên, chọn lãnh đạo tập đoàn Hoành Không chắc chắn hỏi ý kiến Diệp Phàm, hơn nữa còn phải hắn gật đầu mới được. Nghe Dương Chấn Đông biểu đạt như vậy, ngay cả Trần Viên Kiều cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng cười nói. Đúng thế, chúng tôi đều là binh của Bí Thư Diệp tôi. Bí Thư Diệp là người dẫn đường cho tập đoàn Hoành Không. Viên Kiều có thể gặp một ông chủ như Bí Thư Diệp cũng là may mắn của Viên Kiều. Cho nên, tôi sẽ quý trọng gấp bội cơ hội này. Trần Viên Kiều cũng thể hiện thái độ, đương nhiên không thể lạc hậu. Ăn cơm chưa xong, Cái Thiệu Trung gọi điện thoại đến. Lão Cái, việc gì vui mà anh mừng rỡ như vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Không tính là việc gì vui, chỉ là tôi có việc rơi xuống. Cái Thiệu Trung cười nói. Vậy chúng mừng anh, nhưng anh dù sao cũng phải nói một chút việc vui ở đâu. Diệp Phàm cười hỏi. Không tính là gì, nhưng trợ lý chủ tịch tỉnh thôi. Cái Thiệu Trung cười nói. Ô kìa, thật sự chúc mừng anh, ngẩng đầu thẳng tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp phó tỉnh. Diệp Phàm sửng sốt vội vàng nói. Ha ha, cùng vui, cùng vui. Nói lãnh đạo phó tỉnh đối với cậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hơn nữa, tôi với cậu lại có thể sóng vai cùng chiến đấu. Cái Thiệu Trung cười nói. Vậy thì tốt lắm, bí thư tập đoàn Hoành không phải anh đảm đương tôi mới tạm ổn. Diệp Phàm nói, trong lòng cũng có chút buồn bực. Không thể tưởng tượng được Che Thiệu Trung gặp họa đắc phúc, không ngờ vừa mới được đề bạt đến cấp phó tỉnh chính tông. Từ đó xem ra, quan hệ của Cái Thiệu Trung ở tỉnh đúng là mạnh mẽ. Chỉ là một kim nhân viên cũng không thể đẩy được Cái Thiệu Trung đến vị trí này. Vị trí bí thư là của cậu, tôi cũng không dám đến đòi, cậu còn không đập vỡ tôi. Cái Thiệu Trung nói, chẳng lẽ anh tiếp nhận vị trí của Thái Cường? Diệp Phàm sau đó hiểu ngay. Thông minh, cậu một chút đã hiểu rõ. Chủ tịch Khúc tìm tôi nói, trước kia tôi công tác ở thành phố Hạng Nam, quen tình hình của thành phố Hạng Nam. Mà đồng chí Thái Cường bận quá, bảo tôi chuyên phụ trách tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, yêu cầu tôi tiến thêm một bước trong quan hệ giữa tỉnh Thiên Vân và tập đoàn Hoành Không. Tiến thêm một bước ủng hộ đối với tập đoàn Hoành Không. Phải nghĩ nhiều cách đem tập đoàn Hoành Không phát triển lên. Phải làm cho tập đoàn Hoành Không trở thành một trong 500 tập đoàn lớn của thế giới. Cái Thiệu Trung cười nói, háo hứng. Hóa ra vậy, có thể cùng anh kề vài chiến đấu. Tôi chờ anh sớm trở về tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm cười nói. Trở về, tôi đương nhiên phải trở về, lúc trước bị Trung Húc khiến cho xám xịt, hiện giờ tôi muốn cao giọng một hồi. Diệp Phàm, cậu ngàn vạn lần đừng nói tôi khoe khoang. Lần này tôi thật muốn khoe khoang một hồi. Mẹ kiếp! Cái Thiệu Trung hừ nói. Đúng rồi, vụ án Trung Húc thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Thằng nhóc này không vào đại lao căn bản là may mắn của y. Nhưng bị khai trừ khỏi sở xây dựng rồi, hiện giờ y thất nghiệp. Cái Thiệu Trung cười lạnh, nói. Hơn nữa, y vậy tôi cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Chương 3117, an tâm nghỉ ngơi. An tâm nghỉ ngơi, anh cái anh nói vậy tôi không hiểu. Chủ tịch Trung hình như cũng không già đi, còn có cơ hội đề bạt rất lớn, sao lại nói là nghỉ ngơi? Không phải là ngã bệnh chứ? Diệp Phàm cố ý hỏi. Tôi biết cậu muốn hiểu rõ. Nói thật với cậu, anh ta hiện giờ bệnh cũng không nhẹ, cho nên, báo cáo tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân, bị không thể đảm nhiệm công tác, việc này, cấp trên đã phê chuẩn, thuận tiện cho anh ta. Cái Thiệu Trung hừ lạnh, Diệp Phàm vừa nghe rốt cuộc hiểu được. Hóa ra Trung Lâm Hà lần này thật đúng là cực xui xẻo. Hậu trường của Cái Thiệu Trung ra tay có lẽ là Trung Lâm Hà đổi việc mình lui với việc con không bị bỏ tù. Việc này cũng là giao dịch giữa hai nhà Cái Trung. Từ đó có thể thấy hậu trường của Cái Thiệu Trung kinh người. Không ngờ có thể làm cho Trung Lâm Hà cũng phải lui. Cũng chứng minh, hậu trường này ra tay độc ác. Ha ha,
tôi cũng bội phục anh rồi. Diệp Phàm cười nói. Bội phục cái gì, nhưng về sau tôi phân công quản lý tập đoàn Hoành Không. Tôi ủng hộ cậu vô điều kiện, có chuyện gì muốn làm, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ ra mặt giải quyết hết. Cái Thiệu Trung lại khí thế, khôi phục lại oai hùng ngày xưa. Ha ha, có anh bao bọc, tôi đây thật sự yên tâm rồi. Diệp Phàm cười nói, ưu thế này không thể không chiếm. Hơn nữa, hậu trường của cái Thiệu Trung cứng rắn như thế, kết giao thân thiết với cái Thiệu Trung cũng không có gì hại. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được, cái Thiệu Trung nói như vậy là muốn báo ân, dù sao, anh ta có thể xoay chuyển tình hình, tuyệt đại bộ phận là nhờ có Diệp Phàm. Nếu không có Diệp Phàm cung cấp tin tức, cái Thiệu Trung bây giờ còn không vượt qua buồn bực được, sao có thể có được ngày hôm nay? Ha ha, không thể nói là bao bọc. Diệp Phàm cậu còn cần người bao bọc sao? Tôi nếu không có cậu bao bọc hiện giờ xong đời rồi. Cái Thiệu Trung cười nói. Diệp Phàm, tôi muốn tặng cậu một món quà. Hả, nói nhanh đi anh. Diệp Phàm hỏi. 10 triệu, lần này chuyện của tôi quanh co, tất cả mọi người đều vui, cho nên trường số 1 có người cho đơn hàng 10 triệu. Là thiết bị điện lực, một dự án nhiệt điện 50 triệu, 10 triệu thiết bị phát điện sẽ do tập đoàn Hoành Không cung cấp. Chỉ tiêu hiện giờ đã đến, không lâu nữa họ sẽ thông báo cho cậu biết. Đây coi như là tiền lì xì của cái Thiệu Trung tôi trở về tập đoàn Hoành Không. Cái Thiệu Trung có vẻ đắc ý. Thật sự là món quà lớn, cảm ơn anh. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm tạ. Không có gì, tập đoàn Hoành Không phát triển, tôi và cậu đều được vinh dự. Chúng ta không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tốt. Cái Thiệu Trung tôi cũng muốn cho họ thấy, giá trị thực sự của chức trợ lý chủ tịch tỉnh này. Cái Thiệu Trung nói. Nhưng, buổi sáng ngày hôm sau Trần Viên Kiều cũng vội vã tìm Diệp Phàm. Bí thư Diệp, thật sự là bực mình. Trần Viên Kiều vừa thấy Diệp Phàm đã lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm vừa mời anh ta ngồi vừa hỏi. Giáo sư Dương đột nhiên thay đổi. Trần Viên Kiều hừ nói. Vì cái gì, tìm hiểu rõ tình hình chưa? Diệp Phàm hỏi. Còn không phải công ty máy móc Trung Quốc đối thủ của chúng ta sao? Cũng không hiểu Ngô Trung Bảo dùng cách quỷ gì, làm giáo sư Dương thay đổi. Nhật định là điều kiện rất tốt cùng với cổ phần công ty. Ban đầu giáo sư Dương đồng ý hôm nay xuống đây, chính ông ta hiện giờ ngược lại đến tập đoàn máy móc Trung Quốc. Có lẽ hiện giờ đã bắt đầu đàm phán, người này sao lại có thể như thế, gặp lợi quên nghĩa. Trần Viên Kiều nói, đơn vị của giáo sư Dương là đâu, đơn vị nào, tôi nghĩ, thành quả nghiên cứu khoa học là giáo sư Dương nghiên cứu ra. Nhưng quyền chi phối có lẽ phần lớn thuộc về đơn vị. Bởi vì, phòng nghiên cứu khoa học này cũng do đơn vị cấp có phải không? Diệp Phàm hừ nói. Trợ lý Diệp ý của anh là tìm lãnh đạo đơn vị của ông ấy. Trần Viên Kiều có chút ủ rũ nói. Giáo sư Dương công tác tại Đại học Thanh Hoa, ông ấy là viện trưởng viện nghiên cứu vật lý. Phòng nghiên cứu của ông ấy là Đại học Thanh Hoa và Bộ Khoa học Kỹ thuật cùng bỏ vốn thành lập. Nghe nói lúc trước đầu tư hơn 3 tỷ. Thiết bị cũng khá hoàn thiện. Nhưng nếu là phòng làm việc của Dương Chấn Đông, vậy ông ấy có quyền chi phối rất lớn. Hơn nữa, Đại học Thanh Hoa và Bộ Khoa học Kỹ thuật chưa chắc nghe chúng ta. Nếu liên quan đến lợi ích, chẳng lẽ Đại học Thanh Hoa cùng Bộ Khoa học Kỹ thuật không muốn kiếm tiền? Đương nhiên là muốn, mà Tập đoàn Máy móc Trung Quốc đưa ra điều kiện hậu đãi. Một khi có thành quả, Đại học Thanh Hoa và Bộ Khoa học Kỹ thuật cũng thu được không ít. Trừ phi chúng ta đưa ra điều kiện tốt hơn tập đoàn máy móc Trung Quốc. Nếu hình thành tính cạnh tranh ác liệt, cuối cùng có lẽ là lưỡng bại câu thương, lợi nhuận của chúng ta sẽ bị ép thêm một bước. Cuối cùng, phần lớn được giáo sư mang đi, chúng ta còn lại cái gì? Tôi gọi điện thoại tìm hiểu tình hình một chút, anh liên hệ với giáo sư Dương một chút, nghe chút suy nghĩ của ông ấy. Diệp Phàm nói. Trần Viên Kiều vừa đi, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Đường Lâm cười nói. Bạn học, đã lâu không gặp, anh càng sống càng thoải mái rồi. Thoải mái cái gì, ở bộ lâu đầu óc sơ cứng rồi. Cũng là người tốt, đổi chỗ thôi. Cả nước đều đã được cậu đi khắp, cậu như vậy mới là thoải mái. Lầm gì lâu đều sai lệch có phải không? Đường Lâm cười nói. Bạn học, anh có phúc mà không biết phúc rồi, anh xem, hơn 40 tuổi, hiện phó bộ trưởng thường trực bộ giáo dục, nhất lại được nhiều người ủng hộ. Vài năm nữa, nếu đi xuống. Chính là chủ tịch một tỉnh lớn ở biên giới, hoặc là bộ trưởng. Không giống như tôi, hiện giờ trông nom một tập đoàn sắp phá sản, hao tổn tâm sức không nói, rất nhiều rối rắm người sắp phát điên rồi.
hơn 10.000 cán bộ công nhân viên chức, hơn nữa còn người nhà hơn 40.000 người dân ăn uống, sinh hoạt đều phải trông nom, không có cơm ăn người ta không đồng ý. Diệp Phàm nói, nghe nói bạn học hiện giờ kiêm nhiều chức, làm lãnh đạo ở tỉnh Điền Nam và tỉnh Thiên Vân. Đã vượt qua Tổng đốc Lưỡng Giang trước kia, dáng vẻ không giống như tôi, nhìn qua thật sự là nở mày nở mặt. Thật ra, mỗi ngày không phải đi làm, không có nhiều cảm xúc lắm. Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, chỉ là chức phó thôi. Người ta nói, đứng đầu không lo phượng vĩ, nào có làm một tay phong cảnh, chuyện gì cũng mình tự tính. Tôi ở bộ, việc nhỏ còn được, việc lớn phải trưng cầu ý kiến lãnh đạo. Đường Lâm cười nói, bạn học nói lời này hơi quá, ai không biết anh là người nhà họ Đường. Chính là ở bộ một số người nhìn thấy còn phải khách khí vài phần. Ai dám nói anh không dùng được. Diệp Phàm nói, bạn học thật sự là đang chê cười tôi, cũng vì tôi là người nhà họ Đường, cho nên, rất nhiều quy tắc cũng phải tuân thủ. Còn không bằng không phải người nhà họ Đường luôn tự tại. Như anh tôi mà nói, tôi thấy anh ấy liền nhút nhát. Chuyện gì có chưa nói đã chột dạ, cậu nói xem, còn có cái gì dùng được. Nếu không cậu đề nghị xem, cấp dưới có chỗ nào tốt giới thiệu một chỗ. Đường Lâm nói, cậu thật sự muốn xuống dưới, đây là ý của ông ấy. Diệp Phàm hỏi, thật đúng là muốn xuống dưới, đây là tôi nói thật lòng. Nhưng nhất thời còn chưa có chủ ý, không biết phải đi chỗ nào. Việc này tôi không dám nói cùng anh tôi, có lẽ vừa nói đã bị phê bình một phen. Nói chưa là lãnh đạo bộ đã muốn đi xuống đó. Chắc chắn còn có thể nói tôi không có kinh nghiệm công tác, đi xuống làm lãnh đạo một tỉnh không phải là trò đùa. Làm chủ tịch cùng phó bộ không giống nhau. Phó bộ và chủ tịch tỉnh tuy ngang nhau, nhưng chủ tịch tỉnh là vị trí quan trọng. Đường Lâm buồn bực nói. Dù sao Diệp Phàm cũng biết quan hệ này, anh Đường nhiều lúc vô tình còn nhắc đến Diệp Phàm. Đường Lâm tất nhiên bối rối, anh bảo mình tiếp xúc với Diệp Phàm nếu không, Đường Lâm sẽ không nói những lời như thế. Ha ha, đó là ông ấy trân trọng cậu. Thật ra, đi xuống thử xem cũng tốt. Phó thường trực bộ đã có thể làm, chủ tịch tỉnh cũng là người làm có phải không? Không rèn luyện một chút tại sao có thể có kinh nghiệm có phải không? Đương nhiên ý của tôi không phải nói chuyện thói quen của cậu. Nhưng nói về làm việc, địa phương phức tạp rối rắm hơn so với bộ nhiều. Không cần nói đến cái khác, như tôi quản lý một tập đoàn sắp phá sản, việc nhiều phải đầu óc lớn. Nếu không hiện giờ lại gặp phiền toái. Bạn học, có thể giúp tôi hẹn giáo sư Dương Chấn Đông của Đại học Thanh Hoa không, cùng nhau ăn một bữa cơm? Diệp Phàm nhân cơ hội tung ra đề tài. Ha ha ha, bạn học, cậu là không có việc không vào Tam Bảo. Tôi đang nghĩ sao cậu có lòng tốt đột nhiên nhớ đến người bạn học này, hóa ra là thế. Đường Lâm cười. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Mới khách thôi, đương nhiên lấy việc mời bạn học là việc chính. Giáo sư Dương, chính là đi kèm thôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Ngược lại rồi bạn học, đi kèm chính là tôi. Đường Lâm cười nói, cũng không hỏi cái gì, nhưng Diệp Phàm biết, việc này Đường Lâm đã đồng ý, nếu không, không nói là mình đi kèm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm cùng Trần Viên Kiều về Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh cũng đã 5 giờ, Vương Long Đông lái xe đến đón Diệp Phàm. Long Đông, bây giờ đã quen chưa? Diệp Phàm hỏi. Quen, ở Bắc Kinh cũng không giống địa phương. Lúc mới bắt đầu thực sự cẩn thận, dù sao chúng tôi tiếp xúc toàn cán bộ cấp cao. Trước kia khi làm việc chỉ gặp một phó tỉnh đều khó, hiện giờ ngược lại, mỗi ngày đều giao tiếp với phó bộ, phó tỉnh. Người ta nói đến phía Nam ngại ít tiền, đến Bắc Kinh ngại cấp bậc nhỏ. Thật đúng là vậy, như ở trong này phó bộ là không đáng giá gì. Vương Long Đông cười trêu. Thực sự hâm mộ chủ nhiệm Vương, mỗi ngày giao tiếp với phó bộ, phó tỉnh còn nói không thú vị nếu đổi lại là tôi, đã cười đến rất cả răng rồi. Trần Viên Kiều cười nói. Ha ha, chờ khi anh thật sự ngồi lên ghế của tôi, khi có sẽ biết. Tuy nói rất phong cảnh, nhưng quy củ hơn địa phương nhiều lắm. Mỗi ngày gặp đều là lãnh đạo, các vị đó đều là lãnh đạo của tôi. Một phó chủ nhiệm như tôi căn bản là người trông cửa. Vương Long Đông cười nói, thật ra, người ta vẫn có thể nghe ra một chút đắc ý. Chương 3118, thái độ của Đường Lâm. Đối với Diệp Phàm muốn mời ai, Trần Viên Kiều cũng thấy thật tốt. Nhưng Diệp Phàm không nói Trần Viên Kiều cũng không dám hỏi. Bạn học tôi đến chưa? Diệp Phàm hỏi. Có lẽ là đến rồi. Vừa rồi cục trưởng Vương gọi điện thoại đến nói là ông ấy ở khách sạn Kinh Đô.
Kỳ thật cũng không cần anh ta sắp xếp, tôi đã nói với Phi Phi bảo cô ấy sang đây. Nhà mình có khách sạn, có nàng công chúa này ra tay, không sợ không được sao? Vương Long Đông cười nói. Việc này, hôm nay tuyệt đối không buông ta ông ta. Cậu nói với Phi Phi một tiếng để cục trưởng Vương tính tiền. Tính đắt cho bố, đồ ăn gì tốt nhất thì đem, ra, cho cậu ta chết, dám lập mưu với tôi. Diệp Phàm cười trêu. Việc này dễ dàng thôi, một lọ rượu đỏ đã 5-60 nghìn. Chỉ sợ cục trưởng Vương đến lúc đó đập bàn thôi. Phi Phi dám sắp xếp như thế, đây chẳng phải là tìm chết sao. Kim Đô vẫn còn muốn hoạt động ở Bắc Kinh, đắc tội với cậu ta, kia còn có cái gì để sống. Vương Long Đông cười nói. Ha ha, cậu đó, có tôi ở đây, ai dám làm khó dễ Kim Đô. Tôi còn không đánh chết y. Diệp Phàm cười ha hả. Xe cuối cùng đã dừng trước khách sạn Kim Đô. Quản lý Kim Đô đã cùng Phỉ Phỉ đứng ở cửa, vừa thấy Vương Long Đông dừng lại hai người đã bước nhanh đến. Anh Diệp, anh đến rồi. Cổ Phỉ Phỉ rất thân thiết gọi. Ở đây đừng gọi là anh Diệp. Diệp Phàm cố ý nhướng mày. Vì sao? Cổ Phi Phi nghiêng đầu, trông rất hồn nhiên. Anh Đông của em ở đây, cho anh ta nghe thấy thì tối nay bão nổi với tôi. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Vương Long Đông. Anh đùa rồi. Cổ Phi Phi không buông tha, đập vài cái lên lưng Diệp Phàm. Ha ha, không tồi, này đánh trúng rồi. Long Đông, cậu thật có phúc, có phải mỗi tối Phi Phi đều làm như vậy với cậu? Diệp Phàm đùa. Tôi làm gì có phúc đó, ngược lại thì có. Vương Long Đông buồn bực. Ngược lại, ý của cậu là mỗi ngày nện cô, ha ha. Diệp Phàm cười. Chào bí thư Diệp. Cổ Nhất Kiểm vẻ mặt cung kính giơ hai tay. Diệp Phàm bắt tay với anh ta. Ôi, đây không phải là bí thư Diệp sao? Đã lâu không gặp rồi, thật sự là khách ít đến. Lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói, không phải là cha của Cổ Phi Phi chủ tịch tắc còn ai. Ha ha, mấy tháng không gặp, chủ tịch Cổ càng ngày càng có phong thái. Diệp Phàm cười bắt tay với Cổ Thiên Tắc, trong lòng cũng biết, có lẽ là cố ý làm thành vô tình gặp được như thế. Cổ Thiên Tắc từ sau khi Kiều Viên Viên sinh gặp ở Hồng Diệp Bảo thấy nhiều lãnh đạo như vậy cũng biết bạn bè của Diệp Phàm ở Bắc Kinh cũng khá có thân phận. Nếu như có thể mượn cớ vô tình gặp mặt, đón đưa mấy cái, vậy thì tốt quá. Cho nên, buổi sáng vừa thấy con rể Vương Long Đông gọi điện thoại, ông ấy trực tiếp từ Kim Lăng bay đến để tạo ra cuộc gặp vô tình này. Phi Phi, buổi tối chọn phòng tốt, chiều đãi bí thư Diệp một chút. Cổ Thiên Tắc quay sang con gái nói. Ba. Bí thư Diệp khó lắm mới đến được Kim Đô của nhà chúng ta một lần. Người ta là khách quý, không bằng mời anh ấy ở đây. Cổ Phi Phi nhìn về mấy người chớp mắt một cái cười nói. Nói chi vậy, nhà của tôi ở Bắc Kinh, trở lại đương nhiên trở về nhà. Khách sạn Kim Đô này là nơi xa hoa, tôi chi phí được. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp, buổi tối rất hân hạnh được đón tiếp, để tôi làm chủ thì sao? Nhưng vừa nghe mọi người nói hình như có khách. Nếu không tiện vậy thì hôm nào, nhưng, chi phí tối nay do tôi trả. Cổ Thiên Tắc nói. Long Đông, nhớ chưa? Con biết rồi ba, là anh Diệp muốn cục trưởng Vương thanh toán. Nhưng tại sao lại để cục trưởng Vương thanh toán có phải không? Vương Long Đông cười nói. Cục trưởng Vương, chính là anh bàng kia đúng không? Cổ Thiên Tắc sửng sốt hỏi. Không phải cậu ta thì còn ai? Vương Long Đông nói. Cục trưởng Vương thật sự là khách ít đến. Tuyệt đối không thể để cậu ấy trả tiền. Khách quý này, chúng ta mời cũng không mời được. Cổ Thiên Tắc cười nói. Nếu chủ tịch Cổ có tấm lòng, tôi đây từ chối bất khích. Vậy ngồi cùng nhau thì sao, đã lâu không ngồi tâm sự với chủ tịch Cổ. Hơn nữa, chủ tịch Cổ còn là khách hàng lớn của tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Theo lý mà nói thì chúng tôi phải mời chủ tịch Cổ mới đúng. Lần sau có đơn đặt hàng gì thì hãy quan tâm đến tập đoàn Hoành Không một chút. Diệp Phàm muốn nhân cơ hội nói về đơn đặt hàng. Cổ Thiên Tắc muốn đưa đến cửa, không cần thì không cần. Anh muốn mượn quan hệ của tôi mượn tiền tài của anh, cùng nhau hợp tác tăng thêm sức mạnh thôi. Hóa ra vậy, chúng ta cùng lên tầng. Cổ Thiên Tắc mời nói. Chờ một chút, bạn học tôi cũng sắp đến rồi. Đã lâu không gặp cũng nhớ anh ta. Diệp Phàm cười nói. Tôi cũng không phải là thủy tinh, bạn học, đừng nói buồn nôn như vậy. Lúc này tiếng cười sang sảng của Đường Lâm vang lên, Diệp Phàm quay đầu vừa thấy, anh ta đứng ngay gần đó, khó trách không phát hiện. Ha ha ha, nhớ không hề trái pháp luật,
hai chúng ta vẫn có quan hệ tốt. Diệp Phàm cười, tiến lên cùng Đường Lâm bốn tay nắm chặt. Đường Lâm, cậu cũng hết chịu nổi rồi, tôi còn tưởng cậu kẹt xe. Lúc này, Vương Nhân Bàng cũng tới. Ngại quá, cục trưởng Vương, không gọi anh trước một tiếng. Tôi thất lễ rồi. Đường Lâm quay người bắt tay với Vương Nhân Bàng. Thứ trưởng Đường, đây chính là chủ tịch tập đoàn có cổ phần khống chế khách sạn Kim Đô Cổ Thiên Tắc. Diệp Phàm giới thiệu ông cổ, nếu muốn được ưu đãi tất nhiên cũng phải thể hiện rồi. Hai bên hàn huyên sau đó đi vào phòng. Tầng tốt nhất của Kinh Đô tận trên tầng chót, tầng cao nhất còn có hoa cỏ. Nhìn qua cửa sổ bằng kính có thể thấy cảnh tượng bốn bên. Đây cũng chính là phòng sang trọng nhất của Kim Đô. Diệp Phàm cùng Đường Lâm đi trước, chủ tịch cổ kéo Vương Long Đông lại hỏi. Thứ trưởng Đường làm thứ trưởng bộ nào? Thứ trưởng thường trực bộ giáo dục. Vương Long Đông nói. Hả, cán bộ cấp bộ trưởng. Chủ tịch cổ hiểu, gật gật đầu. Cán bộ cấp bộ trưởng thật sự cũng không có gì, quan trọng là anh trai của thứ trưởng Đường, hiện chỉ có một vị trí đó. Vương Long Đông nhỏ giọng hỏi. Vị nào? Chủ tịch cổ nhất thời cũng kịp phản ứng. Chính là vị chủ tịch đang quyền, đó là anh của thứ trưởng Đường. Vương Long Đông vừa nói xong, Cổ Thiên Tắc điềm tĩnh như thế cũng có chút run rẩy. Bắp đùi giống như mềm nhũn, đầu thiếu chút nữa đập vào vách tường. May mắn Vương Long Đông giơ tay đỡ. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, trong lòng muốn cười. Thầm nói, lão cổ tuy nói ra tài bạc triệu, nhưng có thể giao tiếp với lãnh đạo nước Cộng hòa Đường Lâm chính là mối quan hệ. Không lâu sau giáo sư Dương Chấn Đông dẫn theo đứa con Dương Ý Thành đến. Có thể nhận được lời mời của Đường Lâm, giáo sư Dương tuy nói là học giả, nhưng không tránh ánh mắt trần tục. Lão già này tự nhiên là khiếp sợ và vui mừng, mà dẫn Dương Ý Thành đến đây, Diệp Phàm vừa thấy liền hiểu được. Thầm nói, lão già này còn không ngu dốt chỉ biết nghiên cứu học thuật. Vẫn còn biết suy nghĩ, biết cơ hội khó có được để con trai có thể trải đời. Giáo sư Dương, vị này chính là trợ lý của Phó Bí thư tỉnh Thiên Vân kiêm trợ lý Chủ tịch tỉnh Điền Nam cùng với Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm, cũng là bạn học của tôi. Bạn học tôi cũng là cán bộ tham chiếu cấp thứ trưởng. Đường Lâm thả con tép, bắt con tôm giới thiệu. Giáo sư Dương bị tên tuổi chức vụ của Diệp Phàm khiến cho mơ hồ, hơn nữa cũng bị tuổi trẻ của Diệp Phàm làm cho chấn kinh. Lão già này hơi sửng sốt sau đó lập tức giơ hai tay ra nói. Có thể gặp Bí thư Diệp, thật sự hân hạnh. Đương nhiên, giáo sư Dương không ngu ngốc, sau đó nghĩ liền hiểu được, có lẽ có liên quan đến dự án nghiên cứu khoa học của ông. Tôi cũng vậy, tôi rất hân hạnh. Giáo sư Dương chẳng những là giáo sư, hơn nữa còn là viện sĩ viện khoa học, rất có quyền uy trong ngành sản xuất máy móc. Tập đoàn của tôi cũng liên quan đến chế tạo máy móc, đã biết danh tiếng giáo sư Dương từ trước. Diệp Phàm vừa thấy ông ấy không cổ hủ, cũng nói mấy lời khách sáo. Bí thư Diệp, đây là con tôi, Dương Ý Thành. Hiện giờ nó đang làm việc tại tỉnh Nam Phúc. Ý Thành, lại đây chào Bí thư Diệp đi. Giáo sư Dương đương nhiên cũng nắm chặt cơ hội không buông tha, lập tức liền chào hàng con mình. Ha ha ha, giáo sư Dương, ông có thể không biết, nhà của bạn học tôi cũng ở Nam Phúc. Hơn nữa, người ta chính là từ một tổ trưởng nhỏ ở tỉnh Nam Phúc đi lên đến vị trí hôm nay. Hơn nữa, toàn bộ bằng năng lực của mình, không dễ dàng rồi. Đối với tỉnh Nam Phúc, có lẽ cũng khá nhiều người quen cũ. Đường Lâm cười nói, tăng thêm gia vị cho Diệp Phàm. Bội phục, bội phục. Giáo sư Dương cười, sau đó nói. Ôi, nhìn Bí thư Diệp, lại nhìn Ý Thành, chính là kém xa. Đến tỉnh Nam Phúc đã vài năm. Hiện đã hơn 30, ngay cả chỗ phó cũng không có thể lấy được. Xem Bí thư Diệp, đã là phó bộ, đúng là hơn người. Lão già này thật đúng là giàu hoạt, biết phải nể mặt Đường Lâm đem dự án khoa học cho tập đoàn Hoành Không, nhưng không ngờ lập tức tung đứa con ra muốn vớt về một phen. Diệp Phàm cũng nghi ngờ, giáo sư Dương có phải là học giả hay không, ngược lại giống một nhà kinh doanh buôn bán khôn khéo. Đương nhiên giáo sư Dương có lẽ cũng biết khó có được cơ hội. Có thể có cơ hội gặp Đường Lâm rất khó. Đường Lâm vừa nghe, ngạc nhiên, nhìn Diệp Phàm cười nói. Cậu thanh niên, không sao, không vội được. Hơn nữa, tỉnh Nam Phúc không trọng dụng nhân tài, hoàn toàn có thể đến tỉnh Thiên Vân. Ví dụ như tập đoàn Hoành Không của bạn học của tôi đây hiện giờ đang thiếu người. Làm được vài năm trở lại địa phương, không phải là một cán bộ rồi sao? Đường Lâm cười nói, hôm nay là cho Diệp Phàm thể diện. Điều động giữa các tỉnh khó lắm, tôi một nhà nghiên cứu khoa học, thật sự là không làm được.
Giáo sư Dương mượn ngựa phóng lên. Ha ha. Đường Lâm cười không đáp, nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm cũng không nói, mấy người đi vào phòng. Trên bàn rượu vì có Vương Nhân Bàng nên không khí không tôi. Hơn nữa người này không thích xưng hô thứ trưởng, bí thư, tất cả đều là anh em mà gọi. Cũng làm cho không khí trên bàn rượu trở nên sôi nổi. Đây là mong muốn của nhà họ Cổ, cho nên Cổ Thiên Tắc mời rượu cũng rất vui. Chương 3119, hiểu biết lẫn nhau. Thấy vẻ mặt Diệp Phàm, Đường Lâm cũng cười, Đường Lâm biết, ở Bắc Kinh này người muốn quen hắn không ít. Có một số việc không cần thiết phải đặt trên mặt bàn để nói. Tất cả mọi người đều là người hiểu, tất nhiên trong lòng rõ ràng. Sau khi ăn xong, Bí Thư Diệp, vừa rồi ở hành lang giáo sư Dương có nói với tôi. Nói là việc đầu tư của ông ấy cần hai đơn vị bàn bạc một chút. Nhưng giáo sư Dương tỏ thái độ thì đơn vị cũng sẽ coi trọng việc này. Trần Viên Kiều nói khi lên xe. Ha ha, chuyện tốt rồi. DCH Viên Kiều, sau khi trở về chuẩn bị tốt một chút, chờ giáo sư Dương dẫn người xuống dưới. Diệp Phàm cười nói. Vâng, tôi sẽ sắp xếp tốt. Trần Viên Kiều gật đầu, nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác. Sau khi ăn cơm xong, thái độ của Viên Kiều hơi thay đổi, hình như có chút cung kính vậy. Ôi, tôi lại nợ bạn học tôi một ân tình. Diệp Phàm thở dài. Thứ trưởng Đường thật sự là nhiệt tình, Bí Thư Diệp, có lẽ lúc cùng học quan hệ của hai người rất tốt. Trần Viên Kiều cười nói. Ha ha, cùng học mà, hẳn là như thế. Diệp Phàm cười nói. Gần hai ngày sau giáo sư Dương dẫn người đến tập đoàn Hoành Không. Có thể không nể mặt Diệp Phàm nhưng Đường Lâm thì nhất định phải nể mặt, dù giáo sư Dương có hồ đồ cũng phải hiểu việc này. Hai ngày sau, tập đoàn Hoành Không ký kết hợp đồng với Dương Chấn Đông. Hơn nữa, trong hợp đồng Dương Chấn Đông không nhắc đến các yêu cầu khác. Ngày ký kết hợp đồng, cũng là ngày mà Ngô Trung Bảo của tập đoàn máy móc Trung Quốc cảm thấy u ám nhất. Rốt cuộc sao lại thế, Bí Thư Nạp, điều kiện của chúng ta tuyệt đối ưu đãi hơn tập đoàn Hoành Không. Dương Chấn Đông mặc dù đầu óc hồ đồ cũng có thể nhận ra. Dù Dương Chấn Đông không hiểu thì lãnh đạo Hoa Thanh thì sao? Còn có lãnh đạo Bộ Khoa học Kỹ thuật đâu? Chẳng lẽ bọn họ mắt thấy lợi nhuận lớn như vậy mà không cần, thật sự là lạ. Ngô Trung Bảo vẻ mặt âm trầm. Ôi, chắc chắn có nguyên nhân, chúng ta lại một lần nữa thua tập đoàn Hoành Không. Tôi nghi ngờ không biết có phải tôi và Diệp Phàm là khắc tinh không. Nạp Đề Lâm cũng khá buồn bực, trước kia đều là tập đoàn máy móc Trung Quốc chèn ép tập đoàn Hoành Không, đã gần 10 năm, hiện ra thì ngược lại. Tập đoàn Hoành Không từng bước ép sát, hơn nữa, gần đây ký rất nhiều hợp đồng lớn. Còn nữa, bọn họ cũng được đầu tư mấy trăm triệu. Bọn họ phát triển rất nhanh, Bí Thư Nạp, chúng ta nếu thật sự không phản kích chỉ sợ khi họ chín chắn chúng ta cuối cùng không áp chế được. Tập đoàn Hoành Không quật khởi, chính là tiến thêm một bước chèn ép không gian phát triển của chúng ta. Tuy nói đến giờ nhà nước vẫn dành cho chúng ta chỉ tiêu nhiều hơn tập đoàn Hoành Không. Nhưng, chúng ta chỉ có thể cố thủ không thể phản kích. Cứ kéo dài như thế, chúng ta bị người ta chiếm hết ưu thế. Ngô Trung Bảo vẻ mặt ưu tư. Không chỉ là việc đó, bọn họ hiện giờ chỉ tiêu giống như ngựa phi, tăng lên mạnh mẽ. Sau dự án 5 triệu của Châu Phi, nghe nói lần này họ lại có dự án 1 tỷ. Dựa vào cái gì, chúng ta chỉ tiêu nhiều, đó là bởi vì chúng ta chịu điều kiện hạn chế nhất định. Nhà nước quy định chúng ta chỉ có thể có vốn riêng mà không thể hùn vốn. Tuy nói có tính bảo đảm nhất định, nhưng cũng tạo ra trói buộc rất lớn trong không gian phát triển của chúng ta. Chúng ta đói mà không chết. Nhưng, để tập đoàn Hoành Không tiến thêm một bước tiến mạnh nữa, chúng ta bị họ vượt qua, thậm chí là bỏ xa. Đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Phó Tổng Giám Đốc Triệu Ý Hùng vuốt mái tóc không có nhiều tóc lắm nói. Ngày mai tôi đến bộ một chuyến, có một số việc, bộ cũng không thể làm được nhiều. Nếu giao đặt hàng đều giao cho tập đoàn Hoành Không thì chúng ta làm sao có thể tồn tại. Nạp Đề Lâm hừ nói. Tìm Cao Nhất Thiên có lẽ vô dụng, ông ta từ châu Âu trở về sẽ đến giúp đỡ chỉnh kế hoạch của tập đoàn Hoành Không lên các bộ và cơ quan trung ương, hơn nữa được thông qua thuận lợi. Cho nên, đơn đặt hàng này thực tế chính là Cao Nhất Thiên cho. Ngô Trung Bảo hừ nói. Cao Nhất Thiên có thể một tay che trời. Ủy ban giám sát tài chính nhà nước là của nhà nước, cũng không phải của nhà họ Cao. Nạp Đề Lâm cuối cùng không nhịn được hừ một tiếng. 3 giờ chiều ngày hôm sau, Nạp Đề Lâm cùng Ô Vân Sơn của Tập đoàn Điện khí Tây Nam đến văn phòng chủ nhiệm Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Trưởng ban Lưu,
tập đoàn chế tạo máy móc Trung Quốc là nhà nước đầu tư đúng không? Nạp Đề Lâm thở phì phì ngồi xuống đã nói. Đúng vậy, công ty điện khí Tây Nam chúng tôi cũng muốn hỏi như vậy. Ô Vân Sơn hỏi. Ha ha, lão Lưu, những câu này anh còn phải đến hỏi tôi sao? Chính anh rõ ràng nhất thôi, gần đây cũng không có chính sách nào thay đổi không thừa nhận tính hợp pháp của các anh có phải không? Chủ nhiệm Lưu Tĩnh cười nói. Vậy thì lạ nhỉ, gần đây bộ sao giao hết chỉ tiêu cho tập đoàn Hoành Không? Tuy tập đoàn Hoành Không cũng là công ty nhà nước, nhưng so sánh với tập đoàn chế tạo máy móc Trung Quốc chúng tôi là khác. Tập đoàn Hoành Không trước kia là công ty nhà nước, nhưng đó là trước đây. Mấy năm trước đã bỏ lệnh cấm này, bọn họ dùng một ít thủ đoạn chui qua chỗ trống của nhà nước, lén lút hợp tác đầu tư. Việc này, bộ cũng thấy được, sao không quan tâm? Hơn nữa, mặc kệ vậy, việc này tôi không nói, cuối cùng họ được hạ xuống cho cấp tỉnh quản lý. Vậy họ không còn phải công ty thuộc sở hữu nhà nước. Vậy nên không thể quan tâm với họ như vậy, bởi vì họ có thể hợp tác đầu tư. Gần đây họ còn ký mấy dự án đầu tư mấy tỷ. Về khách quan, bộ càng cần phải quan tâm đến các công ty vốn nhà nước như chúng tôi, không phải giao chỉ tiêu cho họ. Nạp Đề Lâm nói, cậu nói như vậy chính là vì chỉ tiêu, cậu có thể giải thích rõ một chút không? Lưu Tĩnh nghiêm mặt hỏi, lâu dài thì không nói, chính là chuyện mấy ngày gần đây, nhà máy nhiệt điện Đông Tinh là nhà nước nắm cổ phần khống chế. Thiết bị của nhà máy cũng được giao theo chỉ tiêu, trong đó có 300 triệu là thuộc về máy móc. Về lý thì chỉ tiêu này phải giao cho Tập đoàn Điện khí Tây Nam và Tập đoàn Máy móc Trung Quốc chúng ta. Sao lại giao cho Tập đoàn Hoành Không? Chúng tôi thật sự không hiểu. Ô Vân Sơn nói. Việc này các anh đi hỏi chủ nhiệm cao. Lưu Tĩnh nói. Chúng tôi không muốn hỏi, hỏi cũng giống như không hỏi. Ô Vân Sơn cùng Nạp Đề Lâm cùng nói. Ha ha, hai anh, công việc là công việc, cũng không thể mang theo tình cảm cá nhân. Có việc phải báo cáo với lãnh đạo. Không báo cáo làm sao có thể làm tốt công tác. Chủ nhiệm Lưu cười nói, sau đó nói. Về dự án nhà máy phát điện Đông Tinh, thật ra việc này các anh không hiểu rõ. Chỉ tiêu này nhìn ngoài là ủy ban chúng ta giao xuống. Trên thực tế quyền quyết định không ở chỗ chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thi hành thôi. Vậy rốt cuộc là đơn vị nào quyết định, dù sao cũng phải cho chúng tôi biết, nếu không mơ hồ khó chịu. Nạp Đề Lâm cho rằng chủ nhiệm Lưu đang đùn đẩy. Anh ta nhìn thoáng qua Ô Vân Sơn, quyết định hỏi cho rõ. Có một số việc không nên hỏi đừng hỏi, nên cho các anh biết đã cho rồi. Các anh thật sự muốn hỏi, tôi chỉ có thể nói là cấp trên. Chủ nhiệm Lưu chỉ tay lên trần nhà, sau đó nhìn hai người một cái nói. Sao thế, còn muốn hỏi không? Nếu hai cậu thực muốn biết kết quả thì Lưu Tĩnh tôi hôm nay bất cứ giá nào nói ra thì sao? Nạp Đề Lâm cùng Ô Vân Sơn sửng sốt, nhìn thoáng nhau. Cười khổ một chút đứng dậy cáo từ. Ôi, đồng chí cái Thiệu Trung trở về tập đoàn Hoành Không, ngoài ra có Diệp Phàm, tập đoàn Hoành Không quật khởi đã là chuyện tất nhiên. Từ góc độ của ủy ban, chúng ta tình nguyện nhìn tập đoàn Hoành Không quật khởi. Thật ra, các anh cũng phải điều chỉnh một chút về ngành sản xuất và cơ cấu sản phẩm. Có thể tránh những sản phẩm cạnh tranh với tập đoàn Hoành Không. Bọn họ làm một thì các anh làm hai. Như vậy không cùng xuất hiện. Tất nhiên sẽ không có va chạm có phải không? Có một số việc, vẫn rối rắm vấn đề chỉ tiêu, thật ra cũng là trói buộc tầm nhìn của các anh. Tự mình làm ra sản phẩm của mình có thể nắm trong tay là cách sinh tồn tốt nhất. Còn hai người các anh, nói chúng tôi đem chỉ tiêu giao cho tập đoàn Hoành Không, thật ra, về chỉ tiêu. Như mấy năm vừa rồi, bọn họ cũng không nhiều hơn các anh. Sau khi đi ra Ô Vân Sơn nói. Xem ra. Lần này chỉ tiêu liên quan lớn đến cái Thiệu Trung. Ôi, cái Thiệu Trung người này đánh không chết lại mạnh hơn. Vốn định vì hai cái răng cửa làm cho y không thể đứng dậy, không thể tưởng tượng được người này mệnh con rán. Không ngờ Đông Sơn tái khởi một cách kỳ tích, hơn nữa, thế ngẩng cao đầu. Ban đầu chỉ là một cấp phó bộ, giờ ngồi lên vị trí cấp phó tỉnh. Người này, hay là chuyện chỉ tiêu lần này y đến Bắc Kinh dựa vào quan hệ để dâng tặng. Nạp Đề Lâm nói. Vừa rồi chủ nhiệm Lưu nhắc đến cái Thiệu Trung, chuyện lần này tám phần là y làm, không thể tưởng tượng y cùng Diệp Phàm trước kia là oan gia đối đầu, hai người không ngờ quay mặt thành bạn bè. Cái Thiệu Trung đã có hậu trường mạnh mẽ, sao lại hợp tác với người đánh mình? Tôi thấy cái Thiệu Trung không mạnh mẽ giống như biểu hiện của y, vì chức quan, không ngờ lựa chọn hợp tác với Diệp Phàm.
Diệp Phàm dựa vào cái gì có thể làm cho cái Thiệu Trung kiêng nể, người như thế thì khó hiểu. Ô Vân Sơn vẻ mặt nghi hoặc. Không giống như là thủ đoạn của y, anh xem, nhà họ Trung không phải thất bại thê thảm sao. Vì đứa con Trung Húc, ngay cả Trung Lâm Hà cũng lui về tuyến hai. Việc này chứng tỏ, hậu trường của cái Thiệu Trung rất mạnh, hậu trường mạnh mẽ như thế, sao lại lựa chọn hợp tác với Diệp Phàm? Hai cái răng cửa làm nhà họ Trung ngã, mà họ sao lại không buông tha Diệp Phàm? Chẳng lẽ hậu trường của Diệp Phàm còn mạnh hơn nhà họ? Ở tỉnh không phải là có một Ninh Chí Hòa chống, bản thân Diệp Phàm cũng không có ra thế gì. Ninh Chí Hòa cũng là lợi dụng hắn đánh cho mình thôi. Nếu muốn dùng ra thế, tám phần là Ninh Chí Hòa sẽ lựa chọn vứt bỏ Diệp Phàm. Nạp Đề Lâm phân tích nói. Chương 3120, tôi già rồi, không tranh giành gì nữa. Tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ rằng, Ninh Chí Hòa vừa chuyển, vì sao phải tỏ thái độ rõ ràng muốn ủng hộ Diệp Phàm. Tôi đang suy nghĩ, bản thân Diệp Phàm nhất định là có một số mối quan hệ thân thiết, khiến cho Ninh Chí Hòa không thể không coi trọng người này được. Nếu quả thật là như vậy, người đứng sau nhất định cũng là nhìn thấy điểm này, nhưng cuối cùng vẫn nén giận chọn việc hợp tác cùng với Diệp Phàm. Ô Vân Sơn nói, cũng không loại khả năng như vậy. Nạp Mãi Để gật gật đầu, cười khổ nói. Hai người có một thế lực rất lớn đứng đằng sau, chúng ta, thật là có nhiều chỗ không chịu nổi. Hai, giờ đã già rồi, còn tranh cường háo thắng với đám trẻ làm gì chứ? Bí thư Nạp, ông suy nghĩ như vậy thật sao? Ô Vân Sơn có chút bất mãn. Không thừa nhận thì phải làm thế nào? Tiếp tục đấu đá, chỉ trở lên gay gâu hơn thôi. Lão Ô, hãy lùi bước thôi. Tôi nghĩ rồi, tôi già rồi, không tranh cãi nữa, rằng co mãi cũng chẳng được gì. Cho dù quốc tự ủy sắp xếp thế nào, hàng năm đều phải có lương cho chúng ta. Tập đoàn Hoành không có chèn ép thế nào, bằng chỉ tiêu chúng ta cũng có thể tồn tại được. Nạp Mãi Để Lâm cảm thấy thực lực của hai người đứng sau Diệp Phàm là rất lớn, cho nên, thực sáng suốt khi lựa chọn việc nhượng bộ. Lão già này, vừa nghe nói người ta có mối quan hệ đã sợ. Trong lòng Ô Vân Sơn khách sáo một cậu. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, giáo sư Dương mời Diệp Phàm uống trà. Tới quán mới phát hiện là ở đó có một phòng nhỏ. Hơn nữa, trong phòng còn có hai người là giáo sư Dương cùng với con của ông ta là Dương Ý Thành. Diệp Phàm vừa nhìn thấy liền hiểu được, phỏng chừng người ta hẹn đến đây nói chuyện để tìm hiểu thái độ, buổi tối nay mình cũng phải tỏ thái độ. Dương Ý Thành tự mình pha trà, rất là nhiệt tình. Bí thư Diệp, trà này uống cũng được nhỉ? Uống vài hớp xong, giáo sư Dương hài lòng hỏi. Muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, cho tới bây giờ trà ngon giống như mỹ nhân. Diệp Phàm cười ngâm thơ nói. Ở bên ngoài phong Hà Tây Tử đang cười, trà nữ nhi Hồng Long Tĩnh. Ha ha ha, con mắt của bí thư Diệp thật là rất tinh. Liếc mắt một cái có thể biết ngay. Đúng vậy, đây là trà Tây Hồ Long Tĩnh. Giáo sư Dương cười nói. Màu xanh lục, hương thơm, vị ngọt, hình dáng đẹp. Nhìn lá trà, dày nhẵn bóng hơn nữa lại thẳng, có màu xanh nhạt và rất bóng, hương khí xanh non. Có vị ngọt nhẹ, nghe nói trà Long Tĩnh thu thập chế biến trước Tết Thanh Minh cho nên trà Long Tĩnh được gọi tắt là trà Búp Minh Tiền, và được ví là nữ nhi hồng. Quả nhiên là không có nhục với danh tiếng, trà ngon. Diệp Phàm khen, trong lòng cũng buồn cười. Đối với bố mày thì loại trà này chỉ có thể là thứ rác rưởi. Cho là đặc biệt thì đặc biệt, nhưng chỉ có thể coi là đặc biệt trong các loại trà cung cấp cho cán bộ tỉnh cấp trung và người uống. Bí thư Diệp, bình thường cha tôi cất giấu rất kỹ không nỡ bỏ ra để uống. Lần trước ông ngoại tôi đến cha tôi cũng không chịu lấy ra để biếu ông ngoại. Cha tôi nói đây là vinh dự, uống ngay thì rất đáng tiếc. Dương Ý Thành vừa cười vừa thêm trà nói. Vinh dự, xem ra trà này còn có ý nghĩa gì sao? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, cũng không có vinh dự gì cả. Ý Thành nó nói quá đấy. Giáo sư Dương vừa cười vừa vuốt cằm, vẻ đắc ý vẫn không thể che giấu được ngụ ý. Cha, không thể nói như vậy được. Lần trước họp chỉ có mười mấy viện sĩ Hàn Lâm. Tại sao người ta không được mà cha lại được? Lúc nào nên khiêm tốn thì khiêm tốn, tuy nhiên, lúc cần thể hiện cũng cần phải thể hiện có phải hay không? Dương Ý Thành cười nói. Được rồi, Ý Thành, những lời con nói có thể khiến cho bí thư Diệp chế giễu cha đó. Giáo sư Dương khoát tay áo, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nói, bí thư Diệp, việc hợp tác thành công hôm nay của chúng ta sẽ mở ra một hướng đi mới, tôi rất lạc quan vào phòng nghiên cứu mới của chúng ta.
Chúng tôi đã thực hiện các thí nghiệm, hơn nữa đã được các cơ quan ban ngành quốc gia chứng thực. Cho nên, các mẫu thử nghiệm đầu tiên ở Hoành không có thể đưa ra thị trường. Ừ, chúng tôi cũng đã thấy được các sản phẩm các anh nghiên cứu chế tạo ra có tiềm lực trên thị trường. Yên tâm, chỉ cần thị trường có phản ứng không tồi, tập đoàn Hoành không tập trung toàn lực đầu tư vốn vào, xây dựng, làm cho công ty cơ giới Hoành không trở thành nhà máy hàng đầu. Diệp Phàm gật đầu nói, quay người liếc mắt nhìn Dương Ý Thành một cái, cười nói. Anh Dương thích làm công việc gì? Cha của tôi cả đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục, tâm nguyện của cha tôi khi tôi tốt nghiệp là mong muốn tôi có thể thay thế ông. Tuy nhiên, tôi không có hứng thú với công việc của cha tôi. Tôi chỉ thích thú với công việc trong chính quyền. Dương Ý Thành thuận miệng nói. Hiện tại anh đang làm việc ở chính quyền tỉnh Nam Phúc, có lúc nào nghĩ đến việc rèn luyện học tập không? Diệp Phàm hỏi, dù sao nhân tình này cũng phải trả, nên trả sớm đi thì hơn, để muộn người ta lại khó chịu. Thật ra, Bí thư Diệp, tôi vừa mới tốt nghiệp đã đi đến một thị trấn nhỏ công tác được 2 năm rồi. Làm được 2 năm, thì được bổ nhiệm là phụ trách phòng, quyền chủ nhiệm văn phòng đảng. Ha ha, tuy nhiên, do lúc đấy bạn gái nói không thích tôi ở lại thị trấn nhỏ. Hơn nữa, cũng chỉ là một người giúp việc vặt. Mà cha của tôi cũng cho rằng, muốn tìm được cơ hội khi làm việc ở một thị trấn nhỏ rất khó. Dù sao thì, điểm xuất phát thấp thì cấp độ cũng thấp. Hơn nữa, cha của tôi là người hơi cổ hủ, luôn chỉ say mê nghiên cứu, cho nên, trong một thị trấn nhỏ thế này cơ bản là cũng không tìm thấy có mối quan hệ nào. Tuy nói mấy năm nay cha của tôi xuống đây cũng đã nhiều lần được khen ngợi, các lãnh đạo lớn cũng gặp không ít. Nhưng, cũng chỉ là yêu cầu do công việc thôi. Thật muốn đi cầu xin người ta, ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Người ta là lãnh đạo cấp bộ trưởng lại nói chuyện với một người là phó chủ tịch thị trấn như anh, đúng là đại pháo đem ra để đánh muỗi. Cho nên, cho tới nay việc này vẫn chậm trễ. Sau này thật ra là không có biện pháp, mà lại đúng lúc có cơ hội trở về tỉnh để làm việc. Tuy nhiên, trong cơ quan có quy định của cơ quan. Trong quy chế, phải trung thật, không có mối quan hệ cứng rắn, cho dù là tôi chết cũng khó có thể đề bạt được. Tuy rằng ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, mấy năm sau là có thể lên cấp trưởng phòng, nhưng nếu lên cao hơn thì rất khó. Dừng lại ở vị trí trưởng phòng vài năm, chẳng qua vẫn chỉ là trưởng phòng mà thôi. Dương Ý Thành có chút buồn bực. Ừ, đây là lời nói thật. Diệp Phàm gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Dương Ý Thành một cái, cười nói. Tuy nhiên, ở lại làm việc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có lợi mà cũng có hại. Dù sao, làm một người cán bộ trưởng thành, tốt nhất là theo cơ sở ban đầu. Đương nhiên, cũng không phải là anh nhất định phải đi lên từng bước một. Mà không thể thiếu kinh nghiệm làm việc được. Vâng, tôi cũng hiểu được điều đó mà. Tuy nhiên, theo tôi với tình huống này, bảo tôi đi xuống đảm nhiệm chức vụ nào đó ở một thị trấn nhỏ nào đó. Thực sự tôi cũng không có hứng thú cho lắm. Nếu ở Ủy ban Nhân dân tỉnh ít nhất cũng là trưởng phòng gì đó. Làm bí thư một thị trấn nhỏ, thật sự là có phần lãng phí. Dương Ý Thành nói. Phó quận thì thế nào? Diệp Phàm cười hỏi. Đương nhiên phó quận tốt rồi, tuy nhiên, hiện tại tôi phải làm gì? Để được đề bạt là phó quận, khó khăn là không nhỏ. Dương Ý Thành liếc mắt một cái nhìn cha mình. Ừ. Có thể giữ chức phó quận cũng là một cách rèn luyện đối với Ý Thành. Giáo sư Dương ra vẻ đồng ý. Ngư Dương và Lâm Tuyền Anh đã nghe nói qua chưa? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên là nghe nói qua rồi, Ngư Dương từ huyện lên thành phố, mà bí thư thành ủy vẫn là ủy viên ban thường vụ thành ủy thành phố Mạc Hương, chính là cấp bậc phó giám đốc sở. Lâm Tuyền từ một thị trấn vài năm sau đã trở thành một thị xã. Trở thành đầu mối giao thông quan trọng. Dương Ý Thành nói đến đây liếc mắt nhìn cha một cái, cười nói. Lúc ấy cha của tôi nghe xong liền khen ngợi nói Lâm Tuyền là một kỳ tích. Mà kỳ tích này chính là do một cán bộ gọi là Diệp Phàm làm ra. Ở thị xã Lâm Tuyền và thành phố Ngư Dương đều có tượng của Diệp Phàm. Có thể nói là một vị cán bộ lãnh đạo mẫu mực, trong tỉnh đều đánh giá rất cao anh ta. Bí thư Diệp trước kia có công tác ở tỉnh Nam Phúc có nghe nói qua đến hắn không? Ha ha, có nghe nói qua. Còn được gặp cả hắn nữa. Bởi vì, chúng tôi cùng tên. Hơn nữa, người ta là người có tiếng tăm, đương nhiên là tôi nhớ hắn rồi. Diệp Phàm cười nói. Hai, thị xã Lâm Tuyền tôi cũng đã đi qua, đáng tiếc là không có cơ hội nhìn thấy hắn. Dương Ý Thành thở dài, có chút tiếc nuối. Nghe nói bí thư Diệp cũng là người Nam Phúc, không hiểu được quê quán của bí thư là ở địa phương nào.
Giáo sư Dương cười hỏi. Ha ha, tôi là người quận Cổ Xuyên. Tuy nhiên, địa điểm đầu tiên tôi đến công tác chính là thị trấn Lâm Tuyền. Tuy nhiên, bây giờ gọi là thị xã Lâm Tuyền. Diệp Phàm cười nói. Anh, việc này, không phải là... Lập tức Dương Ý Thành trợn tròn hai mắt, Dương giáo thụ cũng có cảm giác bất ngờ, nhìn Diệp Phàm với nét mặt phức tạp. Lại nói tiếp, vốn giáo sư Dương phải đi hỏi thăm để hiểu rõ ràng về Diệp Phàm. Nhưng, chủ yếu là bị Đường Lâm che mắt. Đường Lâm là người không đơn giản lại có tài ăn nói, cho nên, Dương gia đã không đi tìm hiểu về những điều trước kia của Diệp Phàm. Không phải giả đâu, không phải giả đâu. Diệp Phàm nói đùa một câu. Ha ha ha. Ba người cùng cười to. Thế nào, qua lời nói cảm thấy thị xã Lâm Tuyền không tồi phải không? Làm sao để bây giờ có cơ hội thôi? Diệp Phàm không cười nữa, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Có phải là vị trí phó chủ tịch thị xã Lâm Tuyền không? Dương Ý Thành kích động, mọi người đứng lên. Không phải chỉ là phó chủ tịch, còn một ghế trống là phó chủ tịch thành phố kiêm ủy viên thường vụ thành ủy. Đương nhiên, cấp bậc chính là phó giám đốc sở. Như vậy đi, anh cứ cân nhắc kỹ càng, nếu thật sự muốn tới đó thì nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ gọi điện để anh tới gặp một người, anh ta sẽ sắp xếp cho anh. Diệp Phàm cười nói, không có gì phải suy nghĩ cả, tôi nghe theo sự sắp xếp của bí thư Diệp. Dương Ý Thành liếc mắt nhìn cha mình một cái, thấy ông ta khẽ gật đầu, cho nên lập tức nói như vậy. Được, anh có thể đi tới đó, tuy nhiên, cũng phải chuẩn bị để chịu đựng khó khăn. Đương nhiên, hiện Lâm Tuyền đã giàu hơn, cũng không phải lo nghĩ nhiều, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chuyện. Như vậy đi, sau khi anh trở về trực tiếp đến tìm bí thư quốc chung của thành phố Mạc Hương để cảm ơn. Buổi sáng ngày mai tôi sẽ nói một chút về chuyện của anh với ông ta. Tôi tin rằng sẽ không gặp phải bất kỳ phiền toái nào, hẳn là đã nắm chắc 50% rồi. Diệp Phàm nói, bây giờ hắn cũng đã học được cách nói nửa chừng. Về việc cảm ơn quốc chung mà nói, cũng chỉ là một câu nói thôi. Cảm ơn. Dương Ý Thành và giáo sư Dương cùng đứng lên, lại nắm chặt tay Diệp Phàm một lần nữa. Tôi phải cảm ơn giáo sư Dương, là người đã làm cho nhà máy máy móc Hoành không có cơ hội phát triển. Diệp Phàm cười nói. Vâng, sau này chúng ta chính là đối tác, lại là bạn bè nữa. Giáo sư Dương cười rất cởi mở. Vào buổi tối, Diệp Phàm tới một chỗ hẻo lánh ở núi Thiên Thông. Nơi có thác nước, sau khi quan sát xung quanh không phát hiện thấy điều gì, Diệp Phàm liền lấy ra huyết cương. Diệp Phàm đặt tên cho cô là Thanh Hồng. Chương 3121, Ngọc Bích có lai lịch. Về Thanh Hồng, Tổng Giám đốc Diệp cảm thấy thần bí. Làm sao có thể dùng lui cốt, khống cương kinh, để làm đồ trang sức chứ? Diệp Phàm dùng khống cương kinh, thấy trong tay rõ ràng có thể toát ra một sợi tơ hồng. Sau đó đem sợi tơ hồng nhấn một cái vào Thanh Hồng, trong nháy mắt liền chui vào não bộ của cô ấy. Mà Thanh Hồng vốn khô khan khép kín, cũng mở mắt ra. Sau đó rơi xuống mặt đất. 3 tiếng sau, thân thể Thanh Hồng khôi phục được nguyên trạng. Tuy nhiên, vẻ mặt như gỗ, giống như một bức tượng. Luyện một vòng cho tôi xem. Diệp Phàm hạ mệnh lệnh nói. Thanh Hồng gật đầu một cái, lập tức ra quyền. Đánh về phía thác nước, khiến nước bắn tung tóe cao chừng 3 mét. Thanh Hồng dùng quyền đi trên mặt nước. Diệp Phàm phát hiện. Nguyên nhân là do huyết cương của Thanh Hồng. Động tác có phần máy móc, không linh hoạt. Tuy nhiên, Thanh Hồng cũng có ưu điểm. So với một xác chết thì tốt hơn nhiều lắm. Tuy nói là thân thể, nhưng, đánh vào cũng như đánh một tảng đá, không có một chút thương tích nào. Sau đó Diệp Phàm cùng luyện với Thanh Hồng ở trên nước, trong đó dùng lẫn lộn cả thân pháp ngư long thập bát biến. Diệp Phàm lặp đi lặp lại ngư long thập bát biến, mục đích chính là để cho Thanh Hồng học những động tác của ngư long thập bát biến. Dần dần hai người dường như đã thành thục hơn, một buổi tối Thanh Hồng đã học xong chiêu thứ nhất của ngư long thập bát biến. Diệp Phàm cảm thấy, sau khi thông qua khống cương kinh trong lòng mình nghĩ cái gì, Thanh Hồng có thể hiểu được. Chẳng qua là Thanh Hồng sẽ không nói, điều này khiến cho Diệp Phàm có chút buồn bực. Làm việc cùng với một người câm không buồn bực mới là lạ. Sau khi luyện công xong đã là 2 giờ sáng, Thanh Hồng ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn Diệp Phàm cũng lấy từ trong hộp ra một huyết trích tử và một miếng ngọc bích. Dưới ánh trăng, ngọc bích vẫn là ngọc bích. Diệp Phàm đã nhiều lần soi dưới ánh trăng, tuy nhiên, vẫn không thể nào phát hiện ra được bí mật. Chẳng lẽ miếng ngọc bích này cũng chỉ là miếng ngọc bích bình thường, chỉ là một vật trang sức ở bên cạnh huyết trích tử, trong lòng Diệp Phàm buồn bực suy nghĩ. Đúng lúc này,
việc lạ đã xảy ra. Thanh Hồng đột nhiên đứng dậy cướp miếng ngọc bích trong tay Diệp Phàm. Cô làm gì vậy? Diệp Phàm buồn bực hỏi, tuy nhiên, Diệp Phàm quay người lại có chút ngạc nhiên. Mình không có hạ mệnh lệnh cho Thanh Hồng, làm sao đột nhiên cô ấy lại nhảy lên đoạt lấy miếng ngọc bích. Thanh Hồng không để ý tới Diệp Phàm, cầm miếng ngọc bích ném ra mặt nước. Cô cái này. Diệp Phàm cảm thấy có phần chán nản, tự nhiên cô ta đem miếng ngọc ném xuống nước. Hắn đang muốn dùng khống cương kinh điều chỉnh cô ta một chút. Tuy nhiên, trong nháy mắt, Diệp Phàm lại ngây người ra. Bởi vì, hắn phát hiện ra, miếng ngọc bích Thanh Hồng vứt trên mặt nước đang phản xạ dưới ánh trăng rõ ràng đang hiện ra rất nhiều văn tự trên mặt nước. Những văn tự này Diệp Phàm không biết, hơn nữa, văn tự lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước, nếu Diệp Phàm không có đôi mắt ưng thì người bình thường cơ bản là không thấy được. Diệp Phàm ghi nhớ lại muốn sau khi trở về sẽ nhờ chuyên gia đến phiên dịch. Về đến nhà sẽ đem việc này giao cho Sa Thiên, đương nhiên, sau khi dịch xong, tất cả sẽ rõ ràng. Buổi tối ngày hôm sau Sa Thiên đã trở lại. Trên mặt giường như ghi lại phương pháp sử dụng huyết trích tử. Sa Thiên vừa lấy tài liệu ra vừa nói. Diệp Phàm cấm lấy nhìn mấy lần, cười nói. Tốt lắm, đúng là phương pháp sử dụng huyết trích tử rồi. Miếng ngọc bích này cho biết làm sao để dung hợp tứ đại sát khí, và phương pháp làm thế nào để dung hợp. Lúc đầu tôi nhìn qua thật thấy kỳ lạ là huyết trích tử cũng có thể cho phép bọn họ dung hợp hoàn toàn. Khả năng giải quyết phân chia, một ý tưởng có thể hóa giải được, rất là thuận tiện. Diệp Phàm ném ra thanh long bạch hổ huyền vũ huyết trích tử, lợi dụng phương pháp kia để thi triển, phát hiện chúng ghép vào nhau không còn chói mắt nữa. Trước kia cảm thấy rất máy móc, rất kỳ lạ, bây giờ nhìn thấy thuận mắt nhiều lắm. Hơn nữa, két một tiếng, Diệp Phàm có chút phát lực, dường như ngay cả đồ vật này cũng có tăng không ít sức mạnh. Cũng không hiểu được miếng ngọc bích ghi lại những thứ gì. Có thời gian nhất định phải dịch toàn bộ ra. Ngày 1 tháng 10 năm 2006 cả nước chúc mừng. Diệp Phàm cũng vào Phí Gia Trang. Trở ra phát hiện tất cả người nhà họ Phí trên cơ bản đều ra trận. Vẻ mặt ba người Phí Đống, Phí Trường Thiên và Phí Thanh Sơn đều biểu cảm nghiêm túc. Còn cũng có hơn chục người không quen biết, hòa thượng có ni cô có đạo sĩ cũng có. Thật sự cảm thấy giống như đại hội võ lâm ngày xưa trong phim ảnh. Hơn nữa phòng khách của Phí gia cũng bắt chước kiểu cổ, khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút hoang đường. Mà đạo trưởng Quyền Thiên của phái Lao Sơn ngồi ở vị trí giữa, phỏng chừng là Phí Đống mời đến. Tuy nhiên, lão già này thấy Diệp Phàm tiến vào, rõ ràng không biết làm thế nào để không để ý đến hắn. Biết trong lòng lão già khó chịu, Diệp Phàm hướng về phía ông ta lên tiếng chào hỏi. Đại nhân không nhớ tiểu nhân, thôi, đạo trưởng Quyền Thiên hơi hơi trợn mắt, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Thấy ông ta như vậy, đương nhiên Diệp Phàm cũng không để ý đến loại người cậy già mà lên mặt như ông ta. Tuy nhiên, bên cạnh Quyền Thiên còn có một vị đạo sĩ râu và tóc đều trắng ngồi trên ghế chợp mắt. Thấy Diệp Phàm tiến vào, Phí Đống cười nói. Diệp Phàm, lại đây chào đạo trưởng Trương Vô Trần Tử Võ đang đến đi. Diệp Phàm vừa nghe, nhất thời chấn động. Trương Vô Trần chính là nhân vật thật sự thần bí trong truyền thuyết. Đã sớm có vị trí lớn trong lòng Diệp Phàm. Tuy nhiên, vừa thấy Phí Đống chỉ lão đạo sĩ toàn bộ râu và tóc trắng. Diệp Phàm mỉm cười tiến lên chào hỏi. Đúng lúc này, đạo sĩ tóc trắng đột nhiên trợn mắt lên. Quét mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đương nhiên là vội vàng đứng lên, cười trước nói. Cậu em, làm gì mà nhiều lễ vật như vậy? Tiền bối đừng nói như vậy, tôi nào dám chứ? Diệp Phàm thật sự ngây người ra, lời nói có chút lắp bắp. Còn những người khác, đã sớm trợn tròn mắt. Diệp Phàm và Trương Vô Trần trừng mắt nhìn cảm thấy làm sao có thể như vậy. Mà Quyền Thiên cũng mở mắt ra, vẻ mặt nghi hoặc, cười nói. Đạo trưởng Trương, nói gì vậy? Ha ha, nhân duyên không nhất định phải nói. Diệp Phàm là sư đệ của tôi, đó là sự thật. Trương Vô Trần mỉm cười thêm vào một câu, còn tay vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Phàm một cái, nói. Thôi nào, gọi anh đi. Lúc đầu Phí Đống muốn hỏi, nhưng cũng ngượng ngùng truy hỏi. Tiền bối, việc này, chỉ sợ không ổn đâu. Diệp Phàm có chút do dự, quả là có chút mông lung. Có cái gì mà không ổn chứ, anh em chính là anh em, làm sao phải ngượng ngùng. Có một số việc, cậu cứ nghĩ lại sẽ hiểu. Trương Vô Trần nói đột nhiên duỗi ngón tay chỉ lên không trung, trong nháy mắt một khối băng mỏng ở trên không trung. Làm sao tôi lại quên mất, đây không phải là thầy dạy, thủy công, sao? Trương Vô Trần đương nhiên biết.
chẳng lẽ là sư phụ bắt đệ tử ký tên, có thể sư phụ đã từng nói xấu hắn. Phỏng chừng thuộc về người sau, sau đó Trương Vô Trần tự nghĩ là lấy tên đồ đệ. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ, cũng không đạo đức giả, vẻ mặt nghiêm trọng nói một tiếng. Anh Trương! Ha ha, chúc mừng mọi người! Quyền Thiên cười nói, tuy nhiên, Diệp Phàm có cảm giác xấu. Ha ha, tất cả đều là duyên phận. Trương Vô Trần cười nói. Trương Vô Trần chính là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới võ thuật truyền thống của Trung Quốc, nhất định là có quen biết nhau. Có rất nhiều người ở trong phòng cũng lại gần Diệp Phàm thân mật. Tiền bối, đây là danh thiếp của tôi. Có rảnh đến núi Không Động chơi một chuyến. Một người trung niên cười nói đưa danh thiếp. Tiền bối, đây là điện thoại của tôi. Có rảnh đến Nga Mi ngồi một chút. Một ni cô cười nói, hơn nữa, còn là một ni cô trẻ tuổi xinh đẹp. Phỏng chừng là theo sư phụ đến đây góp vui. Diệp Phàm thiếu chút nữa phải xấu hổ. Tiền bối, tôi là Lý Ngọc, đến từ gia tộc Đông Phương. Nhà tôi ở Thuận Đông, có việc gì đến, khu tôi chơi. Người phụ nữ mở điện thoại ra, xem tư thế giống như là đang muốn chụp ảnh cùng Diệp Phàm. Bởi danh tiếng của Trương Vô Trần rất cao, mà Diệp Phàm là sư đệ của ông ta, tự nhiên cũng dính một chút tiên khí với ông ta. Trong nháy mắt thân phận được lên cao hơn, việc này nhanh hơn nhiều so với thăng quan. Ha ha, Quyền Thiên lại cười, cho đến khi tất cả mọi người quay lại nhìn mới dừng cười. Bộ dạng giống như đang trêu đùa nhìn Trương Vô Trần nói. Anh Vô Trần, về việc thân phận có một chút rối loạn. Không loạn không loạn, Trương Vô Trần nói. Làm sao lại rối loạn, anh còn không biết sao. Diệp Phàm chính là đệ tử phái Lao Sơn. Sư phụ của hắn là Phí Phương Thành là đệ tử của phái Lao Sơn. Nếu nói về thân phận hắn còn phải gọi tôi là sư thúc tổ. Anh xem, anh là sư huynh của hắn, việc này, có phải là rối loạn không? Quyền Thiên nói ra, toàn bộ các đồng chí đang tươi cười đều cứng đờ lại. Bởi vì, vừa rồi tất cả mọi người đều gọi Diệp Phàm là tiền bối, chẳng phải mọi người nói Quyền Thiên là tiểu bối sao? Ha ha, có phải là cũng muốn tôi gọi anh là sư thúc tổ không? Trương Vô Trần ra vẻ vô tâm thuận miệng cười nói. Nào dám chứ, đạo trưởng Trương xấu hổ nói với Quyền Thiên. Quyền Thiên vừa nghe thấy, cố tình liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đương nhiên, Diệp Phàm phải gọi tôi là sư thúc tổ rồi. Đây là vai vế về thân phận, không thể rối loạn được. Còn đạo trưởng Trương, anh không giống như vậy. Diệp Phàm chính là sư đệ của tôi mà. Trương Vô Trần đã sớm âm lạt Quyền Thiên, đương nhiên là không buông tha anh ta một cách dễ dàng, vẫn áp sát vào nói. Quyền Thiên cũng chỉ cười ngượng. Như vậy có được không đạo trưởng Trương, Diệp Phàm có quan hệ khác với phái Lao Sơn. Chúng ta chỉ nói vậy thôi. Miễn sao cho hài hòa là được. Phí Đống nhanh chóng đứng ra hòa giải. Hôm nay hai người này đều có công lực cao nhất trong tất cả mọi người. Phỏng chừng đều đạt tới trình độ cao nhất trong võ thuật, đều không thể đắc tội được. Nếu hai người đều kẹp vào, như vậy sẽ thật sự khủng khiếp. Kể từ khi tôi nói chuyện này, anh ta liền nói theo. Quyền Thiên liền hạ mình xuống, tuy nhiên, hình như là bị người khác chiếm lợi thế. Không ngờ đại sư Quyền Thiên lại rộng lượng vậy. Trương Vô Trần cười nói, tuy nhiên, cuối cùng vẫn khiến cho người ta có cảm giác Quyền Thiên dường như là một người, nhỏ mọn. Sao có thể rộng lượng bằng đạo trưởng Trương chứ? Quyền Thiên mỉm cười nói, chúng ta ăn cơm trước đã, chuyện này sẽ bàn sau nhé. Lúc này, đột nhiên Phí Trường Thiên mở miệng, đương nhiên là để nói sang chuyện khác, mà Phí Trường Thiên là chủ nhân của Phí Gia Trang, đương nhiên tất cả mọi người đều phải nể mặt anh ta. Được, phải nắm chặt lấy chuyện chính sự. Lần này gia tộc Hoành Đoạn lại muốn khiêu khích, chúng ta sẽ đánh lại bọn họ. Phải tỏ rõ sức mạnh thần kỳ của Trung Quốc chúng ta, tuy chỉ là một đất nước nhỏ bé, nhưng có rất nhiều cao thủ. Để biết được Trung Quốc chúng ta cao thủ nhiều như mây. Sư Thái Phái Nga Mi Sư Thái Nhất Diệp nói, nghe nói Sư Thái Nhất Diệp chính là sư thúc của trưởng môn Sư Thái Vi Thảo. Chương 3122, chuẩn bị đại chiến. Tuy nói vai vế không bằng Trương Vô Trần và Quyền Thiên, nhưng cũng không thấp. Hơn nữa, cũng đạt đến trình độ bán tiên thiền. Sau khi ăn cơm xong mọi người lại ngồi ở phòng khách. Trước tiên là nói về tình hình các cao thủ. Một người hòa thượng đầu chọc hỏi, người này là một hòa thượng, bạn của Phí Thanh Sơn, tên là Chi Túc. Thật ra, người này cũng không phải là hòa thượng thật sự, tuy nhiên, ai cũng thích bộ đầu chọc của người này, hơn nữa, còn không quên tự mang cho mình mấy cái chấm. Khiến cho giống như thật,
đơn giản là để giả hòa thượng thôi. Về các cao thủ bọn họ cũng thực giữ bí mật, chúng ta cũng không có thể hỏi thăm được chút ít tin tức nào. Tuy nhiên, trận chiến lần trước Hoành Đoạn Gia thua rất thảm. Cho nên, lần này bọn họ đã chuẩn bị từ vài năm nay rồi, nghe nói, vài năm nay đều đi khắp nơi tìm cao thủ. Mà ngay cả sát thủ nổi tiếng trên thế giới là Hắc Ba cũng được bọn họ bỏ ra số tiền rất lớn mời tới. Còn có cả cao thủ ẩn đao lưu của Nhật Bản Thước Tử. Phí Thanh Sơn nói, Hắc Ba, không phải cảnh sát quốc tế còn đang truy nã anh ta sao? Anh ta dám đến, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Chí Dã đại sư của Thiếu Lâm có chút không hiểu hỏi. Ha ha, người ta tới tham gia so tài, là chủ nhà, ngay cả anh ta, Phí gia cũng không thể bảo vệ được, chẳng phải là mất hết thể diện sao? Một người trung niên nói. Ừ, chuyện đối ngoại lần này đến bây giờ vẫn giữ bí mật. Chắc là bọn cảnh sát sẽ không đến gây chuyện đâu. Ít nhất cũng phải đợi đến sau khi so tài xong, cảnh sát muốn làm gì thì làm. Lần này Phí gia chúng ta là chủ nhà. Ít nhất là trong lúc so tài không thể để người bên ngoài vào quấy nhiễu được. Phí Thanh Sơn nói. Về chuyện lần này chúng ta sẽ lên tiếng kêu gọi những ngành liên quan. Nghe nói Thước Tử là người rất thần bí, cơ bản là không để lộ mặt, ngay cả là nam hay nữ cũng không biết được. Tuy nhiên, người này quả thực được xưng là ẩn đao lưu. Chí Dã nói. Đại sư, ẩn đao lưu Nhật Bản có đặc điểm gì? Diệp Phàm không nhịn được hỏi. Ẩn đao lưu, Diệp tiên sinh, anh nghĩ một chút xem, đã xưng là ẩn. Điểm mấu chốt của phái là nằm trong chữ ẩn này. Thực ra, nói trắng ra, chính là thuật kiên nhẫn. Thuật kiên nhẫn chính là đặc điểm thần kỳ lớn nhất không đổi, việc ẩn trốn là rất khó hiểu. Hơn nữa lại rất khác thường. Ví dụ như, bọn họ có thể trốn trong lòng đất trong một khoảng thời gian ngắn để công kích. Hơn nữa, cũng không hiểu được là bọn họ dùng biện pháp gì, mà có thể chui xuống dưới mấy trăm mét giống như con chuột. Với suy nghĩ của chúng ta, cho dù là đất xốp chúng ta vẫn có thể bị nghẹt thở mà chết có phải không? Vậy mà bọn họ có thể làm được, tuy nhiên, trong việc tỉ thí muốn ẩn trốn giữa ban ngày sẽ là rất khó khăn. Tôi đã nghĩ, Thước Tử sẽ dùng ẩn đao lưu như thế nào vào ban ngày đây? Chí Dã nói, có thể hay không trước tiên cứ thử dụng cụ oxy hóa trong lỗ mũi trong một thời gian ngắn, có thể cung cấp một ít dưỡng khí. Mà nếu là cao thủ, hai tay di chuyển giống như cơ thịt di chuyển, không cần nói đất xốp, ngay cả đến nham thạch. Đối với người có trình độ thần tiên mà nói phỏng chừng đều có thể xoay chuyển được. Việc di chuyển nham thạch giống như việc làm đậu phụ có phải không? Ngọc Vô Tu ở Không Động Sơn nói. Ha ha, cô nương ơi, ẩn đao lưu của người ta có hơn 1.000 năm lịch sử rồi. Nếu như nói người bây giờ có thể dùng bình oxy để bơi trong nước, nhưng ngày xưa có đồ dùng này sao? Chí Dã cười nói. Kỳ thực, Ngọc Vô Tu không hề đính chính khi mọi người gọi là cô gái. Chỉ có thể nói là cô gái Đài Loan. Bởi vì, cả đời này Ngọc Vô Tu không kết hôn, nhưng chưa chắc đã là một trinh nữ. Mọi người bảo cũng chừng 50 tuổi rồi. Thật ra, có thể gọi là lão trinh nữ. Tuy nhiên, nếu gọi là lão thái bà phỏng chừng sẽ bị ăn bạt tai ngay lập tức. Đại sư, việc này nói như vậy cũng không chính xác. Chúng ta là người hiện đại sẽ có cách làm của người hiện đại, người ngày xưa có cách làm của người ngày xưa. Bây giờ con người dùng công nghệ cao, mà người cổ đại không có được, nhưng mà, bọn họ so với chúng ta bây giờ có nhiều cao thủ hơn. Ví dụ như, khi tức giận bọn họ cũng có thể dự trữ được tinh thần và tư tưởng, chuyển hóa về trạng thái cũ. Việc dự trữ dưỡng khí tôi nghĩ cũng không khó khăn, ví dụ như, thông qua nội khí để dự trữ dưỡng khí. Đương nhiên, việc này nói thì dễ làm mới thấy khó khăn. Tuy nhiên, đặc điểm chính là cố ý. Đây là đòn sát thủ lớn nhất trong môn phái của họ có phải không? Diệp Phàm nói. Tinh thần cũng có thể chuyển hóa thành nội khí, đây là phương pháp gì, việc này, tuyệt đối không có khả năng. Diệp tiên sinh, anh đừng có lừa dối người khác. Trong lòng Nga Mi cơ bản là không tin Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa thấy, ngoại trừ người nhà Phí gia tin tưởng vào những lời nói của mình. Ngay cả Quyền Thiên và Trương Vô Chân đều nhìn chằm chằm, hoàn toàn tỏ vẻ không tin. Sư đệ. Tôi tin cậu sẽ không nói lung tung, tuy nhiên, việc này, cũng không thể tưởng tượng được. Chúng ta chính là những con người hiện đại, cơ bản là không tin vào quỷ thần. Hơn nữa, trong thế giới này cũng không thể dở trò quỷ thần được. Khi con người chết đi, tinh thần tư tưởng đều tan thành mây khói theo thể xác. Trương Vô Trần hỏi. Ha ha,
Anh, đây là chuyện có thật, tôi đã từng gặp qua rồi. Diệp Phàm cười nói, cả phòng khách kinh sợ, nhất thời, líu díu lên, tất cả đều không tin vào những lời nói đó. Nói nghe một chút xem nào. Quyền Thiên hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm đem chuyện gặp gỡ trong giếng cổ Hà nói ra. Là anh biến tấu nó đi rồi, nếu thật sự trên đời này có kỳ thuật, chẳng phải cơ bản là những cao thủ này không dùng đến là đã chết sao? Trước khi chết tìm một người thích hợp để mình chuyển hoán tư tưởng là được. Chẳng qua chỉ là thay đổi cái xác, còn thân thể vẫn còn tồn tại. Căn bản cái này là mâu thuẫn với những lời nói. Diệp Phàm, cậu muốn lòe thiên hạ cũng không cần phải nói ra những điều ma quỷ này không có thể tin tưởng được, quả thực là hoang đường, rất hoang đường. Quyền Thiên hừ lạnh nói. Có tin hay không là tùy mọi người, tôi chỉ nói như vậy để mọi người mở mang hiểu biết thôi, ha ha. Diệp Phàm châm chọc cười nói. Cậu nói ai nhìn thiển cận? Quyền Thiên nghiêm mặt, giận. Ai thì tự thừa nhận tôi cũng không có cách nào nói ra. Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, sư thúc, có một số việc Diệp Phàm nói cũng có chút quy luật. Thế giới này to lớn như vậy, chuyện lạ gì mà chẳng có chứ. Tất nhiên, việc các cao thủ ngày xưa lợi dụng phương pháp độn thổ hay không chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, việc này là rất quỷ dị đến mức khiến mọi người không thể tin được. Có lẽ là trình độ của chúng ta quá thấp, trình độ có thể là nguyên nhân. Phí Đống đi ra ba phải nói. Ừ. Tuy nói việc này khiến mọi người không thể tin được. Nhưng mà, tôi tin rằng sư đệ không có nói bậy để lừa gạt chúng ta. Dù sao, lừa gạt chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả có phải không? Trương Vô Thần có vẻ bênh Diệp Phàm. Cho dù mọi người nói như thế nào, Quyền Thiên tôi không tin đây là chuyện có thật. Quyền Thiên hừ một tiếng, thấy Phí Đống và Trương Vô Trần đều ra mặt, đành phải buồn bực không rông dài nữa. Lần này quy định có chút thay đổi. Lúc này, Phí Thanh Sơn nói. Thay đổi như thế nào? Chi Túc hỏi. Lần trước là thi đấu trên võ đài, chuyện gì cũng đều giải quyết trên võ đài hết. Lần này không giống như vậy, phạm vi mở rộng hơn. Định rõ một khu vực trên núi làm phạm vi để thi đấu. Cho nên, cách thức tấn công sẽ đa dạng. Ví dụ, ẩn đao lưu có thể trốn vào trong đất, hoặc nấp ở trong lá cây để tiến hành công kích. Đương nhiên, có một điều duy nhất không thay đổi chính là không thể đánh chết người. Còn việc bị thương thì tự lo liệu. Đương nhiên, để đảm bảo sẽ phải ký kết một khế ước sinh tử để không thể chối cãi được. Phí Thanh Sơn nói. Địa điểm ở đâu? Chí Dã hỏi. Địa điểm chắc chắn sẽ ở một nơi hẻo lánh, không thể để cho mọi người biết. Cho nên, cuối cùng chúng tôi quyết định là ở trong núi Hùng Cốc của mạch núi Tấn Lĩnh. Thật ra trước kia Hùng Cốc được gọi là Hùng Cốc, là một địa phương ít người đặt chân đến. Là một hẻm núi rất sâu. Trong phạm vi hơn 100 mét cũng không có người ở. Đương nhiên, là chỉ trong khu vực núi đã được quy định, sẽ có người tuần tra xung quanh núi. Có một con sông chảy qua núi, rộng chừng 200 mét. Có chỗ nước chảy rất mạnh, có chỗ nước chảy rất nhẹ nhàng. Mà hai bên thung lũng là bờ vực cao khoảng 300-400 mét. Hơn nữa, vách đá rất trơn trượt, khó để leo lên, đương nhiên trên vách đã có rất nhiều cây cối, đối với chúng ta mà nói thì không có gì khó khăn cả. Mà chỉ được đấu trong phạm vi này của thung lũng, có thể xuống nước, có thể leo lên vách đá, có thể công kích trên vách đá. Có thể dùng vũ khí lạnh, sau khi chúng tôi xác định địa điểm hoành không ra cũng cho người tới xem qua rồi. Bọn họ đã nhận lời. Phí Thanh Sơn nói. Đúng lúc này, Diệp Phàm cầm điện thoại, đi về phía nhà vệ sinh sau đó nói. Vừa nhận được một tin tức mới, Hoành Đoạn gia có tình hình mới. Tình huống mới gì? Phí Đống hỏi. Đúng vậy, lão tổ tông của Hoành Đoạn là Hoành Đoạn Thiên Hà đã mất tích 30 năm nay giờ đã quay về. Nghe nói 30 năm trước Hoành Đoạn Thiên Hà chính là cao thủ số 1 của Hoành Đoạn, đã đạt tới đỉnh cao của 12 đẳng. Năm đó Hoành Đoạn Thiên Hà mới chỉ có 50 tuổi, sau 30 năm, bây giờ đã 80 tuổi rồi. Diệp Phàm nói, tin này có thể tin được không? Chi Túc hỏi, tuyệt đối tin cậy, để nghênh đón ông ta trở về. Vừa rồi Hoành Đoạn gia đã tổ chức yến tiệc. Mời các nhân vật cao thủ nổi tiếng đến đây cùng chung vui. Diệp Phàm nói, 30 năm trước đã là đỉnh cao của 12 đẳng, điều đó chứng tỏ không kém 10 cao thủ lúc đó. 30 năm sau, chẳng lẽ thiên tài còn không có thể đột phá thành tiên thiên sao? Thậm chí còn cao hơn. Đại sư Chí Dã có chút buồn bực thở dài. Nếu chỉ là tiên thiên thì không sợ, chỉ sợ là cao hơn thôi. Quyền Thiên hừ một tiếng. Ừ,
Phí Đống lên tiếng, bầu không khí trong phòng khách nhất thời có chút nặng nề. Thật ra, tôi nghĩ, việc đột phá thần tiên của Hoành Đoạn Thiên Hà phỏng chừng là đạt được. Nếu như có thể đạt đến giai đoạn, niệm khí, là điều rất khó khăn. Việc này, không phải nói có thể đạt tới là có thể đạt được. Nhìn chung trong thế giới này, chúng ta vẫn chưa thấy cao thủ nào có trình độ cao hơn tiên thiên. Diệp Phàm nói, ừ, việc đột phá đến giai đoạn niệm khí thực sự rất khó khăn. Trừ khi thân thể là siêu nhân, hơn nữa, còn phải có duyên mới đạt được. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không thể thiếu một thứ. Trương Vô Trần nói, đúng vậy, võ thuật hiện đại đang phát triển, đây là điều không thể tranh cãi, chúng ta cũng không thể xoay chuyển trời đất được. Phí Đống nói, trở lại biệt thự Hồng Diệp Bảo thấy Sa Thiên đang đứng ở ngay trước mặt. Tiên sinh, Vương Nhân Bàng đang đợi anh. Sa Thiên nói, người này tới đây làm gì, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có gọi. Diệp Phàm cười nói, không biết được nữa, anh ta chưa nói. Sa Thiên lắc lắc đầu. Diệp Phàm đi vào phòng khách. Chương 3123, Vương Nhân Bàng cầu chuyện. Như thế nào hả Thiên Đô Vãn? Cục trưởng Vương của chúng ta làm sao còn có thời gian đến đây ngồi chứ? Chẳng lẽ là bị thập lục đá rồi sao? Diệp Phàm cười nói. Anh còn nói, việc tài khoản riêng không có kết quả rồi. Đến bây giờ, thỉnh thoảng thập lục còn nhắc tới việc này. Nếu như tôi thật sự có 4 viên đá mắt mèo, nó sẽ thật sự suy khí. Rõ ràng là không có gì để làm như vậy. Nếu không anh mượn trước cho tôi mấy trăm vạn đi, đã nói là đá mắt mèo có tiền mà. Như vậy chuyện này sẽ chìm xuống. Bằng không, trong lòng của thập lục chắc chắn sẽ khó chịu. Vương Nhân Bàng có chút nổi nóng. Thôi nào, cho anh vay. Phỏng chừng tôi không có 16 cái tay. Diệp Phàm châm chọc cười nói. Thấy người gặp nạn mà không cứu, tôi đã hiểu rõ con người anh rồi. Anh em cái gì, cậu có tài sản hơn chục triệu. Cho dù cho người nghèo như tôi một chút cũng không có gì phải không? Vương Nhân Bàng nói. Đó là tiền của tôi kiếm được, dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh. Hơn nữa, anh đường đường là anh Bàng cũng chẳng nghèo khó gì. Diệp Phàm nói. Được rồi, không nói nữa. Nói vào chuyện chính đi, tôi đến đây vào buổi tối là do Lão Cung sai tới. Vương Nhân Bàng nói. Có phải Lão Cung muốn thu xếp một vài đội viên đi học hỏi đấu võ của nhà họ Phí không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là Diệp Phàm có khác, đoán một cái là chuẩn ngay. Vương Nhân Bàng cười nói. Quái nhỉ, sao ông ta không đến bảo anh đến đây làm gì? Diệp Phàm có chút kỳ lạ nhìn Vương Nhân Bàng. Ha ha, chỉ là cải cách triệt để công việc thôi mà. Vương Nhân Bàng cười gượng. Chỉ là tên tuổi xử lý không tốt, hơn nữa, thân thủ của những đội viên đi theo không được tốt lắm. Nếu như lời nói của đội cổ động viên cũng được. Tuy nhiên, dù sao cũng phải chọn sắp xếp những người có danh phận mới được. Ví dụ như, người nào đó là đệ tử của ai đó. Như vậy cũng không khiến cho Hoành Đoạn gia của Nhật Bản chú ý quá nhiều. Hơn nữa, những chuyện như vậy, tổ thần đạo của Nhật Bản có khả năng không phái người vào. Diệp Phàm nói, chuyện lần này thật là có chút khó giải quyết. Ví dụ như bắt anh đến nói, nếu lại một lần nữa không giữ ý trong lời nói phỏng chừng sẽ càng khiến cho tổ thần đạo hoài nghi. Bởi vì, không phải dễ thay đổi. Nếu bọn hắn đã biết những lời nói của anh là những lời nói tử thần thì thật là phiền toái. Hơn nữa, lần này Lão Cung muốn mang nhiều đội viên đến đó. Vương Nhân Bàng nói, mang mấy người? Diệp Phàm hỏi, nhiều như vậy, sắp xếp theo thân phận là không có khả năng. Diệp Phàm trợn tròn mắt, bởi vì, động tác của Vương Nhân Bàng. Hi hi, vì vậy, tôi đến tìm anh. Vương Nhân Bàng cười gượng. Việc này có thể làm hay không là do Lão Cung sắp xếp cho anh, bây giờ anh đẩy sang tôi có phải hay không? Anh, còn muốn giở trò với tôi? Đột nhiên Diệp Phàm tỉnh ngộ ra cái gì? Làm sao có thể, chẳng qua tôi đến đây vội quá thôi. Vương Nhân Bàng xảo quyệt lắc lắc đầu. Ha ha, Lão Cung không tự mình gọi điện cho tôi để nói. Việc này tôi mặc kệ, phiền toái lắm, làm thế nào để thu phục được chứ? Diệp Phàm cười nói. Cậu! Vương Nhân Bàng trợn tròn mắt, nghẹn cổ họng. Làm sao, anh nói thật đi đồng chí Nhân Bàng, có phải là Lão Cung giao nhiệm vụ này cho anh lại muốn đùn đẩy trách nhiệm, đem việc này ném sang cho tôi có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, anh có thể không thừa nhận, tuy nhiên, không có quan hệ gì với tôi cả. Hơn nữa, việc này khá cấp bách,
phỏng chừng không ngày mai thì ngày mốt đã phải lên đường rồi. Được, coi như là cậu lợi hại. Vương Nhân Bàng hung hăng trợn mắt lên nhìn Diệp Phàm, nói. Việc này mà nói tiếp đúng thật là ấm ức. Vốn việc này không đến lượt tôi, muốn làm được việc này chắc chắn phải là ủy viên trong tổ đặc nhiệm A có phải hay không. Nhưng mà cha tôi rất lương thiện, cho lão cùng những lời đường mật, nói gì thì anh cũng là nguyên lão trong tổ đặc nhiệm A, còn là cố vấn cái gì đó. Cuối cùng, lão già không sáng suốt, tự nhiên gật đầu. Việc này rất phiền toái. Ha ha ha. Diệp Phàm cười thoải mái, tuy nhiên, quay người sang liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng, hỏi. Việc này liệu có đơn giản như vậy? Đơn giản mà, nếu không, anh cho là nó phức tạp hơn phải không? Vương Nhân Bàng hừ nói. Nếu đơn giản như vậy anh còn tìm tới tôi làm gì? Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, tôi với anh cứ nói thẳng ra đi. Vương Nhân Bàng hơi tức giận. Tôi đùa với anh sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta nhìn Diệp Phàm có chút sợ hãi, cuối cùng thở dài, cười khổ nói. Việc này, thật ra cũng chỉ là một điều kiện thêm thôi. Có phải là lão già cho anh miếng xà bảo không? Diệp Phàm cười hỏi. Không phải, cái đó, tổ đặc nhiệm A đã sớm quyết định là cho ông ấy rồi, nhưng thật ra là người Vương Gia Vinh dự đổi lấy được. Lần này đòi anh em tôi xấu hổ mở miệng. Vẻ mặt Vương Nhân Bàng tương đối xấu hổ. Nói vậy thôi, nếu lão cung dám nói ra, anh còn ngại ngùng cái gì chứ? Diệp Phàm nói. Nói là 5 vạn, coi như là chi phí để học tập. Vương Nhân Bàng nói những lời này ra, thiếu chút nữa Diệp Phàm rớt cằm, mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Món tiền này cũng có thể cho cục trưởng Vương Anh dắt lưng rồi sao? Tuy nhiên, như vậy cũng không tồi. Với 5 vạn, vừa rồi anh so với một chữ, anh có thể vớt được 40 vạn từ nó. Ừ, cũng không tệ lắm, thu hoạch được ít thôi. Tuy nhiên, tiền này, nên cho tôi mới đúng phải không? Diệp Phàm, lời này mà anh cũng nói ra được sao? Vương Nhân Bàng kêu lên. Có gì ngại mà không nói ra, bởi vì, việc này anh muốn tôi đi hoàn thành có phải không? Diệp Phàm nói. Coi như anh lợi hại. Nói đi, là 50-50 hay là 30-70? Vương Nhân Bàng nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Được rồi, không nói về việc này nữa. Diệp Phàm khoát tay áo, nghĩ nghĩ, nói. Việc này thật là có chút khó khăn. Lại phải cúi mặt đi xin những tên kia rồi. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến, phí gia đã mời đến trợ giúp thì chắc bọn người kia đều là cao thủ cả. Mọi người đều già hết rồi. Đặc biệt như là Quyền Thiên, anh nói ông ta mới thu nhận một đồ đệ, ông ta làm sao điều được việc này. Việc này, có cách nào để tin anh được không? Bởi vì anh là Diệp Phàm thôi mà. Vương Nhân Bàng cười khan thành tiếng. Anh cút đi cầu xin đi. Diệp Phàm cười mắng, Vương Nhân Bàng chuồn mất. Không lâu sau, có điện thoại của Phí Thanh Sơn, nói là đã quyết định ngày, trong tháng này. Còn vài ngày nữa thôi, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm đi Bảo Sơn. Lão Lý, bây giờ tôi đã đột phá được bán thân tiên. Có thể hoàn thành được nguyện vọng của ông rồi, tôi lập tức quyết định xuất phát đi đến núi Thai Lịch, tìm lời giải cho bí mật Trúc Trâm. Diệp Phàm kính cẩn dập đầu 3 cái sau đó quay người đi. Núi Thai Lịch ở tỉnh Nam Phúc, nhưng cũng không được nhiều người biết đến, tuy nói là núi cao, nhưng bởi vì không có gì đặc sắc, cho nên, không có tiếng tăm gì cả. Tuy nói Diệp Phàm cũng là người tỉnh Nam Phúc, nhưng cũng phải hỏi thăm mấy lần sau đó nhờ một thầy lang đang hái thuốc dẫn đường mới tìm được chỗ này. Mất nửa ngày mới tìm được chỗ ở của Lão Lý, may mắn là nơi này cũng không có nhiều thay đổi. Chẳng qua là Diệp Phàm có chút rắc rối, bởi vì, bây giờ không biết được lúc Lão Lý và S2 người tranh giành nhau khiến Trúc Trâm bị rơi xuống chỗ nào trên núi. Đứng ở đỉnh núi, Diệp Phàm vừa đi vừa nhìn xuống. Thấy cũng khá cao, phải cao so với mặt đất khoảng gần 200 thước. Xuống phía dưới còn có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu giống như một con rắn, được trải rất nhiều đá vụn, tình hình giao thông rất kém cỏi. Dường như còn có 2-3 cây gỗ bị chặt ngã xuống. Trong lòng Diệp Phàm thấy nguội lạnh, nếu như có người khai thác đá, thì bí mật có thể có lời giải. Xem ra, Trúc Lâm sẽ trở thành một bí mật lịch sử. Ông cụ, cái này giống như vừa có người đào xới tảng đá có phải không? Diệp Phàm chỉ vào phía dưới đá hỏi. Nơi này là một khu mỏ, chất lượng đá cũng không tồi, khai thác chỉ để làm nhiên vật liệu. Tuy nhiên, đó đều là chuyện của mấy năm trước. Khi phát hiện ra chỗ này, vài người còn góp vốn vào mở một con đường nhỏ. Mất mấy trăm vạn, tuy nhiên,
vận khí lại không tốt. Thầy Lang cười nói, có phải là do việc bảo vệ môi trường hay là trên núi có sự tranh chấp sao? Diệp Phàm hỏi, cũng không phải, ở nơi hẻo lánh như vậy việc bảo vệ môi trường không được quan tâm đâu. Là ở đây có ma quỷ. Thầy Lang vừa nói xong, Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra tiếng, hỏi. Chuyện ma quỷ, là như thế nào vậy? Đúng là chuyện ma quỷ mà, chẳng hiểu tại sao công nhân đá khai thác đá đều bị mắc bệnh. Hơn nữa, ngay cả ban ngày cũng đều có cảm giác là có ma quỷ đang sờ vào người mình. Buổi tối lại càng không phải nói, khiến cho mọi người không dám cả ngủ. Hơn nữa, sau hơn chục ngày, toàn bộ công nhân khai thác đá đều bị bệnh. Ông chủ cũng mời đạo sĩ đến làm lễ, tuy nhiên, đang làm lễ thì đạo sĩ đột nhiên cũng như bị điên lại bảo nhảy, còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng, đạo sĩ nói là ma quỷ quá lợi hại, ông ta không bắt được, sợ tới mức chạy luôn. Đương nhiên là ông chủ và những người đầu tư mất mấy trăm vạn không cam lòng. Chỉ mở mỗi con đường này cũng mất hơn 300 vạn. Cho nên, lại mời những người này đến đây thực hiện. Tuy nhiên, tất cả đều như nhau, cuối cùng đều bị hù dọa sợ chạy mất. Cuối cùng, công nhân cũng không dám ở lại đây. Đến ba đời nhà người ta cũng chẳng dám đến đây nữa. Đương nhiên nơi này trở thành một nơi không may mắn. Cuối cùng ông chủ cũng bị mắc nợ, lỗ vốn. Nơi này cũng trở nên hoang vắng. Thầy Lang nói, cổ còn rụt lại, nói. Chúng ta cũng đi nhanh lên thôi, đừng để bị mắc bệnh. Ha ha, ông đi về trước đi, cái này cho ông. Diệp Phàm cười đưa cho ông ta 300.000. Tâm tính của thầy Lang rất lương thiện, lại khuyên Diệp Phàm vài cậu, thấy thái độ Diệp Phàm kiên quyết, cũng không để ý tới hắn nữa tự đi về. Chẳng lẽ là có người giả thần giả quỷ sao, chẳng lẽ hai vị sư phó của lão Lý vẫn còn chưa có chết? Hơn nữa công lực càng ngày càng cao, bệnh này, có vẻ giống như là có dấu hiệu của việc hạ độc. Còn nếu như là bị thương, quan trọng là không có thấy xuất hiện nội khí. Diệp Phàm tự nói, sau đó lặng lẽ đi xuống dưới chân núi. Xác định xung quanh mình không có ai, sau đó Diệp Phàm lặng lẽ nấp vào xung quanh khu khai thác đá. Cách khoảng 300-400 mét, Diệp Phàm cảm nhận được bằng khứu giác là có độc. Ví dụ như, độc tố có thể làm cho người té xỉu, xem ra. Đúng là có người đang làm trò quỷ quái. Tuy đôi mắt ưng của Diệp Phàm lợi hại, nhưng cũng không thể nào phát hiện được chỗ ẩn nấp của người đang giở trò quỷ này ở đâu. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy rất khó hiểu. Nếu như đúng là hai người bị lăn xuống núi chính là tên trốn ở đây, cũng đã vài chục năm rồi, chẳng lẽ không đói chết sao, việc này, cũng quá là kỳ lạ đó. Mặc dù trong truyền thuyết có quy tức thuật nhưng nhiều nhất cũng chỉ dự trữ được mấy tháng, cũng không có khả năng được mấy chục năm. Như vậy chẳng phải là thành tiên sao? Đúng lúc này, một con quạ đen từ trên mỏ đá bay qua. Chương 3124, hai con lão điểu. Cạc cạc. Hai mắt Diệp Phàm mở to, dưới đôi mắt ưng, hắn phát hiện có độc tố màu xanh biếc thẳng theo đường bay của con quạ đen. Độc tố màu xanh biếc này thật sự là rất kỳ lạ. Hơn nữa, cách xa mỏ đá đó không xa có nham thạch phun ra. Con quạ ngửi thấy độc tố, lập tức cũng quay cuồng. Sau đó rất kỳ lạ từ trên trời rơi xuống mỏ đá. Mà lúc con quạ đen cách mỏ đá trên 30 thước, ngay lập tức bắn ra một sợi dây tóc mỏng trong suốt quấn lấy con quạ kêu thảm bị lôi vào nham trên vách đá trong rừng cây tùng. Bởi vì, phỏng chừng là do mỏ đá đã lâu không có khai thác. Cho nên, cây cối xung quanh trên vách đá không bị rơi. Diệp Phàm nhớ chính xác vị trí, biết có cao thủ ẩn náu ở trong nham trên vách đá. Hơn nữa, dường như cũng hiểu được lý do người này có thể sống ở đây lâu như vậy. Phỏng chừng đều dựa vào cách đánh bắt các loại chim, động vật trên không hoặc là bất cứ thứ gì khác. Sau đó, Diệp Phàm lặng lẽ hướng về vị trí ẩn náu, hắn dùng thủy công, lớp da bên ngoài cũng mỏng như nước có màu xanh biếc. Lúc này Diệp Phàm nhìn qua là có thể nhìn thấy vật gì di chuyển. Đáng tiếc là công lực không đủ, bằng không, có thể đem trực tiếp ngưng tụ lại thành lá cây màu xanh biếc rất thuận lợi cho việc ẩn thân. Cách khu vực nghi ngờ khoảng 100 mét thì Diệp Phàm ngừng lại, sau đó nội khí con rơi bị xuất hiện còn nhắm thẳng vào chỗ ngồi. Ở trên cây cũng không phát hiện thấy cái gì linh tinh cả, tuy nhiên, với sự quan sát cẩn thận của đôi mắt ưng, rốt cục phát hiện ra một chút manh mối. Giữa những bụi cây có một khe hở rất nhỏ, đương nhiên, khe hở này rất không bình thường. Nếu không có đôi mắt ưng, mọi người khó có thể phát hiện được tới. Cái này, rất có thể là vách tường động. Con rơi đi vào trong khe hở. A hát. Lúc này, truyền đến một giọng nói khàn khàn.
Lão Hồng Tà, ông thở dài cái gì? Một giọng nói khàn khàn khác hỏi. Lệ Vô Nhai, vừa rồi ông không cảm giác thấy cái gì sao? Hồng Lão Tà hỏi. Cảm giác, không thấy gì cả. Lệ Vô Nhai lắc lắc đầu. Quái, chẳng lẽ là thần kinh tôi làm sao à? Hồng Lão Tà nói. Ha ha, ở đây mịt mù tăm tối còn nghĩ đến việc xảy ra sự cố sao, thật là thiên tài. Lệ Vô Nhai cường tiếu cười, ra vẻ giống như có chút điên cuồng. Dường như vừa rồi có cái gì huých vào cánh cửa của chúng ta, nếu ông không cảm thấy. Phỏng chừng đúng là có xảy ra sự cố rồi. Hồng Lão Tà nói. Diệp Phàm nghe, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là con rơi vừa mới chen vào cổng tò võ đã bị Hồng Lão Tà phát hiện ra cái gì? Chứng tỏ công lực của người này rất cao, mới có thể cảm giác được. Vì thế, hắn cần phải cẩn thận, đem thu lại nội khí con rơi sau đó lặng lẽ mà vào. Phát hiện bên trong giường như là một cái hang, tuy nhiên, không có ánh sáng. Tối om om, sau khi đi được hơn 20 thước phát hai cái bóng. Con rơi vội vàng kiềm vào vách tường, như vậy nội khí gần như là yếu đi sẽ không bị phát hiện. Nhưng đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng không nhìn thấy, mà chỉ là cảm giác. Vì thế, con rơi đem sinh vật radar ra quét hình. Nhất thời thấy ngạc nhiên. Hai cái đầu rối bời, không nhìn thấy mặt mũi đâu. Bởi vì, họ đều ngồi ở vị trí tối om. Mà chỗ ngồi của bọn họ có chút kỳ lạ, lại là một vũng nước. Nước này đúng là rất bẩn, thối không khác gì nước cắm hoa lan dạ hương. Cả hai người đều ngồi vào vũng nước, nước vừa vừa đến ngực hai người, thiếu chút nữa là đến cổ. Này, mùi vị của quả đen cũng không tệ lắm nhỉ. Đủ để hai chúng ta duy trì trong 10 ngày không cần phải ăn cơm. Lúc này lão già vừa gặm con quả, vừa nói. Hai bên mép đều là máu tươi, nhìn thấy vậy Diệp Phàm thấy buồn nôn. Ôi, đáng tiếc là chúng ta quá hiền lành. Nếu không, cũng không cần ăn phải ăn thịt quả đen thế này. Tên hơi lùn thở dài. Lão Hồng Tà ông còn hiền lành, thật là muốn cười vỡ bụng thôi. Cái tên hơi lùn kia chắc chắn là Lệ Vô Nhai, cười tâu toét. Hơn nữa, vừa cười, hai ba con quả ở dưới chân đều được xé ra nuốt xuống. Diệp Phàm nhìn thấy lập tức phun ra, tuy nhiên, nội khí con rơi chính là nội khí đã được ngưng kết lại, thật không phải là một đồ vật muốn nhổ ra. Hơn nữa, động cổ không hiểu được mùi khí tanh hôi. Dù cho là nội khí con rơi trốn ở trong thạch bích cũng không ngửi được. Còn không phải ông, bố mày đồng ý việc ăn thịt người. Chẳng qua là ở đây chim không có nên người địa phương ít tới. Còn thỏ và lợn rừng lại càng ít, thời gian vừa mới đến còn có nhiều một chút, bây giờ càng ngày càng ít. Sau này không có ăn nhìn thấy ông có tiếp tục như thế được không? Hồng Tà nói. Hồng Lão Tà, chúng ta đều là người, ăn thịt người làm gì? Việc ăn quả đen chúng ta còn có thể ăn được, còn việc ăn thịt người, tôi thật sự không tiếp thụ được. Dù sao chúng ta cũng ở đây vài chục năm rồi, phỏng chừng cũng chỉ được sống vài năm nữa. Ở trong này tôi nghĩ so với chết cũng không khá hơn chút nào đâu. Lệ Vô Nhai nói. Ông nghĩ rằng tôi và ông thích ăn thịt người có phải hay không? Chẳng qua nơi này người đi qua so với động vật nhiều hơn. Như thời gian trước có người khai thác đá, thì không thiếu người. Tuy nhiên, Lệ Vô Nhai ông lại muốn là người lương thiện, tôi nghĩ là chưa hẳn như vậy. Ông thật sự muốn là người lương thiện, dù thế nào cũng phải theo tôi định đoạt, bồng lai thủy thước, hơn nữa, còn muốn nghĩ ra nhiều quỷ kế cho ông thực hiện. Bây giờ vẫn còn kịp, chúng ta bắt đầu cũng không sao cả. Ha ha ha, Hồng Tà tôi đã sớm đứng vào hàng tam tà ngũ sát rồi. Một số điều là ác, tuy nhiên, làm người lương thiện sẽ chống lại ông. Hồng Tà cười một cách điên cuồng, khiến cho vách động rung chuyển. Bồng lai thủy thước, là cái gì thế? Trong lòng Diệp Phàm sợ hãi. Trong thế giới này mỗi người đều có quyền lợi riêng, hơn nữa, có đức thì càng tốt. Vấn đề là ông đi cướp từ những người khác. Chúng ta đang đoạt lấy những thứ bình thường của ông. Trong việc này lương thiện hay không lương thiện không có quan hệ với nhau. Hơn nữa, dù sao, bồng lai thủy thước, trong tay tôi cũng có quan hệ tốt so với ông. Nếu như cho ông được di vật, cửu chỉ thần thâu, lúc đó công lực của ông sẽ rất cao, chẳng phải sẽ là đại thiên hạ của bá tánh sao? Hồng Tà ông đứng vào hàng kỳ nhị chính tam tà chi, vì sao ông lại xưng là tà, đó là do ông thật sự gian ác. Ông đừng nói với tôi là ông không gian ác, làm việc bằng sự yêu thích. Sinh khí của ông có thể giết chết cả nhà cả mấy chục người. Hồng Tà ông đã giết chết rất nhiều người, phải không dưới hơn 1.000 người. Lệ Vô Nhai nói,
Diệp Phàm nghe được thiếu chút nữa là đổ mồ hôi lạnh, người này còn xưng là kẻ giết người điên cuồng. Có thể giết một lúc mấy chục mạng người. Ai bắt bọn chúng chọc tôi chứ, bọn họ đều là lũ chết tiệt. Đã bao giờ tôi giết người không trêu chọc tôi chưa? Trông bộ dạng không giống như những người được gọi là chính nhân quân tử, nhưng cũng không thể thấy ánh sáng trong việc này. Các ông giết người một cách máy móc, chẳng qua giết người cũng là một thủ đoạn mà thôi. Thủ đoạn này Hồng Tà tôi cũng không sử dụng bao nhiêu. Nhìn lại cũng thấy đê tiện hơn. Hồng Tà thầm thì nói. Hồng Lão Tà, ông nói xem, Bồng Lai Thủy Thước của chúng ta hiện đang ở chỗ nào? Lệ Vô Nhai chuyển đề tài, Diệp Phàm nghe thấy, lập tức thấy tinh thần tốt hơn. Có trời mới biết là ở chỗ nào, ngày đó chúng ta đánh nhau cho đến khi đều lăn hết xuống dưới, rơi xuống dưới rồi sau mới phát hiện ra không thấy thủy xích. Lúc đó chúng ta đánh nhau sắp chết, thiếu chút nữa là chết, cuối cùng cũng chẳng được gì. Mấy chục năm sau, sống cũng không bằng chết, nếu trong lòng không còn có một chút hy vọng, tôi đã sớm tự mình giết chết mình rồi. Hồng Tà nói, ôi, Bồng Lai Thủy Thước, năm đó có hơn trăm người tranh giành nhau. Cuối cùng, có hơn trăm người bị chết chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Mà thủy xích này cũng chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc là có thật hay không cơ bản là chúng ta cũng không có biện pháp để xác định. Nếu là một âm mưu, chúng ta đúng thật là quá xấu hổ. Lệ Vô Nhai nói, cửu chỉ thần thâu người ta gọi là đạo trưởng cửu chỉ, nghe nói đến từ cửu diệu Bồng Lai. Ma thuật và thâu công của người này đúng là thiên hạ vô địch. Lui cốt công của người này đã luyện được rất cao, trong một thời gian ngắn có thể hoàn thành được lui cốt công, một người trưởng thành có thể biến thành ba đứa trẻ con. Hơn nữa, bởi vì lui cốt là biến hóa, cho nên cũng có thể lợi dụng để thay đổi khuôn mặt cho thích hợp, dường như là một người ảo thuật. Tuyệt vời nhất là bản lĩnh khinh công của ông ta, thời điểm để thoát khỏi những sợ khói. Ngay cả những người có trình độ cao hơn cũng không thể đuổi theo ông ta được. Có một số người thấy ông ta có được thứ đồ đó đương nhiên là trong lòng thấy tức giận. Nghe nói sau đó rất nhiều người tức giận, hơn 100 bảo bối được ông ta ăn trộm đã được tập trung ở đảo Cửu Diệu. Một trong số những người này đều là cao thủ của thời đại. Cũng tìm được đảo Cửu Diệu, tuy nhiên vẫn là một bí ẩn. Hàng trăm người giống như rơi vào vũng bùn, rõ ràng là trên đảo nuôi chăn, nghe nói nó như một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa, mở miệng ra liền nuốt được 7 cao thủ. Lúc mọi người đang đánh nhau, không ngừng có ám khí bay ra. Mà cửu chỉ đã ở trong tối quấy rối rồi, trong 100 người thì chỉ có khoảng 300 người là thoát chết. Mà những người chạy trốn được thì phải có được Bồng Lai Thủy Thước. Nói chung, thủy xích là thứ trước kia người ta xây dựng đảo Cửu Diệu có thể dùng làm chìa khóa để mở ra đảo Cửu Diệu. Nhất định là đạo trưởng cửu chỉ cũng đang đi tìm nó. Còn người xây dựng lên sau khi hoàn thành đã bị cửu chỉ giết chết, mà nghe nói người nọ chính là con cháu của Vu tộc, có khả năng bói toán. Biết là mình phải chết, đương nhiên cũng liền để lại tay. Tuy nhiên, cũng là ở chỗ thần bí. Nghe nói cửu chỉ lấy được Bồng Lai Thủy Thước trong 30 mấy người. Sau đó đuổi ra ngoài đảo để giết. Tuy nhiên, trước khi gặp nguy hiểm, ở bên ngoài đảo cửu chỉ cũng gặp gỡ Liễu Không. Năm đó có 4 cao thủ ra tay chọc giận, người nọ chính là con cháu của Vũ Vương. Kết quả là sau khi bao vây tấn công, cửu chỉ cũng bị trọng thương được đưa về đảo Cửu Diệu Bồng Lai. Từ đó đến nay, chưa nghe nói lại về cửu chỉ. Còn Bồng Lai Thủy Thước đã nhiều lần quay vòng, cứ một thời gian dài lại xuất hiện. Sau đó lại lúc ẩn lúc hiện, khiến cho ồn ào huyên náo. Cho đến khi cả hai bên chúng ta cùng bị thương mới thôi. Lệ Vô Nhai có chút thở dài. Diệp Phàm nghe thấy vui mừng. Đúng lúc này, đột nhiên Hồng Tà quát lớn. Nghe như vậy đã đủ chưa, ra đây đi. Chương 3125, thiếu chút nữa thì. Theo tiếng hô, ông ta cùng với Lệ Vô Nhai cùng nhau trưởng lực. Diệp Phàm cảm thấy có một lực rất mạnh truyền đến, con rơi chưa kịp đề phòng đã xuất hiện một lực rất mạnh khiến cho miếng ngọc bích vỡ ra. Biết rằng nội tức của hai lão này quá cường hãn, Diệp Phàm nhanh chóng khống chế nội khí con rơi rồi chuồn mất. Tuy nhiên, lúc này, không khí xung quanh giống như đang giằng co. Trên vách tường của những lối đi nhỏ trong động xuất hiện một đạo lục tường. Nội khí con rơi không thể đi xuyên qua đó được, rồi sau đó lại có một lực ép vào trên tường. Diệp Phàm biết, những điều này là do nội khí ngưng tụ thành. Chẳng qua, Diệp Phàm có thể khẳng định rằng, công lực của hai lão già này phải mạnh hơn rất nhiều so với chính mình. Bởi vì, áp lực kia là quá lớn, giống như là núi Thái Sơn đang đè lên đầu. Con rơi biến thành hình rồng liều mình đi ra bên ngoài,
nhưng vẫn không được. Phía trước là bức tường màu xanh, sau đó lại tăng thêm lui, rồi sau đó vừa đuổi sát tới bức tường màu xanh phía trước lại đẩy mạnh lại. Như vậy một trước một sau, con rơi bị kẹp vào giữa. Thấy một Lệ Vô Nhai, trên đời này lại có thể có người như vậy. Không tồi không tồi, người này cũng là một thiên tài. Lại có thể đem nội khí áp lui thành các dạng này. Lại có thể thông qua phương pháp đặc biệt là ngưng tụ để kiềm chế nội khí. Chỉ cần hai tay chúng ta tiếp nhận, công lực có thể tăng lên một bậc nữa. Hơn nữa, công lực càng cao cơ hội sống của chúng ta càng lớn, có phải hay không? Nếu đã đến đây, đương nhiên sẽ không để cho có thể đi về được. Chỉ cần chúng ta thu nhận con rơi này, bên ngoài khống chế người phỏng chừng cậu cũng bị thương nặng, thậm chí có thể chết. Người này có vẻ phải rời xa chúng ta. Lệ Vô Nhai cười nói. Ha ha, trong vòng 100 mét, ở ngay bên ngoài cửa. Vừa rồi chúng tôi không phát hiện được, tuy nhiên, hiện tại nội khí con rơi đang rung lên, hắn có muốn giấu cũng không được. Tuy nhiên, phương pháp ẩn thân của người này thực sự rất kỳ lạ. Dường như rất khó phát hiện, có cảm giác rất giống tắc kè hoa. Hồng ta cười, nội khí màu đỏ bị của ông ta tiến gần thêm một bước. Diệp Phàm cắn răng một cái, một tiếng thình thịch vang lên thật lớn, ở bên ngoài cửa đá hắn đạp một quyền vào. Cả người Ngư Long Thập Bát Biến liền lùi vào được. Mà trong nháy mắt huyết cương đã khôi phục lại nguyên trạng. Ừ, rõ ràng là có tiếng người, làm sao mà chúng ta không thể cảm thấy được. Hồng Tà Thần sửng sốt nói. Lão Hồng Tà, chắc là ông nhìn nhầm rồi. Cái đó không phải người. Lệ Vô Nhai cười nói. Không phải người. Hồng Tà nghe thấy, nhất thời trừng mắt lên liếc nhìn, thở dài. Lại giống như là không có ai cả. Chẳng lẽ là một xác chết sao? Phải rồi, hay là nó quấy rối? Nghe nói người xưa có thuật chế tạo cái này, dùng nội khí để chế ra nó. Hơn nữa với vật liệu đặc biệt, có thể tạo ra một con búp bê không khác người sống là mấy. Đương nhiên, nó yêu cầu công lực cùng với kỹ thuật chế tác phải thật cao siêu mới làm được. Cho dù là ở thời cổ đại phỏng chừng cũng không có mấy người biết được bí thuật này. Lệ Vô Nhai nói. Diệp Phàm cùng Huyết Cương đã sớm công kích đánh vào, hai người phân công nhau công kích, Diệp Phàm liền. Tuy nhiên, khi đối mặt với bức tường màu hồng, còn Huyết Cương dựa vào thân thể cứng rắn, dùng một quyền hung mãnh hướng về phía bức tường màu xanh lục. Phát ra tiếng vang ba 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 rất đáng sợ. Tuy nhiên, Huyết Cương giống như nện ở cây bông trên tường, càng đập mạnh thì lực phản lại càng lớn. May là Huyết Cương là một cơ thể tốt, còn không sẽ bị ngất hoặc chết ngay lập tức. Diệp Phàm vừa thấy, lập tức rút can tương về lao tới bức tường màu xanh lục. Còn con rơi cũng hóa thành hình rồng chộp tới bức tường màu xanh lục. Bức tường màu xanh lục là do Lệ Vô Nhai khống chế, và cuối cùng ba bên của địch dao động một chút. Lão Hồng, mau nhanh đến đây giúp tôi một chút, tên nhóc này không hề đơn giản. Cảm giác Lệ Vô Nhai đã cố hết sức, vội vàng nói. Đến đây. Hồng ta cười, bức tường màu hồng kỳ lạ phân ra một nội khí hướng chộp tới trên người can tương. Can tương bị nắm sẽ phải lui ra. Các người thích chết à? Diệp Phàm tức giận, di chuyển về phía trước, sau đó Huyết Cương và mình lui lại hơn chục thước, hai quả lựu đạn màu xanh biếc bị nổ tung. Cái gì vậy, giống như dứa vậy? Hồng Tà nhíu mày hỏi, bởi vì Diệp Phàm thực sự rất quỷ dị, thể lực không thể chống đỡ nổi liền lui lại, còn lựu đạn đeo trên người dường như là bị rơi do chấn động. Thằng nhóc này không có lòng tốt như vậy đâu, còn đưa dứa cho chúng ta ăn nữa. Lệ Vô Nhai có chút nghi hoặc. Kệ nó, lấy lại đây xem một chút đi. Đã lâu chưa được ăn dứa rồi, là thật thì tốt quá rồi. Hai người nói xong cũng đẩy nội khí ra vào hướng quả lựu đạn. Hai tiếng nổ ầm vang. Một cặp âm thanh. Lục tường cùng hồng tường với lựu đạn hồng tản ra, còn ánh sáng cũng lan gần đến chỗ ngồi của hai lão này. Nước bẩn màu xanh bắn ra tung tóe khắp động. Con rơi chuồn mất một tiếng, nhìn thấy đang ở trên trán của Diệp Phàm. Tên nhóc kia, dám phá hỏng lục tinh thủy của chúng ta, nộp mạng đi. Hồng ta giận dữ, còn Lệ Vô Nhai cũng không sai biệt lắm, dường như nước bẩn màu xanh biếc đó giống như là bảo bối vậy. Hai lão này cùng nhau trưởng bốn trưởng, một cơn gió lốc thật lớn hình thành. Hai lão này vừa đi vừa ra trưởng, Diệp Phàm và Huyết Cương muốn nhanh chóng chuồn mất. Tuy nhiên, rõ ràng là không được. Lực của gió quá lợi hại, trong nháy mắt Diệp Phàm và Huyết Cương đều bị cuốn vào trong động. Hút khô hai người bọn họ. Hồng Tà hét lớn, bàn tay quỷ dị hướng về phía đầu của Diệp Phàm. Còn Lệ Vô Nhai cũng hướng lên trên người Huyết Cương.
Cơ thể huyết cương không có nội khí, tuy nhiên, huyết cương này phỏng chừng là do Vũ Vương hoặc người nào đó cố ý chuẩn bị để tới đây. Cho nên, huyết cương cũng có nội khí, chẳng qua là nội khí so với người thường thì có khác nhau thôi. Diệp Phàm cảm giác nội khí như nước thủy triều hướng về phía người Hồng Tà. Còn tình trạng huyết cương cũng không khác biệt là mấy, liều mình giãy giụa muốn thoái khỏi đó. Cũng không tệ lắm, nội khí của tên nhóc này cũng khá là cường hãn. Hình như cơ thể rất khác thường, nội khí như vậy rất hiếm có so với người thường, hơn nữa lại còn tinh thuần lắm. Hồng Tà cười gượng. Cảm giác sắp chết, tuyệt vọng, Diệp Phàm dùng khí lực cuối cùng để khống chế Hồng Xà. Hồng Xà di chuyển, tiến về phía bên hông có lựu đạn của Diệp Phàm để cắn. Bất chấp khói của hai quả lựu đạn. Cùng chết vậy. Diệp Phàm hét lớn. Đúng lúc này, đột nhiên miệng Hồng Xà hé ra, trong nháy mắt cơ thể trướng lớn lên rất nhiều. Hơn nữa, cái đuôi di chuyển, cuốn lấy một quả lựu đạn. Còn miếng cắn lấy một quả lựu đạn thân giữa thì bắn ra phía hai lão gì. Tiểu Hồng. Diệp Phàm kêu lên. Hai tiếng nổ ầm vang. Sóng xung kích, đang muốn phân ra khí lực để cố gắng xử lý hai lão già này. Đột nhiên có một số vầng hào quang. Lúc này Diệp Phàm phát hiện, dường như hai lão già này không thể rời khỏi vũng nước màu xanh được. Có thể nói hai người này cần phải có vũng nước màu xanh này mới có thể sống được. Một khi đã như vậy, muốn giết hai người này chỉ cần cho thoát hết nước màu xanh biết đi. Nghĩ là làm, Diệp Phàm lợi dụng lúc hai lão già này đang dùng hết sức để né tránh. Phỏng chừng cũng là do màu dứa xanh biếc này khiến cho có chút sợ hãi. Cho nên hai người mới tránh ra một chút. Cho nên, bây giờ bọn họ đang hết sức né tránh. Diệp Phàm dùng sức lực cuối cùng, đồng thời khống chế được huyết cương, xuất bốn trưởng hung ác đánh về phía vũng nước bẩn màu xanh biếc. A, à, tên nhóc này. Hồng Tà kêu gào thê thảm, nước màu xanh biếc bị bốn trưởng của Diệp Phàm văng ra bên ngoài động. Hai lão già điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Hút khô hắn đi. Hút thù hút, chúng ta cùng nhau đi đời nhà ma thôi. Diệp Phàm kêu to, không muốn sống thì cứ đánh để nước màu xanh biếc bắn ra, nước màu xanh biếc không ngừng phun ra từ bốn phía. Còn hai lão già này đang bận rộn, đứng lên để thu giữ nước màu xanh biếc lại, cho nên, tạm thời chỉ có thể dùng một nửa nội khí để đối phó với Diệp Phàm. Lúc nội khí của hai người hút đi là lúc Diệp Phàm phát hiện, nước màu xanh biếc hình như là khắc tinh của hai người. Hắn vừa suy nghĩ, đột nhiên đem nội khí hướng toàn bộ nước màu xanh biếc đã phun ra quay vào. Còn hai người cho rằng Diệp Phàm vừa muốn bật nước màu xanh biếc của bọn họ. Nhanh chóng đem nội khí hình thành một mạng lưới để nước màu xanh biếc ở lại. Đúng lúc này, nước màu xanh biếc, một luồng khói màu xanh nhạt cũng bị hai người hít vào, nội khí Diệp Phàm theo đó mà hút vào. A, hai người đột nhiên ôm đầu kêu lớn, giống như là đang rất đau đớn. Bây giờ đến lượt bố mày hút chúng mày. Hút hút. Diệp Phàm suy nghĩ, cũng như đang ở trạng thái nửa điên cuồng. Hắn thúc giục Bảo Chí Thiện kết hợp với Sửu Vô Đoan làm cho chính Diệp Phàm phương pháp tốc độ truyền đường kính lớn. Mà lúc này hai lão già này giống như rơi vào tình trạng rất đau đớn. Cho nên, nội khí phản xạ có điều kiện chỉ chống cự lại Diệp Phàm một lúc sau đó đã bỏ quên. Không lâu sau, nội khí không ngừng bị Diệp Phàm hút trở lại con rơi để chuyển hóa dung hợp thành nội khí tinh thuần. Mấy phút đồng hồ qua đi, rốt cục hai lão già này tỉnh dậy. Tên nhóc kia, cậu làm cái gì thế? Hồng Tà hét lớn, cùng Lệ Vô Nhai đánh tới. Tuy nhiên, lúc này nội khí đã bị Diệp Phàm lấy đi mất hơn một nửa rồi, lúc này cơ thể của hai người rất yếu. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, hai người cũng không có chân. Ngay cả phần đùi cũng không thấy đâu. Cho nên, không thể nhanh nhẹn bằng Diệp Phàm được. Mà Diệp Phàm vừa hút một phần nội khí của bọn họ, vừa làm cho nước màu xanh biếc chảy ra ngoài. Hai lão già này mệt mỏi để giữ nước, nhất thời Diệp Phàm và huyết cương liên thủ đánh cho tè cả ra quần. Hơn nữa hai người lại không có chân, bởi vậy, toàn dựa vào nội khí của cơ thể để chống đỡ né tránh. Tuy nhiên, lúc này nghĩa cả nội khí cũng đã bị Diệp Phàm lấy mất một nửa rồi. Còn toàn thân Diệp Phàm cảm giác được nội khí đang tăng vọt, giống như thân thể đang chuẩn bị nứt ra. Diệp Phàm biết, nếu không nghĩ ra biện pháp thì thân thể thật đúng như là nứt ra vì khí. Vì thế, dùng thuật niệm khí cửu cung, bởi vì thuật niệm khí cửu cung chia làm 9 tầng, mỗi đột phá một tầng có thể mở ra được một cái huyệt. Những huyệt này có thể dự trữ nội khí, giống như làm cho người ta có thể làm sống lại một cái đan điền. Cho nên,
Nội khí dư thừa mà Diệp Phàm lấy được đang được khai ti ra bên ngoài bốn cái huyệt đan điền. Lúc này cảm thấy đã đỡ hơn, tuy nhiên, Diệp Phàm muốn chút hết ra. Nhảy dựng lên đuổi đánh hai lão này trên không trung ở trong động. Đúng là đánh cho thật sự thoải mái, hơn nữa, dưới sự trợ giúp của Ngư Long thập bát biến, thân pháp còn linh hoạt hơn. Diệp Phàm sảng khoái, còn hai lão già này thương tích đầy người, trong đầu cũng đã hết giận, Diệp Phàm cảm thấy thoải mái hơn mới dừng tay lại. Diệp Phàm biết, trải qua việc vừa rồi gây sức ép một chút, công lực của chính mình đã đạt đến đại viên mãn của bán tiên thiên. Thiếu chút nữa là có thể đột phá lên tiên thiên. Chương 3126, thu nhận hai lão điểu làm tay đấm. Chẳng qua, vừa rồi Diệp Phàm cũng quá nhạy cảm, tuy nhiên, vẫn kém một chút mới có thể đột phá được. Diệp Phàm biết, việc này không thể vội vàng được, cần phải chờ cơ hội. Người trẻ tuổi, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Hồng Tà nằm nghiêng người canh vách tường trong động thở hổn hển mồ hôi như mưa mùa hè. Giao dịch gì đây? Diệp Phàm hỏi. Cậu buông tha cho chúng tôi sẽ đem bí mật bồng lai cửu diệu đảo nói cho cậu, còn tặng cho cậu bồng lai thủy thước nữa. Hồng Tà nói. Vừa rồi tôi nghe thấy các ông nói là bồng lai thủy cấp đã bị đánh mất. Hơn nữa còn không biết nó đang ở chỗ nào. Bây giờ lại còn nói là tặng cho tôi. Các ông đúng là quá vô liêm sỉ đó. Nếu như tôi không nghe được các ông nói chuyện tôi đã tin là thật. Tuy nhiên, hiện tại, các ông không thể lừa gạt người được đâu. Diệp Phàm cười lạnh nói. Người trẻ tuổi, cậu chỉ biết một chứ không biết hai. Lúc này, Lệ Vô Nhai lắc đầu nói. Ừ, vậy ông nói một chút về cái thứ hai, xem nào. Diệp Phàm châm chọc nói. Bồng lai thủy thước có hai thanh hợp lại mới có thể thấy được sức mạnh thật sự của thủy thước. Lệ Vô Nhai nói, một thanh đã bị mất, cho dù là cầm được một thanh cũng không có tác dụng gì có phải hay không. Diệp Phàm cố ý nói, đúng là vô dụng, tuy nhiên, có thể cậu có cơ hội để có được một thanh nữa. Lúc đó có thể sử dụng được. Đảo cửu diệu bồng lai, mấy ngàn năm nay đều rất huyền bí. Không có bồng lai thủy thước, tuyệt đối không tìm được thấy nó. Nếu thực có thể tìm tới nó, đó chính là may mắn của cuộc đời cậu. Cậu nghĩ đi. Cửu chỉ thần thâu được gọi là vua ăn cắp, ông ta đã ăn cắp rất nhiều bảo bối rồi giấu trên đảo. Hơn nữa, cho dù ông ta là vua ăn cắp, nhưng ông ta rất tự hào. Biến những điều khó khăn thành công cụ sử dụng của mình. Chuyên gia ăn cắp trên đời này, giống như bí kíp võ công, một chút bí thuật, cùng với bảo bối tuyệt thế là có thể trở thành vua trộm. Nếu thực sự có được nó có thể dùng để trở thành một người giàu có. Hơn nữa, phòng trừng còn có chút tác dụng như một viên thuốc tốt. Lệ Vô Nhai nói. Được, có thể tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, các ông đưa cho tôi bồng lai thủy thước, muốn tôi phải buông tha các ông như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Sau khi cậu rời khỏi đây không để lộ chỗ này. Lệ Vô Nhai nhìn Diệp Phàm nói. Thật ra, chúng tôi cần tìm một chỗ tốt để chôn cất thôi. Cậu xem chúng tôi như thế này còn có thể sống được mấy năm nữa. Nó có vẻ cũng hợp lý. Tuy nhiên, tôi có thể giúp đỡ các ông đi ra ngoài. Cung cấp thức ăn và khôi phục công lực cho các ông. Diệp Phàm nói, có chút rung động. Cảm thấy được hai lão già này còn có, giá trị thẳng dư có thể lợi dụng được. Tuy không có chân, nhưng, ít nhất, nội khí của hai người bọn họ thật đáng kinh ngạc. Nếu đưa ra ngoài để bảo vệ Hồng Diệp Bảo đúng là quá tốt. Vô dụng thôi. Hồng Tà lắc đầu cười đau khổ. Chẳng lẽ các ông mong muốn ở lại nơi này mà không muốn đi ra bên ngoài thế giới để hưởng thụ sao? Mấy chục năm qua, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Các ông cơ bản sẽ không nhận ra đâu. Diệp Phàm có chút kỳ quái. Đương nhiên là chúng tôi muốn đi ra ngoài, nhưng chúng tôi không thể đi được. Hồng Tà lắc lắc đầu. Tôi không hiểu các ông nói vậy là có ý gì. Cho dù đã mấy chục năm nay các ông không nhìn thấy mặt trời, nhưng... chỉ cần ở trong phòng tối khôi phục một thời gian là có thể nhìn thấy mặt trời. Diệp Phàm nói. Người thanh niên, cậu nhìn vũng nước này xem. Lệ Vô Nhai thở dài. Chẳng lẽ việc sinh tồn của các ông có liên quan đến vũng nước xanh biếc này sao? Diệp Phàm nói, nhất thời có chút chưa hiểu được. Đúng vậy, loại nước này cực hiếm thấy, gọi là nước lục tinh. Loại nước này chảy ra từ pha lê. Ngày chúng tôi bị thương. Chúng tôi cần phải ngâm người vào nước này mới có thể sống sót được mấy chục năm nay. Bởi vì, năm đó chúng tôi bị thương quá nặng. Nếu như hấp thụ nước này sẽ bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa, nước này chữa khỉ chấn thương cho chúng tôi. Tuy nói không có chân,
nhưng may mắn còn không bị thiếu máu mà chết. Nếu tách khỏi nước lục tinh, nhiều nhất chúng tôi chỉ duy trì được một tháng, khẳng định là sẽ phải chết. Nói cách khác, với cơ thể của chúng tôi, mặc dù là không có chân vẫn có thể đi ra ngoài hoạt động được. Làm gì phải khổ sở ở chỗ này để chịu đau đớn chứ? Chẳng qua là vì phải nghĩ đến sự sống thôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có tuổi rồi, hơn nữa thể trạng lại như thế này, cũng chỉ sống được vài năm nữa là cùng thôi. Nếu cậu thật sự có ý tốt, sau khi cậu lấy được bồng lai thủy thức cứ một thời gian cậu lại đem thức ăn và thuốc đến đây cho chúng tôi là được. Lệ Vô Nhai nói, thực ra có rất nhiều thứ có thể điều chỉnh được, ví dụ như, các ông không phải cần loại nước lục tinh này nữa. Hoàn toàn có thể đem nước này đi theo được, mà ngay cả những hòn đá đều có thể lấy được. Lấy một tảng đá đúc thành một cái hang cho nước vào rồi mang đi. Các ông vẫn có thể ngâm vào nước như thường. Hơn nữa, cách này của tôi có thể giúp các ông có điều kiện tốt hơn nhiều so với ở đây. Hơn nữa, các ông cũng không phải lo nghĩ gì về thức ăn cả. Hàng ngày có thể xem TV, sẽ thấy cuộc sống này có nhiều thú vui lắm. Bằng không, sống như thế này so với chết có gì khác nhau đâu. Có một điều quan trọng chính là, bây giờ y đọc đang phát triển. Trước kia đúng là không có biện pháp nào, tôi có thể nghĩ biện pháp để nghiên cứu ra cái gì đó, có lẽ có thể giúp các ông thoát ra khỏi nước lục tinh này. Diệp Phàm nó ra điều kiện thực sự rất mê người. Việc này, Lệ Vô Nhai nhìn Hồng Tà nói, hai người dường như có chút động lòng. Tôi có chút không yên tâm, chúng tôi không thể rời khỏi đây được, nếu có thể thay đổi môi trường, có lẽ chúng tôi cũng không chịu nổi. Hồng Tà do dự, nói. Ha ha, có thể thử xem thế nào đã. Nếu không được các ông có thể quay trở lại, đó cũng không phải là chuyện khó khăn. Việc này đối với các ông mà nói cũng là một cơ hội để thoát thân. Hơn nữa, trong nhà của tôi còn có loại sinh vật thúc đẩy sự sinh trưởng, trước kia lấy từ chùa truyền đến. Chúng được gọi là thiên sinh bát. Diệp Phàm đem tình hình nói ra. Tôi nghĩ, thiên sinh bát có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật, điều đó chứng tỏ tảng đá đựng nước này có thể được thúc đẩy để sinh ra khoáng chất. Nếu có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, các ông sẽ có một sự giúp đỡ khá tốt. Nếu như có thể kích thích tiềm năng sống của các anh, phỏng chừng việc phục hồi của các ông sẽ nhanh chóng hơn. Đây cũng là cơ hội, tôi có thể nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc duy trì cuộc sống, có thể giới hạn sự kích thích đến sự duy trì sự sống của cơ thể. Thực sự có loại thuốc thần kỳ vậy sao? Hồng Tà bắt đầu dao động. Tôi lừa ông cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vậy, các ông cứ đến nhà của tôi để tự mình cảm nhận được. Diệp Phàm nói, người trẻ tuổi, cậu giúp đỡ chúng tôi như vậy chắc không phải là do lòng tốt đúng không? Lệ Vô Nhai hỏi, đương nhiên không phải, là tôi có ý tốt thôi, nhưng cũng không đến mức là đi phát lòng tốt. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Vậy cậu giúp đỡ chúng tôi như vậy, có phải là muốn hai chúng tôi làm chuyện gì cho cậu đúng không? Hồng Tà nói, tôi giúp đỡ các ông, từ này về sau, hai người các ông sẽ là thủ hạ của tôi. Đương nhiên. Là thủ hạ chứ không phải là người hầu. Chúng ta còn có thể trở thành bạn nè có phải không? Diệp Phàm nói. Ha ha, thủ hạ và người hầu cũng không có gì khác nhau cả. Lệ Vô Nhai cười nói. Đương nhiên là khác nhau chứ, nói trắng ra với hai ông là. Nếu như có gặp phải chuyện, ví dụ như là tôi gặp gỡ một cao thủ lợi hại hơn. Lúc đó các ông giúp đỡ tôi giải quyết tội phạm đó. Đương nhiên, đi hay ở là quyền của các ông. Có muốn hay không tôi không bắt buộc, hơn nữa, cho dù là các ông muốn tiếp tục ở lại nơi này, tôi cũng sẽ thường xuyên phái người mang thực phẩm đến cho các ông. Xem như Diệp Phàm tôi làm từ thiện đi, Diệp Phàm tôi tuyệt đối không có ý hại các ông. Diệp Phàm nói, vậy cậu cứ đi ra ngoài trước đi, để chúng tôi thương lượng đã. Lệ Vô Nhai nói, Diệp Phàm mang theo huyết cương đi ra ngoài. Ông nói xem hắn bảo chúng ta đi ra ngoài có thể đem chúng ta ra làm vật thí nghiệm hay là muốn tiến hành một âm mưu gì đó hay không. Diệp Phàm vừa mới đi, Hồng Tà đã hỏi. Dòng đời hiểm ác, loại người nào cũng có. Hơn nữa, hắn còn rất trẻ tuổi mà có bản lĩnh như vậy đúng là một thiên tài. Tuy nhiên, lão Hồng Tà, ông nói một chút xem, nếu thực sự hắn là một người độc ác. Nếu chúng ta không đồng ý điều kiện của hắn. Hắn thật sự tốt bụng sẽ thường xuyên đem thực phẩm đến cho chúng ta sao? Lệ Vô Nhai nói. Thực ra, bây giờ căn bản là chúng ta cũng không có lo lắng về điều kiện của hắn. Tôi nghĩ, nếu chúng ta không đồng ý, cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết thôi. Công lực của ông và của tôi không có nửa năm sẽ không thể khôi phục được như lúc trước.
Hiện tại hắn muốn giải quyết dứt điểm chúng ta, sẽ không cần phải tốn công sức. Hồng Tà nói. Cho nên, chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là đáp ứng điều kiện đó của hắn. Chúng ta cứ từ từ theo dõi xem, dù sao cũng đều phải chết mà. Không bằng cứ tin tưởng hắn quay về, chưa biết chừng lại có con đường sống. Lệ Vô Nhai nói. Người thanh niên này thật là không đơn giản, nếu chúng ta đáp ứng điều kiện của hắn. Cũng không có thể khiến cho chúng ta thoát thân một cách dễ dàng. Khẳng định hắn có thủ đoạn để khống chế chúng ta. Hồng Tà nói. Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Lệ Vô Nhai cười khổ nói. Chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của hắn, ôi. Không thể tưởng tượng được Hồng Tà tôi là một cao thủ bị liệt chân, cuối cùng lại có một kết thúc như thế này. Hồng Tà khá là mất tinh thần. Cao thủ, đó cũng chỉ là hư danh thôi. Lệ Vô Nhai cười lạnh nói. Chỉ là hư danh, Lệ Vô Nhai ông cũng không có được tư cách đó. Hồng Tà châm chọc nói. Tôi khinh thường điều đó. Lệ Vô Nhai hừ lạnh nói. Không có tư cách thì không có tư cách, làm gì để trên mặt mình có thiếp vàng. Hồng Tà vểnh mặt lên nói. Nếu năm đó tôi không bị ông tấn công, rồi sau đó nghe lời ông nói. Làm sao phải ở trong này chứ? Tuy nhiên, ông thật sự muốn cho hắn bồng lai thủy thước sao? Đương nhiên là cho thật, ông cũng hiểu được mà. Chỉ có một cây bồng lai thủy thước cũng là vô ích. Mà, ha ha, đã vài chục năm qua rồi. Có lẽ đã bị hủy, có lẽ sớm đã bị người khác nhặt đi hoặc là làm sao đó rồi. Cơ hội để hắn có thể có nó là bằng không. Đương nhiên, nếu thật sự người thanh niên đó đối tốt với chúng ta, tôi thật sự hy vọng hắn có thể gặp được bồng lai thủy thước, cởi bỏ được bí mật đảo cửu diệu. Lệ Vô Nhai nói. Không lâu sau, Diệp Phàm đi vào. Chúng tôi đồng ý. Hồng Tà nói, Diệp Phàm nhìn Lệ Vô Nhai, ông ta cũng gật gật đầu. Chúng ta trước là tiểu nhân sau là quân tử. Diệp Phàm nói. Có phải cậu muốn chúng ta ăn độc dược gì đó không? Hơn nữa lại độc dược này chỉ có cậu mới có thể giải được. Lệ Vô Nhai hỏi. Ha ha, chắc chắn là một trong hai vị tiền bối có một vài độc công, tôi nói có đúng không? Diệp Phàm cười nói. Quả nhiên lợi hại, đúng vậy, tôi đã học được một vài độc công. Nhưng cũng không thành thạo cho lắm, chỉ dọa người bình thường thôi. Hồng Tà cười nói. Chương 3127, Chu gia. Ha ha, cũng may là có anh nên mấy gã độc công mới không dám để các anh phải chết đói. Diệp Phàm cười nói. Ý trời, xem ra vừa rồi các anh đã nhìn thấy quá trình chúng tôi bắt quạ đen rồi. Vì thế mới phát hiện ra nơi chúng tôi ở. Lệ Vô Nhai thở dài. Cứ cho là như thế đi, nhưng mà chính cái cách ma quái của các anh lại đe dọa những công nhân ở mỏ đá, điều này dẫn tới sự nghi ngờ của tôi. Vì vậy, mặc dù không phát hiện ra chuyện các anh bắt giữ quạ đen, chỉ cần cho tôi mấy ngày, dựa vào những điều này tôi có thể phát hiện ra các anh. Diệp Phàm nói. Lại đây, cầm lấy thuốc. Hồng Tà lại rất thật thà, đưa tay ra. Không cần phải thuốc, để tôi kiểm tra kinh lạc của các anh một chút là được. Diệp Phàm cười nói, đưa tay đặt lên tay phải của Hồng Tà, không lâu sau, nội khí độc theo kinh lạc vào trong. Được rồi, có thể thu tay lại rồi. Diệp Phàm cười nói. Không ngờ, chàng thanh niên này, rất nhiều thứ trên người cậu khiến người khác kinh ngạc. Hồng Tà nhìn vào cánh tay mình, vẻ thán phục, nói. Sao vậy, cậu đã hạ độc hết rồi sao? Lệ Vô Nhai khá giật mình. Xong rồi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Cậu cũng đưa tay đây. Lão Lệ, hắn là độc nhân. Hồng Tà cười khổ sở. Độc nhân, lẽ nào là vậy? Lệ Vô Nhai trừng mắt kinh ngạc. Ha ha, không ngờ các cậu lại lo lắng như vậy, tôi chỉ là nói tới độc nhân. Nhưng mà các anh yên tâm đi, nội khí độc mà tôi hạ trên người các cậu, mỗi nắm sẽ giải một lần. Hơn nữa, chỉ muốn giải độc trên người các anh chứ không có trở ngại gì. Đương nhiên, nếu như các anh làm trái với hiệp định vậy thì phải nhận hình phạt thôi. Thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng của các anh nữa. Diệp Phàm nói. Tiếp tục, Diệp Phàm lại hạ độc Lệ Vô Nhai. Loại độc dùng nội khí này trừ phi là người hạ độc, hoặc người có công cảnh cao hơn nhiều so với bản thân, bằng không sẽ rất khó giải. Bởi nội khí là một loại khí vô hình, cậu cũng không thể biết rõ được người hạ độc hạ ở chỗ nào trên người. Trong xương, đầu, da, cơ, trong nội tạng, lông, đều có thể trở thành nơi tích tụ độc khí. Hai vị, hiện tại hai vị có thể mang cho ta bồng lai nhất thủy thước rồi. Diệp Phàm nói. Vậy anh phải hỏi Lão Lệ. Cái gậy đó của tôi đã bị mất khi đánh nhau rồi.
Hồng Tà nói. Bồng Lai Nhất Thủy Thước cũng không ở bên ta, nhưng mà năm đó tôi gửi lại người bạn của tôi là Chu Chân Chân. Cô ta ở trong hồ Vạn Đảo trên đảo Vạn Khâu. Tôi đưa anh tín vật này, cô ấy nhìn thấy sẽ đưa đồ cho anh. Lệ Vô Nhai nói xong liền gỡ trên cổ xuống một miếng ngọc, đó là một miếng ngọc bội nhỏ hình hoa sen, ngón tay thô to. Gia công hết sức tinh xảo. Người thanh niên, nhìn thấy vẻ ngoài của miếng ngọc bội này hết sức bình thường, nhưng mà nếu anh biết cách sử dụng của Lệ Vô Nhai, thì thứ đồ vật này sẽ phát huy ra thư công lực đáng sợ. Kỳ thực thì đáng sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất trong tay Lệ Vô Nhai là đèn quỷ liên. Mà, đèn quỷ liên, này có một đôi, cái gậy này của Lệ Vô Nhai có nhô ra một chút thì cũng coi như hùng liên. Cây còn lại chính là nằm trong tay Chu Chân Chân. Hai binh khí này sau khi kết hợp lại với nhau thì uy lực sẽ vô cùng lớn. Đương nhiên, nếu có thể hợp làm một thì Chu Chân Chân mới tin anh. Hồng Tà cười có chút kỳ quái. Lệ Tiền Bối và Chu Chân Chân xem ra cũng là bạn tốt của nhau đi. Diệp Phàm vừa quan sát vừa cười nói. Đây chính là một đôi, chẳng qua vẫn chưa tổ chức yến tiệc. Lúc đó tôi và nàng ta nhất định sẽ đối đầu nhau, đánh từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, cuối cùng lại không thể quay trở lại đây. Nhưng mà, thiếu nữ xinh đẹp ngày xưa hiện cũng đã bạc tóc ra đồi mồi rồi. Năm tháng không buông tha người nào. Hồng Tà thở dài. Như vậy cũng không hẳn. Khi đó, Chân Chân nhỏ hơn tôi 20 tuổi, hiện giờ tôi đã khoảng 50. Nếu như tu luyện tốt thì dung nhan cũng rất đẹp. Lệ Vô Nhai có vẻ cứng rắn, nói. 50 tuổi cũng là già rồi. Hồng Tà cãi lại. Tiền bối, ông có thể biểu diễn cái trạng thái tấn công của đèn quỷ liên một chút không? Diệp Phàm nói. Được rồi, ta có giữ lại cũng không có tác dụng gì, tặng cho ngươi luôn. Lệ Vô Nhai thở dài, sau khi nhận lấy đèn quỷ liên liền dùng lực luôn. Không lâu, chỉ đầu thô của đèn quỷ liên bỗng dưng sáng lên, không lâu, rõ ràng là lớn tới một bàn tay. Sự thật là ở trong hoa sen có đặt một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn mê ly, cảm giác có chút huyền ảo. Người thanh niên, cậu phát hiện ra cái gì sao? Hồng Tà cười hỏi. Cái đèn này giống như có công hiệu ý đồ mê lực người. Ánh sáng đó phát ra có chút kỳ quái. Không cẩn thận là không nhìn thấy, lẽ nào nó lại có công lực như vậy? Diệp Phàm nói. Đương nhiên không chỉ như vậy, xem. Lệ Vô Nhai động tay, đèn quỷ liên xoay tròn tới chỗ bức tường cứng, chợt đánh két vài tiếng, trên vách hang bị xoay tròn mở ra một tảng đá hơn 2 mét, sâu khoảng gần mét. Thấy sao, lợi hại không? Hồng Tà cười. Đương nhiên là lợi hại rồi, nếu như xoay tròn quanh người thì lập tức ngũ mã phanh thây. Hơn nữa, nếu kéo bè lũ đánh nhau thì đoán chừng trong lúc xoay chuyển thì sẽ giống như máy thu gặt. Chỉ có điều thứ mà nó thu gặt là mạng người. Diệp Phàm nói, đây là cách sử dụng, giao cho anh rồi, anh hãy chăm chỉ luyện đi. Nếu Chân Chân muốn đưa cho anh, quỷ liên đăng, để hợp lại làm một, vậy thì uy lực sẽ tăng lên 10 lần. Công lực mà đủ, cự ly xa mấy trăm mét cũng có thể cướp lấy sinh mạng người dễ dàng giống như lấy đồ trong túi. Bởi đèn quỷ liên này lấy từ hải u liên sinh sống dưới đáy biển sâu mấy trăm mét, trải qua khâu tạo hình mấy chục năm, mài mấy trăm bộ cửa khẩu mới chế tác thành. Thực không dễ dàng, đèn quỷ liên của tôi là do sư môn chúng tôi hàng nghìn năm trước đã chế tác ra. Ngay một mình tôi cũng không thể chế tác được. Lệ Vô Nhai nói về sở trường binh khí của mình rất đắc ý. Đa tạ. Diệp Phàm đưa hai tay ôm quyền, nhưng mà quay đầu lại nhìn Hồng Tà. Ha ha ha, Hồng Lão Tà, vừa rồi cậu mới xuất ra đèn quỷ liên của tôi, bây giờ không phải là tới lân, nhất tiêu hồng của anh rồi sao? Lệ Vô Nhai cười trên sự đau khổ của người khác. Nhất tiêu hồng. Diệp Phàm nhắc tới một câu, ánh mắt đỏ rực như đốt lửa nhìn Hồng Tà. Dù sao thì binh khí này có thể không ít, càng nhiều càng tốt. Cậu lại muốn tự mình để người khác nắm lấy Nhất Thủy Thước để bắt buộc chỉ thị ra đèn quỷ liên, nhưng mà cậu vẫn phải chỉ thị ra, Nhất Thiêu Hồng của tôi, thật là thiêu. Hồng Tà bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hướng cổ tay đang động đậy, thứ đồ giống như một sợi chỉ đỏ, hai sợi len thô. Nhất Thiêu Hồng chính là sợi len đan. Diệp Phàm nói, thực tại không thể nghĩ đến nó còn có cái công lực gì. Hừ, Hồng Tà làm ra vẻ bị khinh thường, y rất tức giận. Vung sợi chỉ đỏ lên vách tường, một đường sợi chỉ hồng xẹt qua. Vật kia hướng vào vách đá, sau đó trong nháy mắt lại trở lại. Nhưng mà khi quay lại để lại một vệt nham thạch dài tới 300-400 mét. Nhất tiêu hồng cứng ngang kim cương, nhưng mềm mại giống sợi len, tùy theo tâm ý của cậu dùng nội khí trong tay.
Nó có thể tiến hành công kích gấp khúc, cũng có thể thành vòng tròn. Hồng Tà vừa biểu diễn vừa giảng giải. Về sau ném về hướng Diệp Phàm, thứ đồ đó liền dính ngay trên cổ tay trái Diệp Phàm, giống một chiếc vòng tay hồng ngọc chế thành. Diệp Phàm ở trong động luyện tập nửa ngày, cảm thấy được có thể chạm đến môn đạo mới ngừng lại được. Tiền bối, ta sẽ cử người mang tới đây Bách Niên Lão Sơn tham vương. Vẫn còn một chút quần áo, thực phẩm nữa. Sau khi các anh khôi phục lại công lực, hy vọng các anh có thể tự mình cố gắng, dùng nham thạch trong hang này tạc nên một hang đá, bởi nó là chỗ sinh sống của các cậu. Vậy nên hãy cố gắng hết sức, các anh sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Diệp Phàm nói, nhìn Hồng Tà một cái, nói. Tiền bối đúng là một trong tam tà trong số 11 tuyệt thế cao thủ nhất kỳ, nhị chính, tam tà, tứ sát. Không đơn giản, anh cũng từng nghe qua chuyện của chúng tôi rồi chứ. Hồng Tà có vẻ hơi đắc ý, còn liếc nhìn Lệ Vô Nhai một cái. Ha ha! Diệp Phàm cười. Đúng vậy, ta chính là Hồng Tà của tam tà đây. Hồng Tà cười nói. Tôi còn từng nhìn thấy cổ tà, hơn nữa tôi cũng đã được gặp một trong 10 đại cao thủ của thế giới là tiền bối Phi Linh Đang Tuyết Nha Nha. Diệp Phàm cười nói. Không sai không sai, người thanh niên có kinh nghiệm thật bất phàm. Lệ Vô Nhai cười nói. Các ông vừa rồi hẳn là đã trông thấy con rơi của tôi, mọi người có cảm giác gì? Hơn nữa, vãn bối rất hiếu kỳ việc mọi người nhìn thấy nó thế nào, bởi tôi dùng phép ẩn giấu. Người bình thường sẽ không nhìn thấy nó. Diệp Phàm hỏi. Đợi tới khi cậu có thể đạt tới cảnh giới này của chúng tôi thì cậu sẽ tự nhiên cảm giác thấy. Bởi công lực của cậu thấp hơn nhiều so với chúng tôi. Một khi cậu có thể đạt tới trình độ này của chúng tôi, thì nội khí con rơi của cậu chúng tôi sẽ không phát hiện ra. Chủ yếu là do công lực quyết định tất cả. Càng những người có công lực cao thì khả năng cảm giác đối với sự vật càng lớn, càng có thể phát hiện những chỗ rất nhỏ mà người bình thường không có khả năng. Cái này có vẻ giống như mở rộng tầm mắt về tất cả những gì nói trong các cuốn tiểu thuyết thần thoại. Kỳ thực là không tồn tại con mắt này, chẳng qua là cùng một loại cảm giác thôi. Nhưng loại cảm giác này lại có thể cho cậu nhìn thấy tận mắt. Hồng Tà nói. Hai vị tiền bối có phát hiện ra điều kỳ lạ trên con rơi của tôi không? Diệp Phàm mỉm cười lại ép con rơi bay ra, trong nháy mắt trướng to tới chỗ lòng bàn tay lớn nhỏ. Quái lạ, con rơi này của anh có lẽ nào rất giống nha, Hồng Lão Tà, anh nói xem. Lệ Vô Nhai đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai đồng tử trừng lên, nhìn Hồng Tà. Rất là giống, nhưng mà, lại có chút không giống. Hồng Tà sờ dưới đầu, nhìn Diệp Phàm, hỏi. Người thanh niên, lẽ nào cậu là vị truyền nhân đó? Ha ha ha, ông ấy là sư phụ của tôi, nghe nói cũng là một trong những 11 người các ông. Nhưng mà, đến giờ ông ấy vẫn thật thần bí, rốt cuộc là vị nào tôi vẫn không rõ. Diệp Phàm cười, một lần nữa chỉ thị con rơi vì muốn cảnh cáo hai người rằng sư phụ ta là Nam Lăng Hậu. Ha ha, điều này chỉ có thể chờ cậu tự mình đi hỏi. Chúng tôi cũng không lý giải được. Xem ra cả thiên hạ cũng không mấy người biết được căn nguyên đích xác về ông ta. Nếu nói về công lực, chúng ta không phải đối thủ của ông ấy. Diệp Phàm có chút kinh hãi trong lòng, giống như Hồng Tà chưa chịu thua ai bao giờ. Mặc dù là tôn sùng sư phụ như vậy, nhưng xem ra, danh tiếng của sư phụ này dễ bị bịa đặt bên ngoài lắm. Diệp Phàm cáo từ. Chẳng lẽ hắn thật sự là truyền nhân đó? Hồng Tà nói thầm. Có khả năng, nhưng mà... Con rơi hắn chỉ thị và dấu hiệu của rơi vương có chút không giống nhau. Cậu nói xem, tại sao hắn phải chỉ thị thứ này? Lệ Vô Nhai nói. Chương 3128, muốn lấy mạng của ông đây. Cảnh cáo là chúng tôi không muốn đùa giỡn đâu đấy. Hồng Tà nói. Nhưng cũng có thể hắn giả mạo, muốn mượn uy danh của bức vương khiến chúng ta sợ hãi. Chỉ là, người này trẻ tuổi như thế này mà đã đạt đến cấp bán tiên thiên. Hơn nữa so với người cấp bán tiên thiên còn mạnh lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh người này còn có máu cứng rất kỳ lạ, thân thế của người này cũng rất cao. Tôi thấy, không chắc là chúng ta có gặp đúng quý nhân hay không. Ừ, người này cũng thật thần bí, nhưng cũng rất thú vị. Lệ Vô Nhai gật gật đầu. Diệp Phàm nói việc này với Sa Thiên, sau đó đi thẳng đến Hồ Ngàn Đảo. Hồ Ngàn Đảo. Là hồ đầu tiên nước chúng tôi kiến tạo vào năm 1959, thiết bị tự chế của nhà máy thủy điện lớn trạm phát điện sông Tân Anh Giang và hồ nước nhân tạo do đập nước tạo thành, là nguồn nước cấp quốc gia. Tổng diện tích xung quanh hồ Thiên Đảo lên tới 982 km²,
còn diện tích hồ là 573 km2, vì bên trong hồ có 1078 đảo nhỏ mọc chi chít nên mới được gọi tên như vậy. Mà đảo Vạn Khâu cũng nằm trong hồ Thiên Đảo, hơn nữa còn là khu vực thượng nguồn trong hồ Thiên Đảo, phía trên còn có một thị trấn. Nhà của Chu Chân Chân ở Chu Viên, nghe nói có 1000 năm lịch sử rồi. Chu gia coi như là một gia tộc lâu đời trên đảo Vạn Khâu. Hơn nữa, thế lực rất lớn, người trong bộ tộc cũng khá nhiều, người trong thị trấn hầu như là người họ Chu. Mao Ni người này có chút thủ đoạn, nội trong một ngày có thể hiểu rõ tình hình Chu gia. Diệp Phàm thuê căn hộ tốt nhất của thị trấn. Chu Chân Chân còn sống thật hay không? Diệp Phàm vừa uống trà vừa hỏi. Còn sống, sống rất tốt. Hơn nữa, tôi đã gặp qua cô ta một lần trên đường rồi, cũng không già lắm, người 50 tuổi mà nhìn chẳng khác gì người 30 tuổi. Hơn nữa, dáng vẻ cũng không tệ. Mao Ni nói. Kết hôn chưa? Diệp Phàm hỏi. Kết hôn rồi, con cháu đã đầy nhà rồi. Nghe nói còn cưới một thương nhân rất giàu, tên là Trần Vũ Minh, trong nhà có rất nhiều tiền. Mao Ni nói. Hai, Lệ Vô Nhai mất tích lâu như vậy, cũng không thể để cho cô ta tái hôn lại được. Diệp Phàm thở dài. Chúng ta trực tiếp gõ hay là lén lút đi vào? Mao Ni hỏi, bộ dạng người thực sự rất hưng phấn. Ha ha, có thể quang minh chính đại đi vào hà tất phải lén lút đi vào. Diệp Phàm cười nói. 4 giờ chiều chúng ta qua đó, tôi đi nghỉ ngơi một chút. Đúng 4 giờ. Diệp Phàm đã đứng trước cửa nhà Chu gia rồi, ngôi nhà cũ của Chu gia cách thị trấn 3 mét đường, kỳ thật giống như nông thôn vậy. Kiến thiết một mảnh ruộng vườn ở ngay giữa, tháng 9, hạt thóc đã sắp chín rồi. Trông rất đẹp mắt, phong cảnh mê người. Trước cửa có hai con sư tử đá. Trong đó có một con thiếu một tai, trên mặt sư tử đá đầy tang thương, đoán chừng mùa màng cũng không được tốt cho lắm. Mao Ni biết điều gõ cửa trước. Két, cửa mở, một người trung niên bước đến, hỏi. Các anh có chuyện gì? Tôi là Diệp Phàm, tôi tìm Chu Chân Chân có việc cần bàn bạc. Diệp Phàm nói. Chờ một chút, cánh cửa lại đóng lại. Không lâu sau cánh cửa lại mở ra, người trung niên có ý bảo Diệp Phàm đi vào. Diệp Phàm và Mao Ni đi vào vườn của Chu gia, phát hiện diện tích bên trong khá rộng. Trồng rất nhiều hoa và cây, mà viên ngói xanh đã mọc đầy rêu rồi, còn trồng cả thực vật bậc thấp nữa. Trong sảnh đường có mấy cái ghế bành, có mấy người ngồi đó. Mà ngồi ở ghế chủ tọa là phu nhân, diện mạo đúng là rất xinh, hơn nữa, theo như Mao Ni nói cũng không giả lắm. Anh chính là Diệp tiên sinh. Phu nhân cũng không đứng lên, trực tiếp ngồi ghế hỏi. Hơn nữa ý bảo Diệp Phàm ngồi ở ghế bên hông dành cho khác. Xem ra, người phụ nữ này rất bá đạo. Đúng vậy. Diệp Phàm gật gật đầu. Diệp tiên sinh tìm tôi là nói chuyện làm ăn sao. Nhưng ông Trần nhà tôi không có nhà, muốn tìm thì tìm ông ấy là được rồi. Chu Chân Chân nói. Tiền bối, tôi muốn nói chuyện với một mình bà. Diệp Phàm liếc mắt nhìn vài người của Chu gia một cái. Được, các người ra ngoài đi. Chu Chân Chân gật đầu. Mao Ni cũng lui ra vườn. Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Chu Chân Chân rất bình tĩnh. Tiền bối biết cái này chứ? Diệp Phàm lấy đèn liên đăng ra, Chu Chân Chân mặc dù rất bình tĩnh, nhưng vẫn không che được ngụ ý bên trong, cả người sửng sốt một chút. Xoay người gật gật đầu. Sao anh lại có cái này? Là Lệ tiền bối bảo tôi mang theo tín vật này đến lấy về cho ông ấy vật mà trước đây ông ấy gửi. Diệp Phàm nói. Ông ta ở đâu? Biểu cảm của Chu Chân Chân có chút phức tạp. Đi xa nhà rồi. Diệp Phàm đáp. Anh chờ tôi. Chu Chân Chân đi ra ngoài, không lâu sau cầm một cái hộp đưa cho Diệp Phàm nói. Mấy chục năm rồi, anh đi đi. Ở chỗ tôi thật sự không tiện, cuối cùng hôm nay cũng hết lo lắng. Diệp Phàm mở ra nhìn nhìn, thấy đúng là một cái thước bồng lai, liền gật đầu cáo từ, cùng Mao Ni đi. Nhưng, trong lòng Diệp Phàm thực sự bội phục Chu Chân Chân. Nhưng... cũng không lấy cớ hỏi Chu Chân Chân về đèn Quỷ Liên, Diệp Phàm vẫn khá tiếc nuối. Cảnh sắc nơi này rất đẹp, chúng ta đi xem một chút. Diệp Phàm cười nói, đi quanh đảo cùng Mao Ni, đi bộ được nửa giờ thì đến một gốc cây sum suê. Có rồi. Diệp Phàm kéo Mao Ni chợt lóe lên, ném ba phi tiêu màu đen và ghé sát tai vào nhưng không chui hết cả người vào cái cây cổ thụ này. Mẹ kiếp, muốn lấy mạng của ông nội nhà mày sao? Đi ra, con quỷ nhỏ. Mao Ni vừa nhìn thấy, nhất thời mắng một câu, lấy cây đao lại. Đồng thời có một người mặc đồ màu đen nhảy ra,
tất cả đều cầm côn ra đón tiếp hai người Diệp Phàm, hơn nữa không nói một lời nào. Diệp Phàm sau khi tung một cước, vang một tiếng, ném phi đao vào người mặc đồ đen và đá bay ra xa mấy chục mét, trên đùi có một mảng màu hồng, chắc chắn bị chặt đứt rồi. Tiếp theo, Diệp Phàm và Mao Ni hai người hét lên gây sức ép. Không đến 3 phút 8 người mặc đồ đen bị hạ gục. Bang! Một tiếng nặng nề vang lên, Diệp Phàm nhanh chóng kéo Mao Ni nằm phủ phục xuống đất. Đôi mắt chim ưng nhìn theo viên đạn, cảm thấy hai người mặc áo đen nấp ở một chỗ không xa. Cảm giác của Diệp Phàm rất nhanh nhạy, đèn quỷ liên bay ra. Cái này sáng bừng trong không trung, hai người cầm súng ngắm bắn nhất thời có chút hôn mê rồi. Bang rồi, hai tên này bắn đèn quỷ liên thành sắt vụn rồi. Hai người này kịp phản ứng liền nghĩ chạy trốn. Để các người chạy thoát tôi có còn là Diệp Phàm không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ôm chúng, hai tên này bị giữ lại. Hung hăng kêu một tiếng ở dưới đất, hai tên này đau đến nỗi kêu mẹ lên thảm thiết. Diệp Phàm thả người đứng lên, tìm xung quanh phạm vi 500 mét, chính xác không phát hiện có người nào nấp rồi mới đến chỗ cũ. Mao Ni đã sớm đá những người này một cách dã man rồi, bọn những này bị đá kêu đau. Nói, ai sai các người tới? Sắc mặt Diệp Phàm lạnh như băng. Nhưng, miệng của bọn người này giống như sắt, nhất quyết không mở miệng. Diệp Phàm tức rồi, hắn bắt đầu sử dụng hết gân cốt cánh tay. Không lâu sau đó, cuối cùng hai người này cũng không chịu được đau đớn, kêu lên. Là Quản Gia Lâm. Quản Gia Lâm là ai? Diệp Phàm ép hỏi. Quản Gia Lâm tên là Lâm Vu, là quản gia của Chu gia. Một người mặc áo đen nói. Các người là người như thế nào với Chu gia? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi đều là người bảo vệ công ty của Chu gia. Chu gia có người biết võ công, từ nhỏ Chu gia đã dạy dỗ chúng tôi. Luyện công mười mấy năm, sau này khi lớn lên trở thành người bảo vệ của Chu gia. Vừa rồi nhận được mệnh lệnh của Quản Gia Lâm, bảo chúng tôi mai phục đánh cho các anh tàn phế. Nếu như các anh là cao thủ thì nổ súng giết các anh. Người mặc áo đen nói. Mao Ni, đi lấy xe vận tải đến đây. Giả bộ quay về Chu gia uống trà. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Không lâu sau, Mao Ni mang một chiếc nhỏ 4 chỗ đến, người này lái xe giống như phi cơ vậy. Bỏ người mặc áo đen vào trong bao tải đựng vào cốp xe. Chiếc xe lặng lẽ đứng trước cửa cách Chu gia mấy chục mét. Sau đó Diệp Phàm tìm chỗ hẻo lánh nhảy vào nhà của Chu gia. Bang bang bang. 10 người áo đen bị Diệp Phàm ném vào khuôn viên Chu gia như những bao tải bình thường vậy. Các anh làm gì đấy? Một người trung niên có cái mũi kêu lên, nhất thời, xung quanh đã có mười mấy tên chạy đến. Gọi Chu Chân Chân ra đây, ngay lập tức. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Anh coi như là một sợi tóc, còn muốn gặp phu nhân của chúng tôi. Người trung niên có chiếc mũi cao kêu lên, nhưng, ngay lập tức một tiếng bang giòn tan vang lên, hai chiếc răng cửa của người trung niên này bay ra ngoài, cả người bị bay ra đám cỏ cách đấy mấy mét, mông còn in rõ nét dưới đất. Tôi cho các anh 3 phút, nếu tôi không nhìn thấy Chu Chân Chân, tôi sẽ đưa những người nảy cục công an. Diệp Phàm chỉ vào 10 người trong bao tải to này, 10 người đều động đậy, còn nói những lời ngây ngô nữa. Gọi hắn vào. Tiếng của Chu Chân Chân đột nhiên vang lên từ trong đại sảnh. Diệp Phàm nhanh bước vào, bên này giao cho Mao Ni. Bởi vì, Diệp Phàm thấy, công lực thuộc hạ của Chu Chân Chân không cao cho lắm. Thân thủ của những người bảo vệ này cũng chỉ cấp 2 thôi, trong đó có 3 người thân thủ còn được, đạt tới cấp Kim Ngưu. Mao Ni có thể thu phục tất cả những người này. Lại đi vào đại sảnh một lần nữa, Diệp Phàm thấy, Chu Chân Chân thật sự đứng một mình ở trong đại sảnh. Mau nói ra điều kiện đi, anh cần bao nhiêu tiền mới làm hòa việc này đây? Chu Chân Chân hừ lạnh nói. Tôi không biết vì sao cô lại làm như thế, tôi nghe nói cô và Lệ Tiền Bối lúc trước yêu nhau. Chẳng qua vì tạo hóa trêu người nên hai người mới không kết hôn được có phải không? Diệp Phàm hỏi. Tôi không muốn để cho anh phá hoại gia đình tôi, là một người phụ nữ, tôi đã 50 tuổi rồi, tôi còn mong cái gì nữa, con cháu đầy nhà, cả nhà mạnh khỏe chính là điều tôi mong muốn. Chuyện cũ thì cho qua đi, cái thời khi tôi còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Tôi không muốn vì tuổi trẻ mà phải trả giá một lần nữa. Chu Chân Chân nói. Tôi đều hiểu những lời nói này của bà, nhưng... Bà cũng không thể vì thế mà giết người. Bà có thể trực tiếp nói rõ cho tôi là được, mà Lệ Tiền Bối cũng không phải là người đánh đập người đến chết. Nếu ông ấy thật sự muốn tiếp tục mối nhân duyên này, ông ấy đã sớm đến đây rồi. Đoán chừng cũng nghĩ như thế này,
cho nên, không muốn gặp bà. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Có một số việc, tôi sợ chuyện càng ngày càng không rõ ràng. Chu Chân Chân nói. Giết người có thể rõ ràng rồi. Thật nực cười, chẳng lẽ cục công an của quốc gia để trang trí hay sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Lúc đầu tôi không muốn giết người, nhưng, hai người các anh quá lợi hại, đây chính là nước cờ cuối cùng. Chu Chân Chân nói. Chương 3129, cưới chồng rồi cũng như không. Lời nói dối của ngươi nói ra cũng chẳng ai tin. Diệp Phàm hừ nói. Tin hay không tùy cậu, điều kiện cậu đưa ra đơn giản là muốn tiền, tôi có thể đưa cho cậu một khoản tiền lớn, tuy nhiên, yêu cầu duy nhất từ nay về sau không được đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Chu Chân Chân nói. Bà cho rằng tiền thực sự là vạn năng phải không? Buồn cười, Diệp Phàm tôi không thiếu chút tiền đó đâu, không phải bà dự tính nuốt luôn bồng lai nhất thủy xích, khi anh biết được bí mật trong đó rồi thì không nói cho tôi biết, người tình của Lệ Vô Nhai không biết võ công hả? Diệp Phàm cười nhạt. Tôi biết võ công, nhưng thân thủ không cao, thậm chí cái gì mà bồng lai nhất thủy xích cậu nói tôi cũng không biết nhiều. Về bí mật của nó, năm đó Vô Nhai cũng nói với tôi không được nói. Năm đó Chu Chân Chân tôi chính là cao thủ trong giới võ thuật, cũng không có mấy người dám nói đi tìm hiểu bí mật này. Nói về phần tôi, căn bản không có ý nghĩ đó. Mặt Chu Chân Chân nghiêm nghị, dường như không giống như đang nói dối, nhưng vẫn khiến cho Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Thế vì sao bà phải làm như vậy? Tôi không tin là bà sợ Lệ tiền bối sẽ phá vỡ gia đình hiện tại của bà. Mục đích chủ yếu của bà chính là muốn đoạt bồng lai nhất xích về. Nếu nó không có tác dụng đối với bà thì vì sao bà mạo hiểm giết người để đoạt về? Thực ra ta không hiểu, rốt cuộc bà vì cái gì? Nếu hôm nay bà không thể nói rõ ràng thì ta đành phải giao tất cả lại cho cơ quan công an. Bà đừng có nói với tôi là có người đứng đằng sau các người, có tiền, không sợ cảnh sát, hoàn toàn có thể thỏa hiệp chuyện này. Nhưng Diệp Phàm tôi dám làm, chính là có thực lực để lật đổ Chu gia các người. Diệp Phàm nói, cậu có thực lực thì đem ra xem. Nếu như cậu có đem chuyện này giao cho công an thì nhiều lắm là quản gia và 10 bảo vệ của nhà ta có thể bị vào tù. Có liên quan gì đến Chu gia chúng ta, lại càng không có liên quan gì đến Chu Chân Chân ta, việc đó chỉ là do tự bọn họ hành động mà thôi. Chu Chân Chân vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, còn cầm chén trà lên uống. Hãy xem cái này bà sẽ hiểu được ta có thực lực hay không. Diệp Phàm đưa giấy chứng nhận ra, Chu Chân Chân lật ra xem, quả nhiên biến sắc lúc lâu sau mới hé miệng. Sốt của cậu muốn gì? Chu Chân Chân hỏi, ném giấy chứng nhận lại cho Diệp Phàm. Thứ nhất là vì sao bà lại làm như thế, thứ hai là giao quỷ liên đăng cho tôi. Còn một điều nữa là ta muốn dẫn hai người trong đám bảo vệ đi, về tiền ta không tiếc. Hơn nữa, bà yên tâm, việc này chúng ta giải quyết riêng, tôi sẽ không báo công an. Diệp Phàm nói. Ai? Chu Chân Chân nghĩ thật lâu sau mới thở một hơi rất dài, nhìn Diệp Phàm nói. Vô Nhai anh ta bây giờ thế nào rồi? Bà nói trước cho ta tại sao thì ta sẽ nói cho bà biết tình hình của hắn. Diệp Phàm nói. Mong ước của Vô Nhai khi đó là muốn giải được tất cả bí mật của bồng lai nhất xích. Vì thế anh ta đã rơi vào mê muội, vì khi đó hắn ta sử dụng quỷ liên đăng rất giỏi nên người ta gọi là Tuyết Liên Tú Tài. Hắn là một người nho nhã rất có tài văn vẻ, nếu sinh sớm hơn mấy chục năm thì tiến sĩ thì chắc chắn không vấn đề gì. Khi đó tôi đã khuyên hắn rất nhiều nhưng cũng vô hiệu, không ngờ hắn vừa đi đã được mấy chục năm rồi, tôi từ một thiếu nữ thuần khiết trải qua năm tháng đã trở thành một lão thái bà. Bây giờ hắn đã 70-80 tuổi rồi, nếu tâm trí không thay đổi thì ngươi đem bồng lai nhất thủy xích này đi thì nhất định hắn sẽ tiếp tục đi tìm kiếm truyền thuyết mơ hồ về bồng lai cửu diệu đảo. Mặc dù có tìm được thì có thể làm được gì chứ, rất có khả năng có người lợi hại như cửu chỉ đạo trưởng đã bỏ đi từ mấy chục năm trước. Ngay cả võ vương hậu nhân trước kia cũng không làm gì được lão ta. Thân thủ của Vô Nhai hoàn toàn không thể có khả năng giải được bí mật này. Chu Chân Chân nói, nước mắt chảy xuống bên má. Bà lo ông ta sẽ mất mạng. Diệp Phàm hỏi. Sống dù sao cũng tốt hơn chết, tuy lão đã già rồi, tuy không thể gặp nhưng ít nhất trong lòng ta cũng vẫn còn lưu giữ hình ảnh. Chu Chân Chân nói. Lão sẽ không tiếp tục đi tìm kiếm nữa đâu. Diệp Phàm thở dài. Cũng có chút cảm động đối với người phụ nữ này, dường như cũng là rất si tình nên dù bây giờ đang ở tình huống như thế này vẫn còn không thể quên được Lệ Vô Nhai. Tại sao? Không thể nào. Chu Chân Chân lắc đầu nói. Bản tính của lão tôi hiểu rất rõ.
Việc đã quyết định thì không thể thay đổi, chỉ cần lão còn sống, tuyệt đối sẽ tiếp tục giấc mơ còn dang dở. Năm đó lão có thể bỏ mặc ta chính là một minh chứng, nhớ khi đó, lão vì ta mà giết hơn chục tên đạo tặc. Nhưng vì Bồng Lai Nhất Thủy Xích, lão cũng có thể nhẫn tâm bỏ mặc ta, ôi, đây đều là số mệnh. Bây giờ ông ta chắc chắn là không thể nào tiếp tục đi tìm kiếm được nữa. Diệp Phàm lắc đầu. Nếu cậu không nói cho ta biết tình hình thực tế thì ta nguyện để Chu gia bị hủy hoại trong tay cậu, còn về nơi cất giấu Quỷ Liên Đăng chỉ có mình ta biết. Chu Chân Chân lại cứng rắn. Bây giờ ông ta đã tàn phế. Diệp Phàm đành phải nói ra sự thật. Vô Nhai, Vô Nhai, việc gì ông phải? Chu Chân Chân kích động, hai vai rung lên bật khóc. Đây là Quỷ Liên Đăng, trả cho cậu cần người bảo vệ nào thì tự chọn, nếu cậu cần tiền ta lập tức có thể đưa cho cậu không quá 2 triệu. Điều kiện duy nhất chính là xin ngươi hãy dẫn ta đi gặp Vô Nhai. Chu Chân Chân lau nước mắt đứng dậy. Diệp Phàm đón lấy Quỷ Liên Đăng, thử rồi phát hiện là đồ thật. Bây giờ bộ dạng ông ta như thế, bà gặp ông ta để làm gì, hơn nữa, bà có gia đình của bà, ông ta có sự khó khăn của ông ta hà tất gì phải gặp, không nói gặp càng thêm thương tâm mà còn khiến cho gia đình bà rạn nứt. Diệp Phàm khuyên, nói thật với cậu nhé, tuy ta đã được gả cho Trần Vũ Minh, nhưng kỳ thực cũng như chưa gả. Chu Chân Chân nói, lời nói này thật là mâu thuẫn, gả rồi làm sao lại nói là chưa gả, hơn nữa, bây giờ bà đang có con cháu đầy nhà. Diệp Phàm hỏi, chính xác là như thế, tuy nhiên, ta cần phải nói cho ngươi biết là ta có mấy đứa con, nhưng chỉ có đứa lớn Chu Vô Xuân và đứa thứ hai Chu Nhai là con đẻ của ta, hai đứa nó là sinh đôi. Hơn nữa hai đứa nó đều là con đẻ của Vô Nhai. Năm đó khi Vô Nhai đi thì ta đã mang thai. Tuy nhiên, cậu cũng biết đấy, một người con gái chưa kết hôn mà có con, người đời sẽ chửi rủa ta. Mà khi đó Trần Vũ Minh cứ theo đuổi ta, ta không thể nào lấy ông ta, tuy nhiên vì con, ta đã lấy ông ta. Có điều kiện là kết hôn giả, sau khi kết hôn giả ta không can thiệp vào cuộc sống của Trần Vũ Minh, ông ấy cũng sẽ ngầm đi tìm một người thích hợp để cùng sinh sống, dù có sinh con thì ta cũng không được có ý kiến gì. Sự si tình của Trần Vũ Minh đối với ta là chắc chắn, dù chỉ là một danh phận nhưng ông ta cũng đồng ý, vì thế từ sau khi kết hôn bọn ta cũng chưa từng ở chung với nhau. Đương nhiên, những năm qua Chu gia chúng ta cũng đưa cho ông ta tất cả những thứ ông ta muốn. Chu Chân Chân nói, việc này, ôi, thật thế sao? Diệp Phàm rất cảm động. Nếu như Lệ tiền bối suốt đời không quay lại chẳng nhẽ bà cũng cứ ở thế suốt đời. Ta tin rằng ông ấy sẽ trở về gặp ta. Dù chỉ còn một hơi thở, nếu ông ấy thực sự đã chết thì ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, mấy năm nay hoài niệm đã giúp ta sống nếu không có lẽ ta cũng đã chết sớm rồi. Chu Chân Chân nói rất chân tình. Thế thì bà thu xếp một chút chúng ta sẽ lập tức đi vì tôi không có nhiều thời gian đâu, đúng rồi, tốt nhất là dẫn theo cả Chu Vô Xuân và Chu Nhai cùng đi gặp để Lệ tiền bối được vui và cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi phải nhắc trước bà một chút, nhìn ông ấy bây giờ rất thê thảm. Diệp Phàm nói, chỉ cần ông ta còn sống thì chẳng sao hết, hơn nữa, ta quyết định từ giờ về sau sẽ chăm sóc ông ta suốt đời cho đến khi ông ấy ra đi. Hơn nữa ta sẽ bảo người sắp xếp, giải quyết vấn đề hôn ước với Trần Vũ Minh. Chu Chân Chân nói, bởi vì vẫn chưa làm xong bồn đá đựng lục tinh thủy mà Chu Chân Chân lại vội vàng, Diệp Phàm đành phải dẫn bà ta đi núi Thai Lịch. Tuy nhiên, Sa Thiên đã đến trước rồi. Hơn nữa cũng đã mua những vật dụng sinh hoạt mang đến và đã chải tóc cho Vô Nhai, song nhìn lại phong thái vẫn rất nho nhã. Tuy nhiên, khi Lệ Vô Nhai ngẩng đầu lên nhìn thấy phía sau Diệp Phàm còn có Chu Chân Chân thì chợt há hốc miệng, ngây người ra. Thật, là bà sao? Lão Lệ, vợ của ông đến làm sao lại như thế? Lão Lệ, ông đã già thế này rồi mà vợ của ông dường như không hề thay đổi nhiều gì cả. Ha ha ha, Tuyết Liên tú tài của năm xưa bây giờ cũng già rồi. Tàn phế rồi nhưng vợ của ông hình như không già. Hồng Tà trêu chọc. Vô Nhai, Vô Nhai. Chu Chân Chân không kìm chế được nữa lao đến. Chân Chân, Chân Chân. Lệ Vô Nhai cuối cùng đã giang tay ra, hai người ôm lấy nhau khóc râm ri. Nhìn thấy con, Lệ Vô Nhai cười như điên dại. Tốt, Diệp Phàm, ta cảm ơn cậu, đâu là bí pháp còn lại để khống chế Quỷ Liên Đăng, cậu hãy cầm cả lấy đi. Lệ Vô Nhai quả nhiên giữ lại một chút. Ông ta nhìn Hồng Tà nói. Hồng lão ta, đưa nốt phương pháp sử dụng nhất tiêu hồng của ông ra đi, vị tiểu huynh đệ Diệp Phàm này rất khá, Lệ Vô Nhai tôi nhìn là chuẩn.
Lão đệ người thật là, vừa nhìn thấy lão bà xinh đẹp thì đã bán anh em. Hồng Tà có chút ngại ngùng lấy ra một quyển sách đưa cho Diệp Phàm, nói. Đừng oán trách bọn ta, trên đời này không thể ngay lập tức đã tin tưởng người khác được. Ha ha, không sao, từ đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Diệp Phàm cười nói, lập tức lấy được cảm tình của mọi người. Hai vị tiền bối, tôi sẽ cố gắng để cho hai người đến biệt thự Hồng Diệp, hai người kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nhé. Diệp Phàm nói, không sao, không sao, Sa Thiên thật là tốt, đã chăm sóc rất chu đáo mấy chục năm rồi, cuối cùng mới được ăn một bữa cơm như thế này, sống những ngày này thật là tốt. Hồng Tà cũng thở dài nói, sau khi dặn dò tất cả mọi việc Diệp Phàm trở về biệt thự Hồng Diệp. Thiên sinh bát vốn là cây trong rừng, không cần phải di rời, chúng tôi định làm xong chiếc bồn đá rồi đem đặt trong mảnh đất trung tâm của thiên sinh bát. Sau đó trên chiếc bồn đá đó xây dựng một tòa lầu kết cấu toàn bằng gỗ, bình thường hai vị tiền bối cũng có thể đến tòa lầu đó nghỉ ngơi rồi lại về ngâm mình trong lục tinh thủy. Đừng đến mức cứ ngâm lâu trong lục tinh thủy cũng sẽ khó chịu lắm đấy. Chương 3130, bị tấn công. Thiết kế phải cẩn thận một chút, hai vị tiền bối đã chịu khổ lâu rồi, cũng phải làm cho bọn họ thoải mái một chút. Tuy nhiên, Chu Chân Chân muốn chuyển đến, anh cũng phải bố trí một chút chỗ ở cho bà ấy. Có lẽ bà ấy không muốn rời khỏi nhà gỗ. Vì thế nhà gỗ có thể thiết kế hợp lý một chút. Ví dụ làm cao 3 tầng, dù sao thiên sinh bát cũng không nhỏ, phát triển lên cao cũng không ảnh hưởng nhiều đối với nó. Diệp Phàm nói, những việc này mong tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ mời chuyên gia đến thiết kế, chắc chắn chu đáo. Ngô Tuấn nói, hai, đây cũng không phải là biện pháp lâu dài, một khi có thể giải quyết được vấn đề. Làm cho hai vị tiền bối hoàn toàn thoát khỏi khó khăn thì tốt. Diệp Phàm thở dài. Những yêu cầu về chân giả của bọn họ rất cao, căn bản trước mắt chưa thể tìm được chân giả có thể chịu đựng được họ sức nhún nhảy hay luyện công của bọn họ. Nếu chỉ là chân giả để đi đường thì dễ làm hơn nhiều. Ngô Tuấn nói. Chân giả bình thường bọn họ nhảy một cái là gãy liền. Ít nhất phải dùng loại hợp kim đặc biệt để chế tạo mới được. Đây là những vấn đề sau này. Trước mắt là di chuyển bọn họ an toàn đến đây, nếu có thể thích ứng với hoàn cảnh thì tốt. Diệp Phàm nói. Buổi tối Diệp Phàm đi đến Phí Gia Trang, còn đệ tử do tổ A lựa chọn ra cũng đều đã đến vị trí. May là Diệp Phàm may mắn, nhìn thấy Trương Vô Trần vẫn còn mặt mũi gọi Diệp Phàm sư đệ thì mọi người đều đáp ứng có thể tạm thời thu nhận đồ đệ. Nữ nội viên thì bái nữ làm sư phụ, đương nhiên, có hai nữ nội viên cũng không may. Bởi vì sư phụ nhất thời của bọn họ là Nico, để không bị tổ thần đạo của Nhật Bản nghi ngờ, đành phải cạo chọc đầu. Còn trong những đội viên nam cũng có hai người bái hòa thượng làm sư phụ, tạm thời cũng cạo chọc đầu bóng lưỡng. Còn hai người bảo vệ mà Diệp Phàm chọn từ Chu gia được Diệp Phàm tặng cho cung Khai Hà. Cung lão đầu đương nhiên là rất vui cứ cười ha hả, khen ngợi Diệp Phàm biết làm việc, lúc nào cũng nghĩ đến tổ. Là công thần lớn nhất trong tổ. Đêm đã khuya, Diệp Phàm và Kiều Viên Viên sau khi vui vẻ thì tiếp tục đến rừng cây luyện quỷ liên hoa. Phát hiện hai bông hoa này có thể nở có thể chụp lại, hóa giải đều rất dễ dàng. Có hiệu quả diệu kỳ giống như huyết trích tử. Hơn nữa, khả năng xoáy tròn của thứ này rất mạnh, khả năng xoáy của nó giống như là cưa máy vậy. Người cứ dùng rìu chặt cây thì không dễ chút nào, nhưng nếu đổi sang dùng cưa thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Xuất phát vào buổi tối ngày hôm kia, Diệp Phàm vội vàng vào Phí Gia Trang. Có tình hình mới. Nhìn mọi người trong phòng khách, Diệp Phàm nói. Có phải bên đó lại có cao thủ gia nhập không? Chi Túc hỏi. Không Trạch Bản Tú của Không Trạch gia vào Hoành Đoạn gia, có lẽ hắn cũng sẽ theo đến đây. Diệp Phàm nói. Nghe nói Không Trạch Bản Tú là cao thủ đại bán tiên thiên đại viên mãn, có ông ta gia nhập thì sẽ tăng thêm phiền toái rồi. Nhất Diệp Sư Thái nhíu mày nói. Tôi lo lắng rằng có bán tiên thiên đại viên mãn gia nhập thì càng phiền phức, tôi giao đấu với Không Trạch Bản Tú, lần đó đi Nhật Bản vì có chuyện riêng. Không ngờ người mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh ông ta thân thủ so với ông ta cũng ngang nhau. Chỉ sợ là Không Trạch Bản Tú đến thì người đó cũng đi theo. Diệp Phàm nói. Hoặc là cao hơn một đẳng cấp, chúng ta bên này có ba vị cao thủ Trương Đại Sư, Quyền Thiên Đại Sư, còn có Phí Đống Đại Sư thì cũng chẳng sợ bọn họ. Một tiên thiên có thể đọ được với năm bán tiên thiên thậm chí nhiều hơn. Tuy nhiên, bây giờ tình hình chưa rõ, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ bên đó ngoài Hoành Đoạn Thiên Hà ra thì còn có cao thủ tiên thiên nào nữa hay không.
Lần này Hoành Đoạn Gia là răng lưới toàn diện, thể phải đổ máu. Còn đối với TQ chúng ta, cao thủ của các nước khác đều rất không phục. Có cao thủ lần này mặc dù Hoành Đoạn Gia không thuê nhưng bọn họ vẫn sẽ đến. Vì thế, bọn họ hoàn toàn có khả năng mời thêm 2 đến 3 vị cao thủ tiên thiên. 10 đại cao thủ của các gia tộc trong thiên hạ năm xưa, nếu chưa chết thì cơ bản đều đã là cao thủ tiên thiên. Sắc mặt của Phí Thanh Sơn căng cứng. Như vậy, bán tiên thiên tôi lại đi nói xem sao, không chừng bà ta lại đồng ý. Diệp Phàm nói. Người bằng hữu nói là ai? Tri Túc cười nói. Tạm thời bí mật, nếu đến thì hãy nói. Diệp Phàm cười bí hiểm. Vừa đi ta liền trực tiếp gọi điện cho Nam Vân Thiên Mi. Tôi không có hứng thú với những việc chiến đấu nhàm chán đó. Nam Vân Thiên Mi nghe Diệp Phàm nói xong lập tức cự tuyệt. Cô nương, cô cũng là người Trung Quốc. Cuộc chiến giữa Phí Gia và Hoành Đoạn Gia đã vượt qua phạm vi cuộc chiến giữa các gia tộc và đã trở thành cuộc chiến giữa các cao thủ của hai quốc gia rồi. Dù nói thế nào, cô cũng là người Trung Quốc có phải không nào? Diệp Phàm nói. Thế thì sao, thắng thua thì thế nào? Chỉ có thể là lợi hại nhất TQ, tôi thấy chẳng cần. Chẳng phải mấy người toàn ăn no rừng mỡ sao, nói trắng ra thì đơn giản là vì thể diện mà thôi. Nam Vân Thiên Mi lạnh lùng nói. Cô đúng là lạnh lùng. Bằng cấp không có mà toàn thân đầy võ công để làm gì? Diệp Phàm tức giận. Đó là việc của bản cô nương, liên quan gì đến ngươi? Diệp Phàm ngươi là cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà phê phán ta? Cứ lo cho mình đi, đừng đứng trước mặt tôi nói gì đến đại nghĩa dân tộc, chính nhân quân tử. Hình như các người đều là chính nhân quân tử, là người yêu nước. Tôi thấy toàn là do tự các người nhận lấy mà thôi. Ví dụ như ngươi, chỉ dựa vào một chút thân thủ. Khoe khoang trước mặt con gái, chẳng phải là dẫn dụ người ta yêu thương nhung nhớ hay sao? Số mệnh quá yêu ái miếng rẻ rách như ngươi. Diệp Phàm ngươi uy phong, là thiếu niên anh hùng. Tuy nhiên, đừng cho là con gái trên thiên hạ đều là đồ chơi của ngươi. Ít nhất bản cô nương đây chẳng để ý đến ngươi một chút nào. Ngươi chỉ là một tên lưu manh có văn hóa, có võ công, không có đạo đức mà thôi. Nghe những lời Nam Vân Thiên Mi nói, Diệp Phàm thiếu chút nữa thì vứt điện thoại đi. Cô thanh cao, ta lại càng chẳng thèm. Con gái chỉ là con gái, mắt còn hẹp hơn cả lỗ kim. Diệp Phàm nói và cúp điện thoại, hắn thật sự tức giận. Bản cô nương đây chính là cẩn thận, còn ngươi là cái gì? Tuy nhiên mà, đại anh hùng ngươi có thể cầu xin người cẩn thận ta là được rồi. Ngươi cầu xin ta hả, hãy gọi ta một tiếng chị Mi, xin ta ra tay đi. Nam Vân Thiên Mi nói. Chị, ngươi xách giày cho ta còn chẳng hợp, ta nhổ vào. Diệp Phàm tức giận cúp điện thoại. Buổi sáng ngày 8 tháng 10 năm 2006. Những cao thủ Phí Gia mời đến cộng thêm người trong tộc, những đệ tử giả của tổ A và những người đến giúp đỡ cộng lại tất cả có khoảng 50, 60 người. Mọi người ngồi trên mấy chiếc xe chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện một bóng người quen thuộc, chẳng phải là Nam Vân Thiên Mi thì còn là ai. Hôm nay người này mặc áo sơ mi, quần hoa, ống quần rất rộng. Diệp Phàm thiếu chút thì ngất xỉu. Trang điểm như vậy hoàn toàn như cô gái nông thôn. Nam Vân Thiên Mi ngày xưa thanh cao như vậy bây giờ lẽ nào đã thay đổi sao? Diệp Phàm, người cứ cầu xin ta nên ta đã nghĩ lại, muốn tham gia cho vui. Nam Vân Thiên Mi vừa cười khanh khách nói với Diệp Phàm vừa chậm rãi đi đến. Tôi cầu xin cô lúc nào? Diệp Phàm thiếu chút nữa thì điên lên. Cầu xin thì cầu xin, có gì mà ngại? Nam Vân Thiên Mi tủm tỉm cười. Tôi không có, thực sự không có, các vị, mọi người đừng có bị cô ấy lừa. Diệp Phàm nhìn mọi người vội vàng nói. Diệp Phàm, cô ta là chị của cậu, cầu xin thì cầu xin có gì đâu, là chị em mà, đừng ngại. Tuy nhiên, Diệp Phàm, cậu vẫn chưa giới thiệu với một tôi người chị này là ai, từ đâu đến. Phí Thanh Sơn cười tủm tỉm nói. Tôi thực sự không cầu xin cô ta càng không phải là chị của tôi. Diệp Phàm thiếu chút nữa thì nghẹn họng. Được rồi, không cầu xin thì không cầu xin, tuy nhiên cô ấy đến giúp đỡ, cậu nên giới thiệu một chút. Có phải chính là vị cao nhân mà hôm qua cậu nói không? Phí Thanh Sơn hỏi. Đến từ Kim Lăng, Nam Vân Thiên Mi. Diệp Phàm biết rằng càng giải thích thì càng loạn, đành không nói nữa. Chỉ có thể hằn học trợn mắt nhìn cô ta, không ngờ người con gái này lại tạo ra mánh lới như thế. Tuy nhiên, Nam Vân Thiên Mi đáp trả lại ánh mắt trợn trừng của Diệp Phàm bằng nụ cười nhạt, vẻ mặt lạnh lùng, cười nói.
Nam Vân Thiên Mi đã gặp các vị tiền bối. Hay, hay lắm, cao thủ mà sư đệ mời đến lại là một cô nương trẻ tuổi như vậy. Dù cô nương là chị của sư đệ, thế thì ta lớn hơn một chút. Cô có thể gọi ta là sư huynh là được rồi. Không ngờ Trương Vô Trần người rất ít lời nay lại vui vẻ như vậy. Trương sư huynh, anh phải trông nom cẩn thận sư đệ của anh đấy. Chỉ biết ăn hiếp con gái chúng tôi thôi. Nam Vân Thiên Mi lúc này vẻ mặt tương đối điềm đạm. Không thể nào, sư đệ. Trương Vô Trần liếc nhìn Diệp Phàm tỏ vẻ tin tưởng. Chắc anh không biết, ngoài mặt anh ta một kiểu đằng sau thì một kiểu. Nam Vân Thiên Mi vẻ mặt nghiêm túc nói. Xong chưa nào bà ngoại của tôi, chúng ta phải xuất phát rồi. Đừng rông dài nữa, có gì chúng ta về phòng hai người từ từ nói với nhau. Diệp Phàm chuyển vẻ mặt tươi cười nói. Câu nói cuối cùng rất mờ ám, Nam Vân Thiên Mi không biết có nghe thấy không. Bởi vì những đồng chí ở đây rất hiểu, đó là ám chỉ đối với Nam Vân Thiên Mi. Được được, về phòng hai người các người rồi từ từ tâm sự. Ha ha ha. Chi Túc nói thêm vào. Đúng, đúng. Diệp Phàm vừa nghe, vội vàng nói theo. Ai có hứng thú nói chuyện phiếm với anh đi tìm em gái nhà anh đi. Phí tiền bối, có thể giới thiệu một chút tình hình của đối thủ không? Nam Vân Thiên Mi lập tức chuyển đề tài, người con gái này đúng là lợi hại. Hùng cốc, đúng như Phí Thanh Sơn miêu tả, một con sông chảy qua, hai bên đều là vách núi cao. Một phiến nham thạch tương đối cao ở bên bờ sông đã được người của Phí gia sửa sang lại, trên phiến nham thạch còn được dựng mấy tòa nhà gỗ đơn giản. Tuy nói là đơn giản nhưng cũng khá quy mô, Phí gia cũng đã bỏ ra nhiều công sức, bởi vì nếu luận bàn thì không hiểu đã phải bỏ ra mấy ngày mới có thể hoàn thành được. Vì thế còn bố trí nhiều phòng nghỉ và nơi ăn cơm. Ngoài mấy tòa lầu gỗ còn mô phỏng kiến trúc của Nhật Bản, đương nhiên là để đối phương dùng. Đây là biểu hiện rất tôn trọng đối phương của Phí gia. Còn gia tộc Hoành Đoạn của Nhật Bản cũng sớm phái người đến thu dọn, ngay cả đầu bếp cũng là người của bọn họ mang theo. Có lẽ cũng là duyên cớ mà cao thủ của các nước khác cũng mời đến không ít đầu bếp. Còn Phí gia bên này thì đơn giản hơn một chút, vì đều là người TQ nên cũng dễ bố trí hơn. Cự ly giữa các căn nhà gỗ hai bên khoảng 100 mét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tòa nhà của đối phương. Đương nhiên cũng là suy tính đến tính bí mật. Còn người mà tổ A mời ra mặt thì đều ở trong phạm vi 100 dặm, nói là phải diễn tập, để tránh việc không nếu không cẩn thận sẽ làm cho người dân sợ hãi khi nhìn thấy thân thủ của họ. Buổi tối hôm đó, mọi người cũng chẳng phải bàn bạc việc gì cả, bởi vì bàn bạc cũng chẳng có tác dụng gì. Phải đợi đến mai xem thực địa rồi đối phó.